Giáo sư nói khá tốt, đưa ra nhiều ví dụ cụ thể, làm cho các học sinh có nhiều lợi ích. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng nghe cả ngày không hề thấy chán. Tổ công tác tỉnh, thị xã đã tiến hành đến Hoa Lâm điều tra. Vấn đề cắt tiền giải tỏa ở khu phổ độ rất nhanh điều tra xong, vấn đề phản ánh là thật. Mà bên khu mã thủ cũng tồn tại tình hình này, chỉ là số lượng không bằng phổ độ, thứ hai tâm trạng các hộ nông dân đã được khống chế, không có gì náo động. Bí thư đảng ủy khu phổ độ bị đình chỉ công tác. Bí thư đảng ủy hai xã Lương Sơn, Đáng Khê cũng như vậy. Chủ tịch xã làm bản kiểm điểm chờ xử lý. Tình hình bên mã thủ không quá nghiêm trọng nên chỉ phải viết bản kiểm điểm. Bên công an huyện cũng điều tra có chút kết quả. Dân chúng chặn đường không nhận ra người lộ tin, chỉ biết đối phương tự xưng là cán bộ tiếp dân của huyện ủy đến xã tìm hiểu tình hình, hỏi mọi người có ý kiến gì không. Sau khi biết tình hình của mọi người, người này tỏ vẻ huyện đang tranh cãi vấn đề này, đề nghị bọn họ phản ánh vấn đề với lãnh đạo cấp cao hơn. Hơn nữa còn hàm hồ tỏ vẻ lãnh đạo tỉnh sẽ tới Hoa Lâm thị sát, nếu mọi người thật sự có vấn đề gì thì có thể phản ánh, lãnh đạo tỉnh sẽ giải quyết. Về phần điều tra Triệu Quốc Đống cũng đang diễn ra. Về vấn đề hạng mục quốc lộ Tân Hoa cùng quốc lộ Bồng Hoa do Hoàng Thiết Thần phụ trách chính, cho nên tổ công tác chỉ hiểu qua một chút. Về phần vấn đề tác phong, hai nữ MC và phóng viên của đài truyền hình huyện nói Triệu Quốc Đống phụ tình càng là đồn thổi. Trình Nhược Lâm thậm chí chưa gặp mặt Triệu Quốc Đống, mà phóng viên kia đầu năm đã điều lên đài truyền hình tỉnh, tổ công tác đã lên An Đô tìm đối phương hỏi, đối phương rất tức giận và mắng có kẻ có ý đồ xấu. Nhưng thật ra điều chỉnh phương án cầu Quế Khê đã mang tới nhiều tranh cãi. Bởi vì điều này dính dáng đến lợi ích nhiều mặt, nhất là phương án trung tuyến sẽ thông qua khu dân cư cạnh bờ sông, ngoài chỗ tốt là cải tạo nhà cho dân thì cũng sẽ khiến việc buôn bán đất phát triển. Tổ công tác trọng điểm điều tra vấn đề này, chẳng qua phương án trung tuyến xây dựng cầu Quế Khê liên quan tới nhiều công ty, muốn điều tra rõ thì cần nhiều thời gian, nhất là khi có người cố ý nên gần như đều cố ý phản ánh vấn đề với cấp trên. Anh nếu không liên quan tới Triệu Quốc Đống, như vậy tổ công tác mặc kệ. Cho nên chỉ cần có phản ánh vấn đề thì đều nói có quan hệ với Chủ tịch Triệu. Điều này làm tổ công tác rất mệt mỏi. Quế Toàn Hữu cũng gọi cho Triệu Quốc Đống nói Tào Uyên thấy khó thông qua hội nghị thường trực ủy ban nên dự định đưa phương án ra thảo luận trong hội nghị thường ủy, vì thế nhắc Triệu Quốc Đống sớm chuẩn bị. Triệu Quốc Đống cũng biết Tào Uyên nhất định sẽ làm như vậy. Trong hội nghị thường trực ủy ban thì ba người vi biểu đã bị hắn thuyết phục. Không chấp nhận phương án kia. Ba người này không phải thường vụ, hai người Tào Uyên, Miêu Nguyệt Hoa lại là thường vụ nên sẽ có ưu thế trong hội nghị thường ủy. Trên thực tế trong hội nghị thường ủy Tào Uyên và Miêu Nguyệt Hoa vừa thấy Biên Phong ngồi trong góc là giật mình. Người này bình thường không tới huyện ủy mấy, khi nghiên cứu vấn đề cũng bình thường không tham gia, nhưng hôm nay lại sớm tới làm bọn họ có chút ngạc nhiên. Nhất là Miêu Nguyệt Hoa càng thêm lo lắng, nhưng hội nghị hôm nay không chỉ nghiên cứu vấn đề cầu Quế Khê, còn có mấy việc khác nên Miêu Nguyệt Hoa không dám xác định ý đồ đối phương tới. Chẳng qua dù sao chắc cũng không quan trọng, hai người Tào Uyên và Miêu Nguyệt Hoa nghĩ mình đã khống chế được hội nghị thường ủy trong tay. Đề tài rất nhanh chuyển sang phương án xây dựng cầu Quế Khê, tranh luận không có kết quả nên biểu quyết. Khi La Đại Hải, Địch Hóa Dũng, Bàng Quân, Giản Hồng, Biên Phong mặt không chút thay đổi giơ tay ủng hộ phương án trung tuyến, vẻ mặt Tào Uyên và Miêu Nguyệt Hoa rất khó chịu. Sao lại thế này? Uông Minh Hy rất tức giận xông vào phòng Hướng Viễn Sơn. Họ Miêu, không phải cô nói tuyệt đối không vấn đề gì sao? Sao trong hội nghị thường ủy lại xây dựng phương án trung tuyến? Lão Uông, anh lo gì? Miêu Nguyệt Hoa rất tức giận trừng mắt nhìn đối phương, cô tuy cũng tức nhưng không đến mức như Uông Minh Hy. Anh hỏi tôi hỏi ai? Anh nên đi hỏi Bàng Quân đi, sao lại phản? Đi hỏi Biên Phong là như thế nào? Bàng Quân phản. Uông Minh Hy hốt hoảng nói. Vậy là sao? Sao đột nhiên lại lật lọng? Biên Phong nữa chứ? Không phải y không bao giờ tham gia hội nghị thường ủy sao? Tôi nói rồi, anh đừng hỏi tôi, hỏi bọn họ đi. Miêu Nguyệt Hoa cũng rất buồn bực, mặc dù chuyện không đến mức không thể vãn hồi nhưng đây là tín hiệu nguy hiểm. Mặc dù Triệu Quốc Đống không ở đây nhưng Tào Uyên vẫn không thể khống chế tình hình. Năm phiếu còn lại ngoài lỗ đạt bỏ cuộc. Mặc dù Vạn Chiêu Dương cùng Hà Lương Tài đều ủng hộ phương án Bắc Tuyến nhưng cũng vô dụng. Hơn nữa dù Lỗ Đạt đồng ý thì chỉ là ngang nhau. Mà Triệu Quốc Đống về thì cũng sẽ theo phương án Triệu Quốc Đống đặt ra. Uông Minh Hy cũng thấy mình phản ứng hơi quá, y cố lấy bình tĩnh rồi nói. Bàng Quân xem ra đã bị Triệu Quốc Đống thu mua.
không biết Biên Phong làm như thế nào mà lại bị Triệu Quốc Đống lôi kéo. Bây giờ nên làm như thế nào? Quyết định của hội nghị thường ủy đã có, tiền của chúng ta ném vào coi như xong hết, ai đi đến đó xây dựng và mua nhà. Hừ, sốt ruột không phải chúng ta, công ty Hoành Lâm cũng còn lo hơn chúng ta. Triệu Quốc Đống rõ ràng không được thị xã ủng hộ, cầu Quế Khê dù dùng phương án nào cũng không thể diễn ra. Như Nguyệt Hoa lắc đầu nói. Không thể tin Tào Uyên, y không thể khống chế tình hình. Triệu Quốc Đống không ở đây mà không khống chế được cục diện, tôi thấy nên tìm biện pháp khác. Chúng ta không thể khống chế được vận mệnh, chúng ta sẽ xong đời. Thằng danh Triệu Quốc Đống quá gian xảo, hắn không chừng sẽ dùng biện pháp khác đền bù tổn thất của công ty Hoành Lâm, ví dụ như để công ty Hoành Lâm tham dự phương án trung tuyến, như vậy chúng ta nên làm như thế nào? Uông Minh Hy tức giận nói. Không thành công cũng phải thành người. Triệu Quốc Đống hắn nếu muốn đuổi tận giết tuyệt thì đừng trách chúng ta ra tay tàn độc. Chỉ còn con đường đó sao? Đến lúc này nhưng Miêu Nguyệt Hoa vẫn có chút do dự. Uông Minh Hy đến bước đường cùng, Miêu Nguyệt Hoa biết người này đã vay không ít tiền của bà con, bạn bè mà đầu tư vào công ty Mạn Thủy. Nếu một khi cầu Quế Khê xây dựng theo phương án Bắc Tuyến thì giá sẽ tăng lên vài lần, nhưng nếu theo phương án Trung Tuyến như vậy cách nhau vài km, quỷ mới tới kia xây dựng nhà. Hừ, đuổi hắn đi. Chúng ta mới có đường ra. La Đại Hải là người tốt, coi như hội nghị thường ủy thông qua phương án kia, chỉ cần đổi người chèo lái thì chúng ta cũng có thể thông qua phương án khác mà làm. Nhưng thằng Triệu Quốc Đống cứng mềm không ăn, không đuổi hắn thì sao chúng ta có hy vọng? Lão Uông, chuyện này tôi thấy phải xem xét kỹ, kế hoạch của anh có quá nhiều sơ hở. Miêu Nguyệt Hoa vẫn thấy nó rất nguy hiểm, cô bé kia không được huấn luyện gì, chẳng may ủy ban kỷ luật điều tra ra. Lộ sự thật thì kéo hết người vào sao? Cô sợ. Uông Minh Hy tức giận nói. Tôi nói với cô, chúng ta buộc chung trên một sợi dây, cô không chạy được, tôi không chạy được. Mấy trăm ngàn cô đầu tư vào công ty Mạn Thụy từ đâu mà có, không phải lợi dụng chiêu bài của Châu Trì Trường mà có sao? Cô không sao nhưng ông đây không thể chịu được. Miêu Nguyệt Hoa rất lo lắng khi nghe Uông Minh Hy nói như vậy. Uông Minh Hy này quá điên cuồng, lúc ấy bỏ mấy trăm ngàn cô đã thấy là đánh bạc. Bây giờ xem ra đúng là không có cách nào. Miêu Nguyệt Hoa rất hối hận. Mấy trăm ngàn đầu tư là với danh nghĩa họ hàng, mất tùy đau nhưng Miêu Nguyệt Hoa cũng không tới mức không còn cách nào. Nhưng Uông Minh Hy dồn quá nhiều. Chiêu của Uông Minh Hy quá độc, không phải cô không dám mà nó quá nguy hiểm. Lão Uông, anh đừng gấp, công ty Hoành Lâm còn không có phản ứng, chúng ta chờ một chút xem rồi phản ứng. Hừ, Miêu Nguyệt Hoa, cô tỉnh lại đi, chuyện này thông qua đường chính là không có hy vọng. Nếu muốn thành công chỉ có cách của tôi. Miêu Nguyệt Hoa về nhà càng lúc càng sợ. Uông Minh Hy lên từ chức bí thư đảng ủy thị trấn Thành Quan. Lúc ở thị trấn Thành Quan, mọi người lén gọi y là kẻ lưu manh nhưng nho nhã. Người này vốn quan hệ với đám lưu manh rồi mới vào chính quyền. Bây giờ công ty Mạn Thủy có vấn đề khó khăn thì y nhất định sẽ như con chó bị dồn tới chân tường. Lúc trước Miêu Nguyệt Hoa còn động tâm, dù sao Triệu Quốc Đống bị đuổi, Tào Uyên rất có thể lên làm chủ tịch huyện. Mà cô đương nhiên thành phó chủ tịch thường trực. Nhưng bây giờ xem thủ đoạn của Triệu Quốc Đống thì thấy Tào Uyên không phải đối thủ. Hơn nữa còn có tên phá hoại Uông Minh Hy kia thì nghĩ rằng dùng biện pháp đen là giải quyết được sao? Chẳng lẽ cảnh sát ngồi không? Nghĩ vậy, Miêu Nguyệt Hoa vội vàng gọi cho Châu Trì Trường. Châu Trì Trường nghe xong liền mắng cho Miêu Nguyệt Hoa một trận, bảo cô lập tức lên thị xã để bàn. Ngu! Chờ Miêu Nguyệt Hoa nói ra, Châu Trì Trường tức giận nói một câu. Miêu Nguyệt Hoa không dám đáp lời mà chỉ có chút lo lắng nhìn Châu Trì Trường. Cô biết lần này đã sai lầm, gặp chuyện này phải nhờ Châu Trì Trường giúp cô thoát thân. Uông Minh Hy là người như thế nào mà cô còn không biết ư? Hắn là con chó cắn trộm người, còn không bằng chó. Cắn người không lên tiếng, nếu không tôi sao để hắn ở mãi chức chánh văn phòng ủy ban. Cô nhìn hắn lúc ở thị trấn Thành Quan chọc vào bao chuyện. Nếu không phải hắn có chút quan hệ với Chủ tịch Thang. Tôi đã sớm cho hắn vào tù rồi. Châu Trì Trường đi đi lại lại trong phòng. Y càng nghĩ càng tức giận. Uông Minh Hy là như thế nào thì y rõ nhưng sau lưng có Chủ tịch Thang nên không dễ động vào. Nhưng lần này Uông Minh Hy đã làm hơi quá rồi. Cô có tham gia vào vụ vừa rồi không? Châu Trì Trường đột nhiên hỏi. Em, lúc ấy Uông Minh Hy nói với em một chút, nhưng em không lên tiếng. Miêu Nguyệt Hoa có chút lo lắng mà nói. Tôi không hỏi cô vấn đề này. Chỉ hỏi có ai khác biết được cô có tham gia hoặc là biết chuyện này không? Châu Trì Trường không nhịn được mà nói. Không có,
chỉ có mình Uông Minh Hy nói chuyện với em, không có ai khác ở đó. Miêu Nguyệt Hoa vội vàng nói. Hướng Viễn Sơn thì sao? Châu Chỉ Trường lạnh lùng nói. Hắn cũng có thể biết việc này hoặc là có lẽ cũng như em, nhưng em không đề cập với hắn việc này. Chắc là hắn biết đây là do Uông Minh Hy gây ra. Uông Minh Hy, tôi thấy nó chán sống rồi, chuyện này mà cũng dám nghĩ tới sao? Châu Chỉ Trường nghiến răng nghiến lợi nói. Tự gây chuyện không thể sống. Hắn muốn dùng cách đó đối phó Triệu Quốc Đống cũng là hại mình. Hắn có thể đẩy ngã Triệu Quốc Đống đi sao? Không nghĩ tổ chức cho phép việc này xảy ra sao? Một con bé tùy tiện vu cáo vài câu là xử phạt cán bộ cấp chủ tịch huyện, hoặc là làm người khác mất danh tiếng ư. Ngu! Cục công an thị xã ngồi không sao. Chuyện này mà lộ ra, cục công an nhất định sẽ tham gia, con bé kia chịu được cảnh sát dọa sao? Không lâu là nó ngoan ngoãn khai ra hết chuyện hồi bé trộm gạo như thế nào, còn muốn vụ oan cho Triệu Quốc Đống. Không nghĩ xem Triệu Quốc Đống mà ngủ mới nó còn vui đến độ cởi sạch mở hai chân ra mà chờ, còn cần Triệu Quốc Đống hiếp sao? Mẹ nó chứ, Uông Minh Hy uổng công ở xã hội lâu như vậy, biện pháp ngu thế mà cũng nghĩ ra sao? Anh, con bé cũng thành thật, nó nói Triệu Quốc Đống từng sờ vú nó. Hừ, nó nói mà cô cũng tin sao? Không chừng nó cố ý khoe mẽ mà thôi. Cô xem Điền Ngọc ngủ với gái cho ếnh bụng ra đó, sinh con không lộ ra cơ mà, không phải do đám ghen ăn tức ở thì lộ ra được sao? Nói không chừng ả dụ dỗ Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống không coi trọng nên mới nói thế. Châu Chỉ Trường hừ một tiếng. Triệu Quốc Đống mà ngủ với nó là để mắt tới nó. Nó còn có thể ra mặt giúp cô sao? Nằm mơ đi, cô cho rằng ủy ban kỷ luật tỉnh ủy ngu hết sao, nó nói gì cũng có thể tin sao? Miêu Nguyệt Hoa không biết nói gì, Châu Chỉ Trường phân tích như vậy, cô mới thấy mấy biện pháp kia là quá đơn giản và sơ hở. Triệu Quốc Đống là ai? Các người muốn đấu với hắn sao? Ngay cả chuyện nhảy phiếu mà thị ủy còn phải bỏ qua, cô cho rằng hắn kéo mấy công ty là đủ để lãnh đạo hài lòng, không truy cứu ư. Không có ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy gật đầu, hắn đã sớm bị ném sang góc rồi. Cô không nghĩ xem nhân vật được ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nói giúp có chỗ dựa như thế nào. Tôi đã sớm bảo cô quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống, đừng chống đối. Cô đã vào thường vụ thì nên thấy đủ. Cô muốn tranh chức phó chủ tịch thường trực thì phải quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống. Không chừng La Đại Hải về là Triệu Quốc Đống lên làm bí thư huyện ủy thì sao? Châu Chỉ Trường nghiến răng nghiến lợi mà nói. Uông Minh Hy là kẻ không nên quan hệ. Công ty Mạn Thụy thì tôi đã nói với cô đừng xen vào. Cô thì hay rồi, nghĩ mình tự làm được, bây giờ thì sao? Anh, bây giờ là lúc nào rồi chứ? Anh nghĩ biện pháp giải quyết đi. Miêu Nguyệt Hoa vội vàng nói. Hừ. Tôi không phải đang nghĩ biện pháp sao? Châu Chỉ Trường tức giận nói. Thực ra y đang suy nghĩ để cố gắng không dính vào trong đó. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới y. Uông Minh Hy muốn lấy trứng chọi đá, chúng ta cũng không thể chuốc họa vào mình được. Một lúc lâu sau Châu Chỉ Trường mới nói. Cô nếu không có nhược điểm gì rơi vào tay hắn, vậy hắn muốn chết thì chúng ta sẽ đưa đường. Ý anh là... Miêu Nguyệt Hoa vẫn có chút lo lắng. Hừ, tôi có biện pháp. Mông Uông Minh Hy còn sạch sao? Vạch vài cái là đủ để cho viện kiểm sát và cục công an nhìn chằm chằm vào hắn, đủ để cho hắn vào tù mà. Châu Chỉ Trường cười lạnh một tiếng. Nhưng mà nếu hắn làm loạn thì sao? Miêu Nguyệt Hoa vẫn có chút lo lắng. Ở tình hình đó nếu hắn nói loạn có ai tin được? Chuyện không bằng chứng thì nói ra ai để ý? Hơn nữa tôi tin chuyện mà làm lớn thì thị xã sẽ có biến nên hắn phải chịu trách nhiệm chính. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Thị xã Ninh Lăng, Cao Dương nhận được điện của Viện trưởng Dư Dương liền lập tức tới ngay. Viện trưởng, ngồi đi, anh xem đơn tố cáo này đi. Dư Dương chỉnh kính mắt và đưa tài liệu cho Cao Dương. Cao Dương gật đầu và biết nhất định đơn này tố cáo nhân vật rất quan trọng nên mới khiến Dư Dương gọi y lên văn phòng. Chỉ là y nhìn thoáng qua đã phải nhíu mày. Xem xong chưa, anh thấy sao? Dư Dương nhíu mày nói. Đúng là rất cụ thể, chính xác. 4 năm trước chuyện này đã lộ ra nhưng có chút khó hiểu. Chẳng qua căn cứ theo kinh nghiệm của tôi thì vấn đề phản ánh trong bức thư là đáng để tìm hiểu, mấy chi tiết và thời gian làm người ta giật mình. Không phải người trong cuộc thì không thể nắm giữ, nói cách khác vấn đề phản ánh hơn phân nửa là thật. Đương nhiên cuối cùng còn cần điều tra. Cao Dương cười nói. Viện trưởng, có phải là có liên quan đến tình hình Hoa Lâm? Ừ, ai nói không phải. Dư Dương thở dài một tiếng. Tổ công tác của tỉnh tới Hoa Lâm chưa xong,
bây giờ lại gặp việc này không phải càng nổi tiếng sao? Ha ha, viện trưởng, đối phương còn nói nếu chúng ta không lập tức hành động, y sẽ tố cáo lên viện kiểm sát tỉnh cơ mà. Việc này không do chúng ta được. Ồ, phản ánh vấn đề lên trên thì tôi không sợ. Tôi chỉ lo lắng lúc này có thể tham gia có phải thành tay súng của người ta không? Dư Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Ha ha, chúng ta vốn là súng mà, đánh ai chẳng như nhau, chỉ cần đánh đúng người là được. Cũng đúng. Dư Dương cười nói. Được rồi, anh chuẩn bị lực lượng, giữ bí mật. Chiều tôi báo cáo với Bí Thư Kỳ và Bí Thư Nghiêm, sau đó tôi thông báo, anh lập tức ra tay. Cao Dương đứng dậy nói. Viện trưởng yên tâm, chuyện này không chỉ gặp một hai lần. Ha ha, chỉ sợ lần này rất thuận lợi. Dư Dương cười nói. Chỉ hy vọng như vậy. Hướng Viễn Sơn đang ngồi trong quán hát thì bị bắt, người nhà vốn không để ý vì y quen về khuya. Thẩm vấn gần 3 tiếng, Hướng Viễn Sơn đã phải khai nhận. Y khai 4 năm trước khi y làm chủ tịch thị trấn Thành Quan đã cùng bí thư đảng ủy thị trấn Thành Quan là Uông Minh Hy cấu kết với nhau ăn hơn 70.000 tiền bồi thường cho thôn Thanh Miêu. Lúc ấy phó bí thư đảng ủy thị trấn Thành Quan là Tạ Hoa cũng nhận 10.000. Cao Dương liền ra lệnh bắt Kahaner cấp, sáng sớm hôm sau bắt Tạ Hoa. Tạ Hoa không hề chuẩn bị nên nửa tiếng sau đã khai hành vi của mình với Hướng Viễn Sơn và Uông Minh Hy. Khi Uông Minh Hy tiến vào văn phòng Lỗ Đạt, y còn nghĩ Lỗ Đạt có chuyện cần mình giúp. Quan hệ của hai người cũng được nhưng vào trong văn phòng thì y thấy hai người khá xa lạ. Lão Uông, đây là chủ nhiệm Tần, ủy ban kỷ luật thị ủy, bọn họ có việc cần anh nói rõ. Tìm tôi có việc gì? Uông Minh Hy ngẩn ra mà nói. Đi thôi, chủ tịch Uông, mời anh phối hợp một chút. Hai người ủy ban kỷ luật mặt không chút thay đổi mà nói. Quyển 6, chương 51. Kỳ Dư Hồng rất buồn bực đi lại trong văn phòng, từ tin tức mà ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát đưa tới làm y rất khó chịu. Uông Minh Hy không tính là gì nhưng thang chung ngọ ở sau lưng Uông Minh Hy lại không thể không suy nghĩ. Chẳng qua đi đến bước này thì y không còn đường lui. Là bí thư thị ủy, y đương nhiên có nhiều con đường tin tức. Chuyện ở huyện Hoa Lâm thì y đương nhiên rõ ràng. Tranh chấp phương án ở đó liên quan tới lợi ích bao người thì Kỳ Dư Hồng hiểu rất rõ. Quan trường chú trọng là chung sống hòa bình, chỉ cần không vượt qua vấn đề nguyên tắc thì mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Sau lưng công ty Hoành Lâm tất nhiên là Mạch Gia Huy, Kỳ Dư Hồng vốn suy nghĩ chuyện ở Hoa Lâm có phải do công ty Hoành Lâm đứng sau lưng không, nhưng suy nghĩ một chút thì thấy không có thể. Chẳng qua y đoán đây là do thế lực của chính Hoa Lâm gây ra. Sau khi Ninh Lăng lên cấp, Mạch Gia Huy đã thu mình lại nhiều, điều này làm Kỳ Dư Hồng rất hài lòng. Duy trì bộ máy đảng ủy và chính quyền hài hòa là rất quan trọng. Đây là chỉ tiêu xem một bí thư có thể khống chế toàn cục không. Rất khó tin một bí thư thị ủy thường xuyên đấu đá với thị trưởng lại có thể khống chế được toàn thành phố. Ở điểm này làm Kỳ Dư Hồng khá lòng với biểu hiện của Mạch Gia Huy trong thời gian này. Nhưng Mạch Gia Huy thu mình lại có vẻ chờ điều gì đó, trong lúc nhất thời Kỳ Dư Hồng không suy đoán ra. Nhưng bây giờ Uông Minh Hy xảy ra chuyện, Kỳ Dư Hồng cảm thấy việc này nhất định có liên quan tới cầu Quế Khê. Bí thư Kỳ, bí thư Mục và viện trưởng Dư tới. Thư ký đi vào cung kính nói. Mời bọn họ vào. Kỳ Dư Hồng nói. Ngồi đi. Kỳ Dư Hồng ngồi xuống sofa rồi nói. Tình hình thế nào? Lão Dư, anh nói trước bên viện kiểm sát đi. Mục Cương nói. Được, chúng tôi tra ra không ít vấn đề, đều là vấn đề từ 4 năm trước. Trước đây Viện Kiểm sát Hoa Lâm cũng nhận được vài phản ánh nhưng bởi vì thiếu chứng cứ nên không thể điều tra được gì. Lúc này tài liệu tố cáo khá đầy đủ, cho nên đầu tiên tiến hành đột phá trưởng phòng đất đai Hoa Lâm, Hướng Viễn Sơn, ngoài ra còn có phó bí thư đảng ủy thị trưởng Thành Quan. Ngoài ra chúng tôi điều tra được khi Hướng Viễn Sơn và phó chủ tịch Hoa Lâm bây giờ là Uông Minh Hy khi giữ chức ở thị trấn Thành Quan đã nhận hối lộ, sơ bộ xác minh là trên 200.000. Có 3 cán bộ cấp phó trưởng phòng dính vào. Đã đủ để cấu thành tội phạm. Tình hình của Uông Minh Hy nào? Kỳ Dư Hồng gật đầu nói. Rất ngoan cố, không chịu thành khẩn khai báo, xem ra y có không ít vấn đề nhưng vẫn mong có may mắn. Chẳng qua với chứng cứ chúng tôi có đủ để y vào tù 10 năm. Dư Dương nói. Trong tài liệu tố cáo người này còn vài vấn đề, tôi đã giao cho Bí Thư Mục. Kỳ Dư Hồng có chút đau đầu, đây là điều khó tránh khỏi. Thời này cán bộ phạm án thường liên quan tới nhau. Nhất là chuyện này có ảnh hưởng không nhỏ. Chỉ là vấn đề này mà lộ ra thì Kỳ Dư Hồng là bí thư thị ủy cũng có vấn đề, không quản được cấp dưới.
Lão Dư, viện kiểm sát các anh độc lập phá án, theo trình tự mà tiến hành. Uông Minh Hy và nhân viên liên quan đã cấu thành tội phạm, các anh mạnh dạn phá án, điều tra triệt để. Kỳ Dư Hồng do dự một chút rồi nói tiếp. Chẳng qua các anh phải suy nghĩ kỹ tâm trạng người bị điều tra, ở tình hình này bọn họ có thể nói loạn, không nên coi gió là mưa, có chứng cứ thì điều tra, không có chứng cứ thì phải phân loại, một số vấn đề nên giao cho Ủy ban kỷ luật. Dư Dương hiểu ý gật đầu nói. Xin bí thư yên tâm, viện kiểm sát chúng tôi nhất định không bỏ qua người xấu, cũng không vụ oan người tốt, sẽ chú ý đại cuộc. Kỳ Dư Hồng hài lòng gật đầu nói. Ừ, anh phải đích thân chú ý vụ án này, nắm chắc tình hình vụ án. Xin bí thư yên tâm. Dư Dương đứng lên mà nói. Ừ, anh đi trước đi, có tình hình gì thì kịp thời báo cáo với tôi. Kỳ Dư Hồng xua tay nói. Dư Dương rời đi, Kỳ Dư Hồng xa sầm mặt nói. Lão Mục, có những ai dính vào? Không có nhiều, Uông Minh Hy nói liên quan tới Châu Chỉ Trường, Vạn Chiêu Dương, ngoài ra còn có Giang Thắng Lợi, Đại hội đại biểu nhân dân thị xã. Mục Cương nói, đều là lời của cá nhân y, không có chứng cứ cụ thể. Viện kiểm sát đã ghi chép và chuyển cho chúng tôi. Lão Châu và Lão Giang có dính vào sao? Kỳ Dư Hồng nhíu mày nói. Không thể nói, Uông Minh Hy nói Lão Châu có quan hệ nam nữ với Miêu Nguyệt Hoa. Miêu Nguyệt Hoa lợi dụng sức ảnh hưởng của Lão Châu ở Hoa Lâm mà giúp họ Hàng nhận vài công trình. Lão Giang cũng góp cổ phần vào trong đó. Mục Cương cười nói. Đừng nói việc này không có căn cứ, dù là có cũng không có gì mà. Anh cảm thấy trong này có vấn đề không? Kỳ Dư Hồng nói. Ha ha, Bí Thư Kỳ, chúng ta phải tin vào cán bộ của mình chứ. Ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát phá án đều theo quy định pháp luật, phải có chứng cứ, không thể tùy ý phán đoán. Mục Cương cười nói. Lão Châu rất khôn khéo, dù có nhược điểm thì có thể bị Uông Minh Hy nắm được sao? Kỳ Dư Hồng có chút yên tâm mà nói. Hoa Lâm làm ăn thế nào vậy hả? Lão Châu vừa đi đã liên tục xảy ra chuyện. La Đại Hải làm gì thế? Tôi thấy từ năm trước sang năm nay Hoa Lâm không được yên tĩnh. Tôi thấy thị ủy nên nghiên cứu vấn đề về bộ máy Hoa Lâm. Mục Cương cũng không tiện trả lời vấn đề này. Y biết Kỳ Dư Hồng có cái nhìn với La Đại Hải. La Đại Hải là người cầu Tương Uẩn Hoa. Bây giờ Mạch Gia Huy mặc dù yên phận nhưng nếu dễ dàng động tới Tương Uẩn Hoa, vậy có thể đẩy Tương Uẩn Hoa đứng về phía Mạch Gia Huy, như vậy sẽ có lực lượng đủ mạnh. Lúc ấy chỉ sợ không phải Hoa Lâm không yên tĩnh, cả Ninh Lăng cũng không yên. Bí Thư Kỳ, tôi cảm thấy Hoa Lâm là do vấn đề lịch sử. Lúc trước Lão Châu quá cứng rắn ở Hoa Lâm, La Đại Hải về cơ bản không có quyền lên tiếng. La Đại Hải lên chức nhưng không tạo được uy tín. Trong thời gian ngắn mà liên tục điều chỉnh bộ máy cũng sẽ gây ra không ít vấn đề. Bây giờ hai người La Đại Hải và Triệu Quốc Đống phối hợp khá tốt. Chẳng qua trong thời gian ngắn nên có chút vấn đề cũng là không thể tránh khỏi. Tôi tin rằng theo thời gian bộ máy Hoa Lâm sẽ hợp lý. Đương nhiên Uông Minh Hy là ngoại lệ, chính xác mà nói đây là vấn đề từ trước đó. Hừ, Lão Mục, chọn đúng thời gian mà có việc, chẳng lẽ không có chút nguyên nhân nào sao? Kỳ Dư Hồng hừ một tiếng mà nói. Mục Cương cười nói. Bí thư, Uông Minh Hy cũng nói chuyện về công ty Mạn Thụy. Công ty Mạn Thụy lúc đầu muốn mượn việc xây dựng cầu Quế Khê mà kiếm chút tiền. Không ngờ Triệu Quốc Đống lại muốn thay đổi phương án nên liên quan tới lợi ích. Uông Minh Hy mặc dù không thừa nhận nhưng tôi có thể khẳng định việc vừa rồi có liên quan tới y. Tôi đã nói chuyện với Lão Nghiêm hy vọng cục công an bắt tay vào điều tra. Kỳ Dư Hồng thở dài một tiếng. Không biết Triệu Quốc Đống này đến Ninh Lăng là tốt hay xấu. Anh xem cậu ta mang tới bao phiền phức cho Ninh Lăng chúng ta. Nhưng nếu nói là xấu thì tôi không thể không thừa nhận mấy công ty nổi tiếng cả nước chọn Hoa Lâm thì chắc không đơn giản là may mắn chứ. Hai hôm trước tôi nghe Mã Liên Bình nói Hoa Lâm chuẩn bị có hai công ty nước hoa quả có quy mô khá lớn tiến vào đầu tư. Quy mô đầu tư mặc dù không quá lớn nhưng giải quyết được con đường tiêu thụ nông sản của nông dân. Lão Mã có vẻ rất hứng thú. Còn muốn dẫn giám đốc hai công ty kia đi các huyện xem xét tình hình. Mục Cương cũng mơ hồ biết được Kỳ Dư Hồng bỏ qua việc nhảy phiếu của Triệu Quốc Đống là do tác dụng từ trên tỉnh, không chỉ vì năng lực của Triệu Quốc Đống mà thôi. Tương Uẩn Hoa có vẻ coi trọng Triệu Quốc Đống này, chỉ là bây giờ thái độ của Kỳ Dư Hồng bắt đầu thay đổi. Triệu Quốc Đống đúng là có chút năng lực, dù sao cũng từ trên tỉnh xuống nên kiến thức rộng, khởi điểm cao. Các cán bộ đợt này xuống hơn hẳn lần trước. Nếu tận dụng tốt có thể xúc tiến khu vực khó khăn của Ninh Lăng chúng ta.
Bí thư Kỳ, Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy và thị ủy sắp kết thúc đợt điều tra. Đúng như ngài đoán, hầu hết là lời đồn, thậm chí là vu khống. Tôi thấy nó có liên quan lớn tới phương án xây dựng cầu Quế Khê. Mục Cương suy nghĩ một chút rồi nói. Bí thư Kỳ, tôi đề nghị nên nhanh chóng để Hoa Lâm xác định phương án này, tránh cho kéo càng lâu, mâu thuẫn càng nhiều. Kỳ Dư Hồng nhíu mày, chuyện không đơn giản. Mạch Gia Huy tỏ thái độ là do có quan hệ tới cầu Quế Khê. Kỳ Dư Hồng có thể kết luận nếu phương án cầu Quế Khê được xác định sẽ tạo thành cơn sóng gió. Chuyện này sợ rằng nên chờ đợt điều tra kết thúc rồi hãy bàn. Đây là việc bên ủy ban, thị ủy không tiện can thiệp. Nhưng việc liên quan tới công trình quan trọng của Ninh Lăng thì thị ủy cũng nên giám sát. Mục Cương thấy Kỳ Dư Hồng có vẻ chưa quyết định ở việc này. Mạch Gia Huy bây giờ đang nhẫn nhịn nhưng Kỳ Dư Hồng và Mục Cương đều biết Mạch Gia Huy như con rắn ngủ đông vậy, có cơ hội là cắn người ngay. Trên tỉnh luôn hy vọng đảng ủy và chính quyền đoàn kết, nhưng suy nghĩ này thường không thể thực hiện được. Bí thư Kỳ, cầu Quế Khê dù sao cũng là công trình của huyện Hoa Lâm. Mặc dù thị xã có vẻ không ủng hộ tài chính nhưng xem ra tài chính Hoa Lâm tăng lên nhiều, tôi nghĩ nên chờ Triệu Quốc Đống về rồi tính. Mục Cương cười nói. Bí thư Kỳ, ngài đừng coi thường Triệu Quốc Đống, cậu ta có đầu óc nhạy bén. Tôi nghĩ cậu ta có thể hiểu khó xử của thị xã, biết cách giải quyết việc này, đây coi như là thử thách đối với cậu ta. Kỳ Dư Hồng nhìn Mục Cương, xem ra đối phương biết nỗi khó xử của mình. Quyển 6, chương 52. Dường như những mưa gió ở Hoa Lâm không hề ảnh hưởng chút nào đến việc Triệu Quốc Đống học tập ở Ando, hiếm có khi được rảnh rỗi như vậy, dĩ nhiên là vẫn có vướng bận với bên Hoa Lâm nhưng thành phố đã đẩy hết phần của mình để cho Tào Uyên chủ trì công tác nên Triệu Quốc Đống lại càng vui vẻ thanh nhàn. Phen phong ba và những cơn sóng dựng lên theo sau hội nghị thường vụ huyện ủy giống như tảng đá lớn ném xuống mặt hồ vốn đã không yên tĩnh, phòng gợn nước khuếch tán mọi nơi, mà ngay cả Lưu Như Hoài cũng bóng gió quan tâm đến chuyện bên Hoa Lâm. Dù sao việc chủ tịch huyện bị viện kiểm sát mang đi còn bí thư huyện thì lại đang học tập nhàn nhã ở trên trường đảng tỉnh ủy thì nhìn thế nào cũng khá đặc biệt. Ngoại trừ phần lịch sử xây dựng cách mạng Trung Quốc có phần chán nản lúc đầu còn sau đó thì khóa học rất thú vị, nhất là khi giới thiệu về tình hình chung và kinh nghiệm phát triển kinh tế Quảng Đông, tranh luận hình thức phát triển kinh tế Tô Nam, tham khảo tình trạng phát triển kinh tế tư nhân ở Chiết Giang, tham khảo hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Liên tiếp những bài giảng và thảo luận mang tính phương hướng nhanh chóng thôi thúc sự hứng thú của nhóm bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện vốn đang chán nản. Đồng thời cũng làm cho nhóm người này cũng cảm nhận được sự khác biệt lần đào tạo này so với những lần trước. Các giáo sư tới tham gia giảng bài ngoài một số ở trường đảng tỉnh ủy thì còn có không ít được điều tới từ Bắc Kinh và tỉnh khác, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Đại học Nhân dân Trung Quốc, Đại học Kinh tế Đối ngoại, Đại học Chiết Giang, An Nguyên, Trung Sơn. Không ít người đều là khách quen tới giảng bài ở trường đảng bản địa mà lúc này đây cũng không quản xa cách ngàn dặm tới An Nguyên giảng bài. Điều này cũng đủ để thấy được sự coi trọng và chờ mong của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Ha ha, Quốc Đống, xem ra lần này tỉnh cũng rất chịu chi đó, nhìn mấy giáo sư tới chưa, để mời bọn họ tới giảng bài trong 2 ngày chỉ e là tốn không ít tiền đó. Nhân thời gian nghỉ ngơi giữa khóa. Nhóm bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện liên quan đều vây quanh vị giáo sư giảng bài để tham khảo vấn đề, Lưu Như Hoài và Triệu Quốc Đống thì lại không tiếp cận chỗ náo nhiệt đó, Đường Toàn Định ở bàn bên cạnh Triệu Quốc Đống vốn định đi tiếp cận cho vui nhưng thấy hai người không nhúc nhích nên đành ngồi xuống. Lão Lưu, lão không nghe nói gì sao? Lần này chủ tịch Ninh đã hạ quyết tâm rồi, nghe nói là còn cùng với bí thư Dương để liên kết đặc biệt khóa bồi dưỡng này, chủ tịch Ninh yêu cầu vứt hết những cái không thực tế. Làm sao để trong vòng 2 tháng các học viên có khả năng khai thác tư duy, nâng cao tầm nhìn, có thể thực sự cảm nhận sâu sắc. Chương trình học này đều do đích thân Chủ tịch Ninh và Bí thư Dương tự thẩm định, ha ha, xem ra nếu chúng ta mà không tiến triển thì Chủ tịch Ninh sẽ ở sau lấy roi quất vào mông chúng ta để chúng ta chạy về phía trước. Đường Toàn Định là Chủ tịch huyện Nguyên Hưng thuộc thành phố Hoài Khánh, cũng là một huyện nghèo khó điển hình, chẳng qua về mặt tổng thể thì Hoài Khánh lại tốt hơn bên Ninh Lăng. Trong toàn tỉnh thì ngoại trừ Ando xếp cấp 3 trong 4 cấp thành thị đứng đầu, Nam Hoa và Vĩnh Lương là 2 thành phố đứng trên. Còn huyện Nguyên Hưng là một huyện xếp ở nửa cuối trong những huyện thuộc Hoài Khánh cai quản, tình trạng kinh tế cũng không tốt lắm. Trong 2 năm gần đây tốc độ phát triển các vùng duyên hải càng lúc càng nhanh, khiến khoảng cách với các vùng nội địa chúng ta càng lúc càng lớn. Chủ tịch Ninh là người từ bên Chiết Giang tới nên hiển nhiên rất chú ý phát triển kinh tế các vùng duyên hải. Các địa phương ở tỉnh chúng ta phát triển kinh tế rất không cân bằng, tốt thì càng tốt, xấu thì càng xấu, tôi thấy điều này cung cấp cho chúng ta một thông tin,
đó là tốc độ phát triển kinh tế của một nơi quyết định tới năng lực lãnh đạo và chiến tích của nơi đó, đại khái cũng là một chỉ tiêu quan trọng nhất để lãnh đạo đề bạt trọng dụng. Triệu Quốc Đống cười tủm tỉm nói. Hiện giờ GDP một thành phố ở Thẩm Quyến cũng có thể tương đương với một tỉnh ở nội địa chúng ta, ha ha, của cải đều có hiệu ứng tập trung, điều kiện kinh tế càng tốt thì hoàn cảnh đầu tư càng tốt, hiệu suất hành chính của chính quyền địa phương lại càng cao, nhìn ngược lại, hoàn cảnh và hiệu suất làm việc nâng cao sẽ trực tiếp xúc tiến đầu tư bên ngoài tăng lớn khiến cho kinh tế địa phương tăng tốc càng nhanh hơn. Cứ so sánh như vậy thì khoảng cách giữa chúng ta với vùng duyên hải càng bị cách xa, lão nói các lãnh đạo có thể không cấp bách sao? Không sai, tôi cũng từng qua bên Thẩm Quyến, đường phố bên đó thì về cơ bản là không có người nào rảnh rỗi, trên đường đều là người qua lại làm việc tấp nập, đến trưa chỉ ăn đơn giản một chút rồi lại đi làm tiếp, có vấn đề thì mới nói chuyện, phù hợp điều kiện thì sẽ làm. Không giống như bên chúng ta trình tự thủ tục mà chậm 2-3 ngày đã coi là nhanh, chạy các hạng mục bên dưới thì chỉ riêng thủ tục phê duyệt cũng đều hơn chục ngày, mọi mặt phải chuẩn bị chu đáo, nếu không thì bảo đảm là mấy ban ngành quyền lực sẽ tìm anh kiếm chuyện. Anh cứ đợi khổ sở đi. Đường Toàn Định cũng tán đồng quan điểm của Triệu Quốc Đống. Cứ như vậy các nhà đầu tư dại gì mà không đầu tư ở vùng duyên hải, điều kiện giao thông tiện lợi, hiệu suất hành chính cao, cơ sở thiết bị kiện toàn, ngoại trừ một ít dựa vào tài nguyên hoặc là ngành nghề bắt buộc. Nếu đổi là tôi thì tôi cũng muốn đầu tư bên vùng duyên hải, hàng năm huyện Nguyên Hưng chúng tôi có 10 vạn lao động tới vùng duyên hải làm việc. Tài nguyên dựa vào loại ngành sản xuất và chính sách quốc gia hiện tại có để mở để xây dựng cơ sở thiết bị của ngành đó hay không, đầu tư bên ngoài muốn tiến vào mà cũng như không có cơ hội, đường sắt, điện lực, thông tin có để mở hay không. Tỉnh An Nguyên chúng ta xem như là đi đầu trong các tỉnh nội địa, ít nhất việc kiến thiết quốc lộ vẫn mở một rộng khe cửa cho nhà đầu tư bên ngoài, đường cao tốc An Quế và An Du không phải là do đầu tư bên ngoài khống chế cổ phần hay sao. Nghe nói lúc ấy Chủ tịch Ninh đã cùng với nguyên Chủ tịch tỉnh Tô dốc hết sức thúc đẩy. Lưu Như Hoài cũng nói xen vào. Các ngành sản xuất dựa vào tài nguyên ở phía Hạ Du thì khá thoải mái nhưng ở phía Thượng Du thì không được như vậy. Hai năm nay chính sách kinh tế của quốc gia có vấn đề nhất là khi cuộc cải cách xí nghiệp quốc hữu không thành công, vốn mở ra thị trường cổ phiếu là một cơ hội rất tốt, hoàn toàn có thể khiến một xí nghiệp với quy mô bình thường nhìn thấy được triển vọng sẽ có được một nguồn vốn để làm lớn làm mạnh. Nhưng quốc gia lại coi thị trường chứng khoán là kho máu, một số xí nghiệp quốc hữu trong tình thế nguy kịch hết phương cứu chữa có thể đạt được chỉ tiêu thị trường đưa ra nhờ việc hút máu thị trường chứng khoán để duy trì và vận chuyển. Nhưng hình thức đầu tư cổ phần không phải là linh đan vạn diệu có thể chữa khỏi trăm bệnh, hơn nữa giữa cổ phần lưu thông và không lưu thông có sự ngăn cách, ha ha, nhìn những xí nghiệp đưa ra thị trường đó coi, năm thứ nhất có lãi, năm thứ hai hòa vốn, năm thứ ba tuyệt đối là lỗ to. Sau đó là không gượng dậy nổi, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ khiến sự nhiệt tình của cổ đông Trung Quốc suy giảm tối đa. Triệu Quốc Đống ngồi lên bàn học chém một cách tự nhiên. Cứ nhìn thị trường chứng khoán hai năm nay đang bừng bừng khí thế lại từ từ ảm đạm là đủ biết thị trường chứng khoán nước ta chưa chân chính trưởng thành, có quốc gia nào đang phát triển kinh tế tốt như thế mà thị trường chứng khoán lại mất giá không? Ủa? Bùi Hoài Viễn giải đáp xong vấn đề của mấy học viên liền đi xuống. Tiểu Triệu, cậu cũng ở lớp học này sao? Giáo sư Bùi. Triệu Quốc Đống thật không ngờ Bùi Hoài Viễn lại đến phía sau mình, vội vàng nhảy xuống, Đường Toàn Định và Lưu Như Hoài cũng vội chào, Triệu Quốc Đống nhanh miệng bổ sung. Tôi cũng chỉ là trà trộn vào cho có thôi. Andy, nguyên văn lãm vu sung sổ xuất phát từ thời chiến quốc, Tề Tuyên Vương thích nghe hợp tấu kèn vu, nên đã lập một đội nhạc công đến 300 người, trong đó có Nam Quách. Do biết lấy lòng Tuyên Vương nên Nam Quách được Tuyên Vương yêu quý và đãi ngộ rất trọng hậu. Sau khi Tề Tuyên Vương băng hà, Tề Mẫn Vương kế vị, chủ mới cũng thích nghe thổi kèn vu, nhưng chỉ thích nghe độc tấu kèn. Sau khi lệnh ban từng người trong ban nhạc đến thổi cho vua nghe thì Nam Quách biến đi đâu mất. Thì ra Nam Quách không biết thổi kèn vu, mà chỉ cầm kèn lẫn trong đám hợp sướng mà thôi. Cậu nói tôi là Tề Tuyên Vương. Bùi Hoài Viễn cười dí dỏm. Có thể vào lớp này chứng minh cậu rất nỗ lực, không có gì phải xấu hổ cả. Đúng rồi, vừa rồi tôi nghe cậu phân tích về thị trường cổ phiếu có phần chưa thỏa mãn, sao nào, cậu có ý kiến gì về thị trường chứng khoán ở nước ta hay không? Tôi không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt giáo sư Bùi. Triệu Quốc Đống vội vàng cười lắc đầu. Chỉ là phát biểu ý kiến cá nhân thôi, mỗi người đều có cái nhìn riêng của mình mà, điều này cũng không có gì lạ. Bùi Hoài Viễn hiển nhiên rất coi trọng ý kiến của nhóm bí thư, chủ tịch huyện đến từ cơ sở, có thể nghe được quan điểm của đám lãnh đạo cơ sở này cũng là một cơ hội hiếm có.
thấy Bùi Hoài Viễn rất nghiêm túc, Triệu Quốc Đống cũng không hề đắn đo. Giáo sư Bùi, vừa rồi tôi cũng nói, thị trường chứng khoán nước ta đã mất đi chức năng vốn có của nó. Ở các quốc gia phương Tây, nhất là nước Mỹ, thị trường chứng khoán là một nền tảng vốn tài chính, chỉ số Dow Jones và NASDAQ đại biểu cho nền công nghiệp truyền thống và mới nổi. Chỉ cần anh có sáng tạo, có tiềm lực, có triển vọng, có công năng cơ bản của xí nghiệp hiện đại thì anh có thể nhận được sự duy trì vốn nhờ thị trường chứng khoán để nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng thị trường chứng khoán nước ta thì lại hoàn toàn tương phản, những xí nghiệp quốc hữu đang hấp hối không còn tương lai đã trở thành gánh nặng cho chính quyền địa phương, vì muốn vứt bỏ gánh nặng này nên dễ dàng cấp những chỉ tiêu thường thường để lên thị trường cho những xí nghiệp này, sau một phen chuyên tâm đóng gói rồi trang điểm cho lên sân khấu. 1-2 năm sau lại tiêu hao hết số vốn quay vòng từ thị trường chứng khoán rồi lại rơi vào vứt bỏ, bị tổn thương là cổ đông và lòng tin vào thị trường chứng khoán. Còn những xí nghiệp có tiềm lực trưởng thành, kịp thời duy trì tài chính lại bởi vì thiên kiến của thể chế và chính phủ cầm quyền nên thường thường không thể đạt được tư cách đưa ra thị trường, siết chết cơ hội phát triển trưởng thành của bọn họ, mà trong khi đó những xí nghiệp này là đối tượng tốt nhất để đưa ra thị trường. Bùi Hoài Viễn gật gật đầu ý bảo Triệu Quốc Đống tiếp tục. Hắn cũng đồng ý với cái quan điểm này, thậm chí còn đưa ra quan điểm cung cấp lên một ít tạp chí chuyên ngành nhưng mà cũng không đạt được sự ủng hộ bản chất, chẳng qua quan điểm của Chủ tịch tỉnh Ninh Pháp tình cờ lại trùng với Thái Chính Dương đã được điều nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc gia, hiện tại Bùi Hoài Viễn thường xuyên nghiên cứu thảo luận vấn đề thành lập chế độ xí nghiệp hiện đại và cải cách xí nghiệp quốc hữu. Hai người rất tâm đầu ý hợp nên mỗi lần Thái Chính Dương trở về Ando thì ba người lại cùng nhau ngồi một chỗ. Hắn cũng có chút ấn tượng về Triệu Quốc Đống một phần cũng bởi vì Thái Chính Dương, tuy rằng đánh giá khá tốt về cái nhìn của Triệu Quốc Đống nhưng cũng tưởng là do Triệu Quốc Đống thường xuyên ở cùng với Thái Chính Dương, nhưng giờ nghe thấy quan điểm của Triệu Quốc Đống dường như đã vượt ra khỏi phạm trù tham khảo của hắn và Thái Chính Dương cho nên hắn rất muốn nghe cái nhìn ở cấp độ sâu hơn của người này. Thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng có thể giống với những thị trường chứng khoán khác, cần phải nền tảng về tài chính cho những xí nghiệp có tiềm lực trưởng thành. Đồng thời cải cách thể chế lưu thông cổ phiếu và phi lưu thông cổ phiếu đã không còn phù hợp với trào lưu phát triển, nhanh chóng làm cho cổ phiếu phi lưu thông tiến vào thị trường, sớm tiêu trừ loại quái thai có khả năng mang đến ảnh hưởng cho thị trường chứng khoán hiện đại. Xí nghiệp quốc hữu có thể tiến vào thị trường chứng khoán, xí nghiệp tập thể, xí nghiệp tư doanh cũng đều có thể, nếu quốc gia xác định xí nghiệp tư doanh tăng thêm lợi ích thì cũng chính là đã thừa nhận địa vị tồn tại của kinh tế tư doanh, bọn họ đương nhiên cũng có thể lưu thông tài chính trên thị trường chứng khoán. Thị trường tài chính và thị trường chứng khoán đều không nên kỳ thị, ngược lại nên ủng hộ cơ chế linh hoạt vì xí nghiệp tư doanh. Quan điểm khá rõ ràng của Triệu Quốc Đống khiến Bùi Hoài Viễn hết sức tán thưởng, một cán bộ cơ sở còn trẻ tuổi mà có thể có được cái nhìn như vậy thì thật là hiếm có, hơn nữa dễ nhận thấy là đối phương cũng đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ thì mới có được quan điểm như vậy, cái này càng khó có được. Quyển 6, chương 53. Tiểu Triệu. Xem ra một năm không gặp mà lại có không ít cách nhìn mới đó. Bùi Hoài Viễn mỉm cười gật đầu. Các cậu đều là quan phụ mẫu đến từ những huyện không phát đạt, gánh vác trọng trách phát triển địa phương. Lần này tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh nhanh chóng tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề phát triển chủ yếu là suy xét đến sự mất cân bằng trong phát triển kinh tế của tỉnh An Nguyên chúng ta, chênh lệch giữa cấp 1 và cấp 3, 4 là quá lớn. Trên thực tế ngoại trừ cơ sở thiết bị thì rất nhiều địa phương cấp 3. 4 chúng ta có điều kiện thậm chí còn vượt trội hẳn nơi cấp 1, nhất là tài nguyên thiên nhiên, sức lao động lại càng hơn, nhưng vì sao lại không phát triển được, hơn nữa khoảng cách càng lúc càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh phải suy xét. Lời của Bùi Hoài Viễn tuy hết sức huyền chuyển nhưng ba chủ tịch huyện ở đây đều nghe ra được hàm nghĩa ẩn giấu bên trong, xem ra cách nhìn của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ủy không phải là điều kiện khách quan mà là tư tưởng chủ quan của quan chức địa phương tồn tại khoảng cách với địa phương phát đạt. Đây mới là nguyên nhân mãi không thoát khỏi vị trí thứ ba, thứ tư. Sau khi Bùi Hoài Viễn rời đi, Đường Toàn Định và Lưu Như Hoài đều nhìn chằm chằm bóng lưng Bùi Hoài Viễn rồi than thở. Quốc Đống, vị giáo sư Bùi này xem ra khá kiêu ngạo, cho dù chúng ta là học sinh mà cũng chưa từng gặp một giáo sư nào có giọng điệu như vậy, có cảm giác chúng ta giống như là thuộc hạ của hắn vậy. Ha ha, Đường ca, Lưu ca, vị giáo sư này là một học giả kinh tế nổi danh trong nước, có thể sánh vai với Ngô Lệ, là chuyên gia hưởng thụ tiền trợ cấp đặc biệt của Quốc vụ viện, ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng hết sức tôn trọng cái nhìn của người này. Triệu Quốc Đống cười cười. Trong mắt lão thì nhóm bí thư chỉ là một đám học sinh tiểu học. Quốc Đống, hóa ra cậu quen lão à?
Lưu Như Hoài nghe thấy lãnh đạo tỉnh cũng phải tôn trọng thì có phần mẫn cảm. Khi tôi đến Đại học An Nguyên học thì đã có duyên gặp được giáo sư Bùi. Triệu Quốc Đống nói khá hời hợt. Quốc Đống, cậu lại còn học chuyên sâu cơ à? Đường Toàn Định mỉm cười. Đúng là tấm gương điển hình sống đến già thì học đến già, học hoài chẳng hết. Đường ca, thời này nếu không có một tấm bằng đại học thì có ngày bị đào thải mà cũng không biết mà. Triệu Quốc Đống mỉm cười. Cho dù là trà trộn vào cho có thì cũng phải bổ sung thêm vào. Cứ chiều thứ sau là nhóm Quế Toàn Hữu lại tới Ando, cùng đi còn có Vương Nhị Khải, Trần Lôi, Du Minh Phú và Mễ Phong Hằng. Vốn Triệu Quốc Đống đã sắp xếp xong xuôi từ sớm nhưng người trong huyện tới hỏi thăm nên hắn cũng đành hủy bỏ kế hoạch, dù gì cũng là gặp nhóm Hàng Ngũ luôn hy vọng vào mình. Nhưng sự có mặt của Mễ Phong Hằng lại khiến Triệu Quốc Đống có chút quái lạ, tên này cũng không còn ít tuổi nếu không nói là ít tiềm năng, vậy mà hắn lại đi cùng với bọn Quế Toàn Hữu thì đúng là khá bất ngờ. Chẳng qua lão Mễ cũng coi là một người trung thực, tuy rằng hơi lớn tuổi một chút nhưng Hà Khẩu là một khu lớn nhất huyện Hoa Lâm, quản lý năm xã, thị trấn với hơn 10 vạn người, tài nguyên thiên nhiên cũng khá phong phú, là một nơi mà Triệu Quốc Đống rất xem trọng, giờ nếu Mễ Phong Hằng đã chủ động bày ra ý tốt thì Triệu Quốc Đống đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Trong tiệc rượu thì không tránh được bàn tới những chuyện trong huyện, tuy rằng gần như cứ cách 1-2 ngày là Triệu Quốc Đống lại nhận được tin tức mới nhất từ Mã Bổn Quý hoặc Quế Toàn Hữu nhưng dù sao cũng là qua điện thoại nên nhiều cái cũng không có thuận tiện, đương nhiên là không thể bằng mặt đối mặt được. Nghe nói Uông Minh Hy hiện tại cứ cắn chặt Bí Thư Châu và Chủ tịch Miêu, giờ trong huyện cũng khá ồn ào huyên náo, đủ cái loại tin đồn cứ ùn ùn xuất hiện. Trên đại hội cán bộ Bí Thư La đã tức giận tới 2 lần, yêu cầu cán bộ trong huyện không được tin vào những lời đồn vô căn cứ này. Vương Nhị Khải vẫn cái tính nôn nóng, vốn trước đây rất oán hận Châu Trì Trường nên giờ không tránh được đem chuyện này ra làm trò cười. Lão Vương, sau này đừng nói lại chuyện này, Bí Thư La nói đúng. Cán bộ nên là người đi đầu không nghe lời đồn đại, càng không thể đi tuyên truyền lời đồn đó. Bí Thư Châu đã đi rồi, chuyện quá khứ thì cứ để nói trôi đi, chẳng lẽ anh không có sai lầm gì sao, huyện ủy mắc nợ anh bao nhiêu hả? Triệu Quốc Đống trầm mặt xuống, Vương Nhị Khải liền ngoan ngoãn ngậm miệng không nói nữa, hai người Trần Lôi và Mễ Phong Hằng nghe thấy đều cảm thấy kỳ quái. Vương Nhị Khải và Châu Trì Trường không hợp nhau thì toàn huyện này đều biết mà Vương Nhị Khải cũng nổi tiếng xa gần với tính ương ngạnh. Ngay cả khi Châu Trì Trường đương chức cũng không dễ dàng đụng chạm với đối phương. Nghe nói lần đấu đá duy nhất của hai người là trên cuộc thảo luận nhóm chuẩn bị đại hội đảng, chỉ có điều những người liên quan đều nói không rõ ràng nên cũng không biết là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, cũng bởi vậy có thể thấy được tính bướng bỉnh của Vương Nhị Khải. Giờ thấy trước mặt Triệu Quốc Đống mà Vương Nhị Khải lại có thể hết sức khéo léo nên tự nhiên khiến Trần Lôi và Mễ Phong Hằng càng thêm kính trọng Triệu Quốc Đống. Chủ tịch Triệu, hội nghị thường vụ đã xác định chọn phương án trung tuyến rồi, xem ra việc kiến thiết cầu Quế Khê sẽ nhanh chóng được bắt đầu, chỉ có điều thành phố phê duyệt không cấp tiền nên việc này khá khó khăn. Quế Toàn Hữu vội vàng chuyển đề tài. Ừ, tôi cũng đã trao đổi ý kiến với chủ nhiệm Mã và phó chủ nhiệm Tiếu bên Ủy ban Kế hoạch Kinh tế, bọn họ đều nói hiện giờ tài chính khó khăn, không thể gánh vác thêm được, thị trưởng Mạch và phó thị trưởng Kim đều có ý này, xem ra thành phố đã hạ quyết tâm không muốn xuất tiền rồi. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Đợi sau khi trở về tôi sẽ cùng Bí Thư La lên thị ủy báo cáo chuyện này, dù sao cũng phải có ý kiến mới được, không thể có chuyện các huyện khác xây sửa cầu đường thì được duyệt cấp tiền mà đến lượt huyện Hoa Lâm chúng ta thì lại không có đồng nào, cái kiểu bên nặng bên nhẹ như vậy không thể biện minh được. Chủ tịch Triệu, bọn họ đều là báo tin xấu còn tin của tôi là tin tốt. Mễ Phong Hằng cười tủm tỉm nói. Tập đoàn Trần Thị ở bên Triều Châu Quảng Đông có ý muốn đầu tư xây dựng nhà máy tại Hà Khẩu chúng ta, chủ yếu là lợi dụng kiwi và cây lê mọc hoang ở vài xã trấn ở Hà Khẩu để sản xuất nước ép kiwi và lê ép. Bọn họ đã khảo sát hoàn cảnh địa lý ở Hà Khẩu chúng ta và cảm thấy mấy xã, trấn ở đây rất thích hợp gieo trồng kiwi và lê, họ cũng tính hợp tác với các xã, trấn để cải tạo giống kiwi, mở rộng diện tích gieo trồng hồng hợp tác lâu dài. Ồ, đã quyết định chưa? Triệu Quốc Đống cũng biết việc này. Nhiều xí nghiệp từ Quảng Đông và Phúc Kiến tới khảo sát đều là do hắn đưa tới, nhưng chỉ là ngại quy mô quá nhỏ, mấy bên đàm phán với nhau đều chẳng làm người ta hài lòng, mãi cho đến trước khi Triệu Quốc Đống tới trường đảng học thì chuyện này vẫn còn đang trong quá trình tiếp xúc, không ngờ sau khi mình đi thì lại có tiến triển. Ừ, về cơ bản thì đã định rồi, ông chủ Trần vẫn hy vọng được gặp lại ngài, hắn nói rằng ngài là vị chủ tịch huyện thành tâm nhất, chuyên nghiệp nhất mà hắn được gặp khi tới An Nguyên chúng ta.
có một lãnh đạo hết lòng muốn phát triển kinh tế quê nhà thì hắn yên tâm lập xí nghiệp ở Hoa Lâm chúng ta. Lời này của Mễ Phong Hằng là nói thật, mặc dù đối phương quyết định sau khi Triệu Quốc Đống đi nhưng công tác khảo sát tiền kỳ gần như đều do một mình Triệu Quốc Đống an bài cùng đi cùng hỏi, từ đất đai, điện lực, đường xá rồi đến sự phối hợp giữa các xã, trấn, Triệu Quốc Đống đều lấy kinh nghiệm của bản thân ra làm dẫn chứng. Điều này khiến đối phương rất cảm động nhưng do vấn đề quy mô nên vẫn chưa quyết định được, mãi cho đến khi Triệu Quốc Đống rời đi thì người chủ trì bên đối phương mới từ Quảng Đông bay tới và cuối cùng quyết định. Tôi nghe nói chủ nhiệm Mã bên Ủy ban Kế hoạch Kinh tế hết sức nhiệt tình với ông chủ Trần này, sau khi bên chúng ta ký kết hạng mục này liền dẫn ông chủ Trần đi một vòng chung quanh, hy vọng ông ta có thể tăng quy mô đầu tư. Quế Toàn Hữu nói xen vào. Hả? Triệu Quốc Đống lập tức cảnh giác. Tên Mã Liên Bình này muốn làm gì? Hắn muốn cậy góc tường nhà chúng ta làm gì? Không rõ lắm, nhưng tôi biết chủ nhiệm Mã dẫn ông chủ Trần đi một vòng quanh khu khai phát Ninh Lăng, hơn nữa buổi tối còn tới Ninh Uyển Thiết Yến khoản đãi ông chủ Trần. Quế Toàn Hữu cũng cảm thấy trong chuyện này có vấn đề, nếu nói ra thì từ thời đại này đến anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, tuy rằng đều là ở Ninh Lăng nhưng khu khai phát là do bên thành phố quản lý trực tiếp. Nếu xí nghiệp này đặt ở khu khai phát thì đám ban ngành ở thành phố lại được mặt mũi. Chuyện này không thể xem thường được, lão Quế, sau khi trở về hãy nói ngay với lão Hoàng, lập tức liên hệ với ông chủ Trần, nhất thiết phải giữ hắn ở lại Hoa Lâm chúng ta, khi cần tôi sẽ trở về gặp mặt và nói chuyện với ông chủ Trần. Hạng mục này nói lớn cũng không lớn, nhưng lại có thể giải quyết được đầu ra tài nguyên hoa quả từ mấy xã, trấn từ Hà Khẩu tới Mã Thủ. Những cây kiwi mọc hoang này nếu không được cải tạo thì hương vị và giá bán sẽ không bằng với loại kiwi tốt bên Thiểm Tây được, nhưng nếu dùng để chế tác thành nước ép thì không thể tốt hơn, chúng ta có thể vừa phát triển vừa cải tạo, bên Hà Khẩu cũng có thể giải quyết không ít sức lao động. Hơn nữa giống lê trồng tại nơi hoang vu hẻo lánh này cũng chỉ thông qua phương thức gia công ép thành nước trái cây thì mới có thể thực tế đi ra ngoài. Đúng vậy, Chủ tịch Triệu, chúng tôi nghe nói kiwi và lê mọc hoang đều có thể bán được với giá tốt. Dân chúng vui mừng ra mặt và đều trông cậy tới mùa thu hoạch có thể bán được nhiều tiền. Quả kiwi kia không thể để không được, chỉ hơi va chạm một cái là một hai ngày hỏng luôn, nếu có thể giao tới nhà máy thì cũng là một cách tăng thu nhập trực tiếp rồi. Mễ Phong Hằng cũng có phần nôn nóng. Bên thành phố sao có thể làm như vậy, đây không phải quá đáng quá sao? Lão Mễ cũng đừng quá lo lắng, hoa quả phẩm gia công cũng phải chọn địa phương, khu khai phát Ninh Lăng cũng chẳng có gì. Ông chủ người ta cũng phải nghĩ kỹ. Huống chi huyện chúng ta lại nhiệt tình, hắn muốn gì thì chúng ta đều giải quyết, sức lao động cũng có thể giải quyết, tiền lương còn thấp hơn không ít so với bên khu khai phát kia, mà hắn lại không cần giải quyết vấn đề cư trú của nhà máy, những ưu thế, điều kiện này thì bên khu khai phát không có khả năng bằng được. Quế Toàn Hữu khuyên giải. Ừ, quốc lộ Bồng Hoa đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Một khi đường từ Hà Khẩu đến Bồng Sơn làm xong thì cũng có thể lợi dụng vùng kiwi và lê hoang ở giáp danh Bồng Sơn với chúng ta, mấy xã, trấn ở lân cận cũng có không ít thứ này. Vương Nhị Khải bổ sung. Triệu Quốc Đống thật sự vẫn không yên lòng, việc này thay đổi bất thường, không thể chắc chắn lãnh đạo thành phố không ra mặt thu xếp, đến lúc đó ông chủ tư nhân này cảm thấy bên thành phố là cây đại thụ rồi sẽ thay đổi chủ ý. Huống chi khu khai phát nếu có thể cấp nhiều điều kiện ưu đãi. Vấn đề vận chuyển cũng không phải không thể khắc phục, đặt trụ sở công ty tại thành phố, còn lập phân xưởng gia công ở Hà Khẩu là xong, nhưng khoản thuế thì lại bị trôi mất. Quyển 6, chương 54. Thấy Du Minh Phú dường như vẫn có vẻ trầm mặc, Triệu Quốc Đống mỉm cười hỏi. Lão Du, khu du lịch núi Hốt Luân xã Kỳ Lân tiến hành đến đâu rồi? Tài chính huyện sau này sẽ trông cậy cả vào nơi này đó, trấn Mã Thủ các anh ngày sau cũng có thể dựa vào cây tiền này. Tốc độ tiến triển cũng coi như thuận lợi, chỉ có một ít chuyện cản đường dẫn tới chút khúc mắc, chẳng qua công tác vẫn tiếp tục làm tiếp, cần bồi thường thì bồi thường, cần thay đổi thì tôi sẽ làm giống như ở bên Đáng Khê kia, nợ vài năm không thanh toán, vất vả lắm mới có cơ hội như vậy thì sao có thể dễ dàng buông tha được. Bên trên mặc dù nói không được bồi thường nhưng các trấn, thôn có nghe không? Đều phải học chiêu này cả, nếu không công tác sẽ không thể làm được. Du Minh Phú hầm hừ nói. Đổi là nơi khác thì cũng đều làm giống như vậy, chẳng qua Hoa Lâm chúng ta gặp phải cảnh này nên đành dở trò xấu mà thôi. Lão Du, xem ra mấy ngày xuống dưới đã cho lão không ít cảm xúc nhỉ. Vương Nhị Khải cũng mỉm cười. Trước kia lão ngồi nhàn nhã vung tay múa chân trong văn phòng, giờ cho nếm thử chút mùi vị để lão hiểu được sự khó khăn của cán bộ cơ sở chúng ta, bên trên có nghìn sợi chỉ nhưng bên dưới chỉ có một cây kim,
tất cả đều đâm xuống đầu xã, trấn cơ sở, mọi chuyện lão đều phải quan tâm, chỉ cần hơi không lưu ý là sẽ có sơ suất, còn phải đề phòng có người ngáng chân nữa. Lão Trần, chuyện kia có tra được kết quả gì hay không? Triệu Quốc Đống hướng ánh mắt về phía Trần Lôi. Thật là xấu hổ, Chủ tịch Triệu, tuy chúng tôi hoài nghi Uông Minh Hy dở trò quỷ nhưng hắn lại không thừa nhận cho nên vẫn không có tiến triển. Trần Lôi có một nhiệm vụ mà cũng không làm xong nên thực sự là nóng mặt. Uông Minh Hy chỉ là con cá nằm trên thất mặc người chém giết, vậy sao phương diện này còn ngoan cố chống lại là có ý gì? Vừa nhặt đồ ăn, Du Minh Phú vừa nói chen vào. Chẳng qua tôi cảm thấy mấu chốt chuyện này không phải ở vấn đề khiếu oan, phản ánh gì, trên thực tế có ai ở bên trên mà không biết khó khăn trong công tác ở bên dưới, không áp dụng phương thức như vậy thì sao có thể thu thuế nông nghiệp và cái khác, làm sao bây giờ? Tư tưởng giác ngộ của dân chúng ngày càng cao, công tác còn tốt được không? Mấu chốt là ở chỗ lãnh đạo thành phố lo lắng làm trái tâm tình của lãnh đạo tỉnh giận cá chém thất xuống thành phố nên tự nhiên phải có hành động để trả lời lãnh đạo tỉnh đúng không? Lão Du, lão đúng là hiểu rõ tâm lý lãnh đạo thành phố đó. Vương Nhị Khải cười nói nhưng ánh mắt lại hướng về phía Triệu Quốc Đống, đám người liên quan cũng đều vô tình liếc nhìn sang Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đương nhiên hiểu rõ mấu chốt trong chuyện này, thời gian một tháng sắp hết rồi, thành phố sẽ đem vấn đề này để báo cáo với Ninh Pháp, vận mệnh của mình còn phải xem Ninh Pháp có cái nhìn về chuyện này như thế nào. Mặc dù Kỳ Dư Hồng không phải là người tuyệt đối vâng lời cấp trên nhưng đối mặt với Ninh Pháp vừa mới nhậm chức lại khá mạnh thì tin chắc rằng hắn cũng sẽ không tiếc hy sinh một chủ tịch huyện để đổi lấy sự tán thành của Ninh Pháp. Triệu Quốc Đống cũng có chút cảm khái, xem ra vận mệnh của mình dường như cũng không phải chỉ là chuyện của một mình mà liên quan đến vận mệnh của rất nhiều người. Vua nào triều thần nấy, ai cũng thích sử dụng cán bộ mà mình biết, mình thích và tâm đầu ý hợp, đó cũng không phải chỉ một câu đơn giản dùng người không khách quan là có thể khái quát được. Dùng người chỉ xem xét trên quan hệ thân thiết giữa cá nhân với nhau, không đáng giá đánh đạo đức, tài năng. Sự khác biệt giữa dùng người dựa vào quan hệ và chọn người dựa vào khả năng mới nghe thì dường như rất đơn giản nhưng đến khi chính mình gặp phải thì mới có thể lý giải được ý nghĩa sâu sắc chân chính ẩn giấu trong đó. Anh có thể dùng cán bộ mà mình không biết rõ sao? Anh có thể dùng cán bộ mà khiến mình lo lắng sao? Anh có khả năng dùng cán bộ mà thường xuyên có phương châm đối nghịch trong công việc sao? Nếu anh xác định phương hướng, phương pháp và thái độ công tác của mình thì như vậy anh cũng chỉ có thể dùng cán bộ mà anh cho rằng thích hợp nhất, có thể lắng nghe những bất đồng ý kiến thì cũng không dễ dàng gì. Về cơ bản có thể nói hôm nay đã chứng tỏ mình có đội ngũ đáng tin tưởng ở Hoa Lâm, dường như còn có cảm giác lôi kéo nhân mã đứng trên đỉnh núi như thời phong kiến còn sót lại. Nhưng trải qua đủ loại sức ép, Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận đây là một trong những thủ đoạn trực tiếp nhất để đẩy mạnh công tác của mình theo con đường riêng vào thời điểm trước mắt. Mặt khác cũng chỉ có thể lấy lợi ích để thu hút hoặc là dựa vào mệnh lệnh hành chính để ép buộc tiến lên, nhưng mà hiệu quả về sau thì thường thường rất kém. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, sau khi điều chỉnh người đứng đầu khu mã thủ thì tiến độ công tác chắc chắn sẽ không ăn nhịp rồi, tiến độ kiến thiết khu phong cảnh cũng bị chậm lại, điều này hiển nhiên có quan hệ rất lớn đến quan niệm của người đứng đầu địa phương đó. Khi Triệu Quốc Đống đi thị sát các thôn, trấn xung quanh khu phong cảnh thì khuyến khích các nông hộ địa phương ký hiệp đồng với công ty khu khai phát, lấy hàng mây tre, hàng mỹ phẩm, chế phẩm từ tre trúc đầy đặc sắc của địa phương cung cấp làm vật kỷ niệm cho khu phong cảnh, đồng thời cũng khuyến khích nông hộ địa phương thống nhất với khu phong cảnh quy hoạch dựng một khu nhà hàng nhà nghỉ đặc sắc ở trên núi để bù vào những nơi trống còn thừa khi xây dựng các địa điểm du lịch xa hoa ở trong khu phong cảnh. Nhưng bí thư khu ủy khu mã thủ hiện giờ lại cũng không nhiệt tình với đề nghị của Triệu Quốc Đống. Hắn lo lắng một khi dân chúng được cổ vũ đầu tư vào thì đến khi khu khai phát du lịch không thuận lợi gây tổn thất dẫn tới phát sinh mâu thuẫn mới. Sự cẩn thận chặt chẽ kiểu này thật ra phù hợp với phong cách của ban thanh tra kỷ luật nhưng lại khiến Triệu Quốc Đống rất khinh thường, may là còn có Du Minh Phú và Thôi Thiên Cầm ở lại thúc đẩy thì mới tính là có động tĩnh. Đây là sự khác biệt, nếu như là Vương Nhị Khải hoặc là Quế Toàn Hữu thậm chí Thôi Thiên Cầm làm bí thư khu ủy này thì nhất định ý kiến của mình sẽ được quán triệt vô điều kiện. Cho dù là bất đồng ý kiến thì cũng có thể nhanh chóng thông suốt. Nhưng nếu người ở cấp độ này mà lại không có quan hệ gì với hắn thì hắn chỉ biết thay thế bằng người mà hắn tin cậy, chuyện này cũng chỉ có gác lại, đổi lại là anh thì anh nguyện ý dùng người mà anh tín nhiệm hay là người không quen thuộc. Anh muốn ý đồ của mình được bên dưới quán triệt thuận lợi hay là lại thực thi chậm chạp? Đáp án chẳng phải quá đơn giản sao? Mà đám cán bộ được tin cậy thì cũng có tâm tính giống nhau, có thể công tác cùng với một lãnh đạo yêu thích mình. Tác phong giống mình,
lại tương đồng ý tưởng thì chưa cần nói tâm tình thoải mái mà còn thuận tiện giao lưu, bất cứ lúc nào có vấn đề là có thể nói ra để trao đổi ý kiến, nếu thực sự có mâu thuẫn thì cũng có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng chứ không để dẫn tới hiểu lầm, ngăn cách, hơn nữa lãnh đạo có chuyện tốt cũng có thể suy xét đến mình. Một hoàn cảnh như vậy là khát vọng trong sự nghiệp của bất cứ ai, năng lực công tác được thừa nhận, hơn nữa thủ trưởng lại có tiền đồ vô lượng nên phần kỳ vọng này sợ là không đủ để cự tuyệt. Ha ha, mọi người cũng đừng lo lắng như vậy, dù gì cũng coi trọng một sự thật đó là cản đường kêu oan có tạo thành ảnh hưởng ác liệt hay không. Chưa nói tới cán bộ ban ngành phụ trách phải chịu trách nhiệm nhưng chuyện gì cũng phải phân tích cụ thể, Chủ tịch Ninh cũng đã trải qua cơ sở, mặc dù không phải là ở bên An Đô chúng ta nhưng tôi thấy cơ sở nông thôn bên Chiết Giang cũng không khác là bao. Mấy thủ thuật của người bên dưới thì tôi cũng biết chút ít, đừng nói là đền bù, cái loại chuyện thất đức vào nhà nông dân ép bức dắt heo, dắt trâu đi này có ai mà không rõ chứ. Giống như Lão Du nói, kết quả điều tra của ban thanh tra kỷ luật đều không quan trọng, ai cũng biết chuyện này không có khả năng có kết quả gì, mấu chốt là Chủ tịch Ninh thấy thế nào. Chủ tịch Ninh cười trừ thì thành phố tự nhiên qua cơn mưa gió, còn nếu Chủ tịch Ninh quyết truy đến cùng thì thành phố cũng chỉ có gạt nước mắt mà chém tốt thì thôi. Bầu không khí liền trở nên lặng im không tiếng động, mặc dù biết Triệu Quốc Đống nếu có thể hiểu rõ đến vậy thì tất sẽ có kế sách ứng phó, chỉ có điều Chủ tịch Ninh đối với những người ngồi đây mà nói thì cao vời vợi, cuối cùng liệu có kế sách nào hóa giải được hay không thì không ai dám chắc. Yên tâm đi, nếu ngay cả cửa ải này mà tôi cũng không qua được thì tôi còn có thể ngồi đây uống trà nói chuyện cùng mọi người không? Triệu Quốc Đống cũng không muốn tiếp tục thắt nút nữa mà dứt khoát để ổn định lòng quân. Thái Chính Dương đã sớm xin tha thứ cho Triệu Quốc Đống, trên thực tế trong lần tiếp đãi đầu tiên thì Ninh Pháp cũng biết rõ rốt cuộc là có tin vịt gì, hết lần này tới lần khác có thể nói căn nguyên là từ chuyện bồi thường hơn nữa đều là tin đồn vô căn cứ theo kiểu ông nói gà bà nói vịt. Ninh Pháp vẫn luôn theo đuổi đạo lý không có vấn đề thì không có người mắng chửi, có người tới phản ánh vấn đề chỉ cần người đó không phải dính líu đến tham nhũng cá nhân thì đều chứng minh người đó liên quan đến chuyện này, về phần làm tốt làm xấu thì đó là vấn đề năng lực trình độ, nhưng chắc chắn còn tốt hơn so với cái loại thấy mà mặc kệ. Thái Chính Dương nói mấy câu khiến cho Ninh Pháp biết được nội tình, có thể lọt vào mắt Thái Chính Dương hẳn cũng không phải loại phế vật. Ngược lại một chủ tịch huyện 25, 26 tuổi lại khiến Ninh Pháp có phần tò mò, cho dù ngay bản thân hắn leo lên vị trí này cũng đã gần 30, coi như là sáng tạo một trang sử mới, vậy mà không ngờ người này mới chỉ 25, 26 tuổi mà đã đi được tới bước này, tuy rằng chỉ là một chủ tịch huyện nghèo khó. Ăn uống linh đình xong, Triệu Quốc Đống có cảm giác như say khướt, xuống Hoa Lâm hơn một năm rồi mà cũng coi như không uổng công, ngoại trừ một số chuyện thì cũng xem như đã kéo được một đám người. Cùng chung chí hướng thì không chắc nhưng ít nhất đều là những người có thể tập trung lực lượng lại một chỗ. Cũng không phải người nào cũng là tâm phúc trong mắt Triệu Quốc Đống, nếu tính Quế Toàn Hữu là một thì Du Minh Phú chỉ coi là một nửa, tuổi tác của Du Minh Phú cũng là một điều hạn chế, hơn nữa do thiếu kinh nghiệm rèn luyện ở cơ sở nên cũng khiến hắn chịu rất nhiều thiệt thòi, đành phải xem vận số của hắn 1-2 năm này. Trình độ văn hóa của Vương Nhị Khải có kém một chút. Tuy rằng tác phong rất phù hợp với khẩu vị của Triệu Quốc Đống nhưng người này chắc cũng chỉ có thể lăn lộn ở cán bộ cấp huyện, nếu muốn lên nữa thì hy vọng cũng không lớn. Trần Lôi rất tốt, đáng tiếc phạm vi công tác quá chật hẹp, cũng không phải ai cũng có cơ hội thay đổi con đường đã đi mà thành công như hắn. Còn Mễ Phong Hằng cũng coi như là một nhân viên ngoại vi thôi, hắn muốn làm việc nhưng đáng tiếc là tuổi tác và năng lực đều hạn chế hắn. Có thể giao hà khẩu cho hắn dựa theo ý của mình cũng đã là cực hạn rồi. Hay là đợi một người đứng đầu phòng ban nào đó của huyện về hưu thì đưa hắn đến đó quá độ cũng là một kết cục tốt nhất dành cho hắn. Người duy nhất chân chính lọt vào mắt Triệu Quốc Đống cũng chỉ có Quế Toàn Hữu, làm việc kiên định tinh tế, hơn nữa năng lực lĩnh ngộ và nhận thức ý đồ không thấp, dù xuống xã phối hợp với loại nhân vật cường thế như Vương Nhị Khải mà cũng không hề mất phong cách của mình. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để thấy người này có trí tuệ và năng lực đáng để kỳ vọng. Thậm chí Triệu Quốc Đống còn cân nhắc sau khi Uông Minh Hy xuống ngựa thì có nên bổ sung Quế Toàn Hữu vào hay không, nhưng rồi hắn nhanh chóng bỏ qua ý tưởng có phần khờ dại quá mức này, thành phố tuyệt sẽ không đồng ý. Quyển 6, chương 55,56. Triệu Quốc Đống rõ ràng đã cấp cho đám người ý tưởng để ổn định quân tâm, từ lúc mình bị xung quân tới trường đảng thì Tào Uyên trở nên có phần cao ngạo hẳn, hơn nữa còn tích cực công tác, liên tục đến các phòng ban điều tra nghiên cứu công tác, xuống cơ sở khảo sát thị sát. Trong huyện cũng mơ hồ bắt đầu có tiếng gió. Chủ tịch Triệu đi học cũng đã trở thành tiêu điểm tranh luận của rất nhiều người, cũng có một số lời đồn rằng Triệu Quốc Đống có khả năng bị điều đi,
Chẳng qua từ việc Uông Minh Hy bị bắt thì loại luận điệu này hình như ảm đạm không ít, điều này cũng làm cho đám người Vương Nhị Khải an tâm hẳn. Bữa tiệc ngày hôm nay thực tế ở một mức độ nào đó cũng coi như là động tác nhằm ổn định quân tâm của Triệu Quốc Đống, cũng hòng tuyên bố với những người liên quan rằng mình không có bị ngã xuống, một khi lớp học trường đảng kết thúc thì sẽ trở lại cương vị công tác. Tổ điều tra liên hợp của Ban Thanh tra kỷ luật tỉnh và thành phố trở về có phần vội vàng. Sau khi đám người Uông Minh Hy ngã ngựa thì tổ điều tra liên hợp nhanh chóng đưa ra kết luận, chỉ có điều lại chưa tuyên bố ra bên ngoài. Ngoài một phần được đưa tới thị ủy thì hai người bên Ban Thanh tra kỷ luật tỉnh liền mang báo cáo điều tra trở về An Đô ngay lập tức, gần một tháng điều tra cũng làm cho bọn họ mỏi mệt không chịu nổi nên đã sớm mong kết thúc cái vụ án nhạt nhẽo vô vị này. Tiểu tử này phải biết học hỏi kinh nghiệm từ mỗi lần vấp ngã, đừng cho rằng mình chỉ cần hết lòng vì công việc là có thể không thẹn với lương tâm. Không ai làm gì được mình, đã biết lợi hại chưa? Lãnh đạo chịu trách nhiệm chỉ có một nhưng ở bên dưới thì có thể lớn có thể nhỏ, có thể như lôi đình vạn quân mà cũng có thể mưa phùn gió mát. Cái này còn phải xem nhìn từ góc độ nào. Hùng Chính Lâm liếc nhìn Triệu Quốc Đống hừ hừ nói. Thời nay làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, chớ có không kiêng nể gì, quan hệ lợi ích các loại ở bên dưới cơ sở cũng rất phức tạp và khó gỡ. Ở trong mắt cậu có lẽ chỉ là chuyện nhỏ như hạt vừng nhưng đối với người khác thì lại liên quan đến tính mạng người ta, tựa như chuyện cây cầu Quế Khê này, cậu cũng biết rõ dính dáng đến nhiều lợi ích, hút mắt vậy vì sao còn làm việc không thận trọng. Loại chuyện này nếu không làm thì thôi, còn khi đã làm thì phải dùng dao sắc giải quyết dứt khoát để có quyết định cuối cùng, còn nếu cứ để kéo dài dây dưa thì sẽ chỉ làm chuyện biến xấu đi. Lão Hùng nói đúng, chẳng qua làm việc thì cũng không tránh khỏi sẽ đắc tội với người khác, nếu anh muốn không ai mắng. Không ai kiện thì đừng làm. Chủ tịch Ninh cũng không phải là người không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại, hiện trạng An Nguyên nếu không muốn phát triển trong tay hắn thì cũng khó. Lưu Triệu Quốc nhấp một ngụm, mặt càng đỏ hơn. Quốc Đống, tôi xem như đã minh bạch rồi, Ninh Pháp thực sự là loại người muốn làm lên sự nghiệp. Có một lần sau khi ăn cơm xong hắn vô tình nói rằng không quen nhìn cái loại người chiếm vị trí mà không biết dọn, anh không thể làm việc được thì phải dọn vị trí để cho người khác làm. Thủ hạ dưới tay hắn không thể làm kiểu qua loa cho xong chuyện được. Cậu hãy xem đi, khi hắn trở thành chủ tịch tỉnh thì tiết tấu các địa phương trong tỉnh cũng nhanh hẳn lên. Hắn mới nhậm chức được bao lâu, mới hơn một tháng mà đã chạy tới bao nhiêu nơi. Ngoại trừ bốn thành phố An Đô, Miên Châu, Kiến Dương cùng với Lam Sơn thì 10 huyện thị khác gần như đều chạy đến. Tôi có xem báo chí thì thấy ngay cả thứ bảy, chủ nhật mà hắn cũng đều ở phía dưới. Một điều chú ý nhất đó là trong vòng hơn một tháng mà hắn gần như không hề đến các cơ quan tỉnh ủy điều tra nghiên cứu, toàn bộ đều xuống bên dưới. Xuống dưới thì xem cái gì, ngoài các xí nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ thì chính là công trình cơ sở nếu không thì cũng là phát triển nông nghiệp. Ha ha, đây mới chính là loại người muốn làm việc. Quốc Đống, trông cậu hình như rất có cảm xúc. Hùng Chính Lâm liếc mắt nhìn Triệu Quốc Đống một cái cười như không. Sao thế? Ninh Pháp rời đi khiến cho cậu cảm thấy rất mất mát à? Lão biến đi, bây giờ tôi đi đến bước này là đã thấy rất thỏa mãn rồi. Tôi chỉ cảm thấy nếu làm thuộc hạ cho Ninh Pháp thì sẽ sung mãn như được lên dây cót, bận rộn, khẩn trương nhưng dạt dào. Chẳng qua mục đích chuyến đi này chúng ta không phải làm kinh doanh, Ninh Pháp muốn làm kinh tế, ở vùng Duyên Hải lấy tư tưởng cởi mở làm thương hiệu, còn ở đây thì cũng không thay đổi dự tính ban đầu. Tốc độ phát triển của An Đô chúng ta 2 năm nay đứng thứ 3 trong số 15 thành thị cấp phó tỉnh nên công lao của hắn không thể bỏ được. Hôm nay Lưu Triệu Quốc uống rượu có vẻ rất thoải mái, cứ ly này đến ly khác, tâm tình rất tốt. Quốc Đống, cơ hội hiện nay của cậu rất tốt. Ninh Pháp muốn tạo một thế giới mới ở An Nguyên nên rất coi trọng phát triển kinh tế địa phương, nghe nói lớp học bồi dưỡng chuyên đề phát triển nhanh lần này khác rất nhiều so với trước kia, ngay cả chương trình học cũng đều do hai người Ninh Lăng và Dương Thiên Minh thỏa thuận. Ha ha, bởi vậy có thể thấy hắn rất coi trọng những lãnh đạo địa phương như các cậu, nếu cậu muốn bước lên thêm một bước thì phải học được đoán ý thượng cấp. Ninh Pháp coi trọng phát triển kinh tế địa phương, cậu càng phải chú trọng dồn tinh lực để kéo kinh tế địa phương lên, chỉ có hợp ý thì cậu mới có thể có cơ hội. Chỉ toàn nói miệng thôi, lão để bí thư Quý ở chỗ nào hả? Chỉ một mực phát triển kinh tế thì có còn lộ tuyến chính trị hay không, có muốn giảng lại vấn đề nguyên tắc trái phải trong chính trị hay không? Hùng Chính Lâm giả bộ nghiêm trang nhưng khóe miệng lại mỉm cười lại bại lộ ý nghĩ chân thật của hắn. Lão Hùng, lão tạm thời ít mồm cho tôi nhờ. Lưu Triệu Quốc tức giận nói. Tôi đang nói chuyện đứng đắn với Quốc Đống. Không phải tôi cũng nói chuyện đứng đắn sao? Bây giờ Quý thành công là chủ chính,
mặc dù Ninh Pháp đang ở trung tâm quyền lực nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là chủ tịch tỉnh, căn cơ trong tỉnh cũng không hoàn toàn vững chắc, quan điểm giữa hai người còn chưa nhất trí. Lão có chú ý lời nói của Ninh Pháp trong hội nghị công tác tài chính không, trên tỉnh cũng đã có tiếng nói bất đồng, Quý Thành Công vốn không hề tỏ thái độ rõ ràng mà điều này thực chất là một loại thái độ. Hùng Chính Lâm cười lạnh lùng. Hãy chờ xem, trong vòng 1-2 năm này tỉnh ta chắc không ít náo nhiệt đâu. Những phong ba tầm cao ở trên tỉnh thì chúng ta không quản được, nhưng mà Quốc Đống à, cậu đang rèn luyện ở huyện cấp 1 nên phải nhìn thẳng vào trung tâm. Đó là muốn phát triển kinh tế thì những cái khác phải đặt sang một bên, Ninh Pháp là như vậy, ngay cả bí thư Quảng Lan mới tới An Đô cũng thế. Thời nay ánh mắt của lãnh đạo đều chỉ chú ý tới phát triển kinh tế, tin chắc rằng bên Ninh Lăng các cậu cũng không khác mấy, nếu muốn tiến tới thì không thể không có thành tích về kinh tế được. Lưu Triệu Quốc đề cao giọng nói. Quốc Đống, lời của Triệu Quốc cũng không sai, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Chỉ cần cậu có thể nắm chắc phát triển kinh tế làm trọng điểm miễn là những cái khác không vượt quá giới tuyến thì không có vấn đề gì cả. Hùng Chính Lâm lấy hơi rồi trầm ngâm nói. Có điều nếu cậu muốn tập trung tinh thần phát triển kinh tế thì phải học cách xử lý tốt quan hệ mọi mặt trong huyện, đừng có để một số chuyện không quan trọng liên lụy đến tinh lực của cậu. Nếu có một ít chuyện không dính dáng tới nguyên tắc thì có đôi khi phải học cách thỏa hiệp thậm chí là lùi bước, nhớ kỹ, nắm tay thu lại là vì xuất kích tốt hơn. Lui về sau thường thường là để tiến lên tốt hơn. Lưu Triệu Quốc cũng gật đầu không nói gì. Triệu Quốc Đống cũng đang suy ngẫm hàm ý trong lời nói của Hùng Chính Lâm, không thể nghi ngờ Hùng Chính Lâm hết sức hiểu rõ nội tình của Hoa Lâm, thỏa hiệp và lùi bước, chẳng lẽ đây là đang chỉ bảo mình sao? Triệu Quốc Đống ngước lên nhìn với ánh mắt không cam lòng, nhìn lại Hùng Chính Lâm như muốn tìm được điều gì đó từ đôi mắt của hắn, Hùng Chính Lâm lắc đầu. Quốc Đống! Nhớ kỹ, trong mọi khía cạnh trước khi chưa nắm giữ được lực lượng tuyệt đối thì cố gắng đừng làm chuyện vượt qua giới hạn lực lượng của mình, muốn mượn ngoại lực thì trước tiên phải có đủ lực lượng của mình, nếu không thì lực lượng mượn tới cuối cùng sẽ làm suy giảm chính mình. Triệu Quốc Đống chợt dùng mình, lời của Hùng Chính Lâm chắc chắn là ám chỉ mình điều gì đó, là Kỳ Dư Hồng hay là Mạch Gia Huy. Bí thư Kỳ rất quan tâm tới sự trưởng thành của cậu. Hắn hy vọng cậu ngoài việc phát triển kinh tế lên một tầng cao thì cũng hy vọng năng lực của cậu có thể phát triển cân đối toàn diện, đừng vì được mất nhất thời. Hùng Chính Lâm thấy bộ dạng Triệu Quốc Đống vẫn cương quyết nên không nhịn được cười mắng. Đừng vô ơn như kiểu chó ngồi trên kiệu đó, người khác có thể được bí thư thị ủy nhắc nhở như vậy cũng rất hiếm đó. Hùng ca, tôi không cam lòng, bị người như vậy xếp đặt mà lại còn phải nén giận mỉm cười đáp lại, anh nói có bực hay không? Triệu Quốc Đống hầm hừ. Muốn tôi khuất phục thì anh phải đưa ra được cái gì đó, cứ tưởng rằng dùng hai ám chiêu là có thể đánh ngã được tôi sao? Thực sự nghĩ tôi là quả hồng mềm dễ nắn bóp phải không? Quốc Đống, chuyện của cậu một lời khó nói hết, đều không phải đơn giản như cậu tưởng tượng đâu, liên quan đến rất nhiều người, cho dù là ai thì hiện tại cũng khó có kết luận, Uông Minh Hy đã gặp hạn rồi, sự tình có kết quả như này cũng đủ rồi. Hùng Chính Lâm u sầu nói. Bên xã Vưu Liên cậu hãy đi liên hệ nhiều vào. Dù sao cũng có thể thu hoạch được không ít, tôi vẫn nói câu đó, hãy học kỹ năng nhẫn nại và biến bão, cho dù là thỏa hiệp thì cũng có rất nhiều phương pháp, lùi về phía sau cũng có đủ loại đường đi, hiểu chưa? Triệu Quốc Đống nghiền ngẫm hàm nghĩa trong đó, xem ra Kỳ Dư Hồng hy vọng bên Ninh Lăng mình có thể giữ nguyên hoàn cảnh phát triển tương đối vững vàng, không hy vọng bên Hoa Lâm này lại gây lên sóng to gió lớn. Ý tưởng thì rất hay nhưng có thể như hắn mong muốn sao? Mặc kệ có như hắn mong muốn hay không nhưng ít nhất trước mắt mình cần phải phục tùng ý nghĩ và ý chí của hắn. Phát triển mới là đạo lý vững chắc, ai cũng hiểu được điều này nhưng làm như nào mới có thể làm được chứ? Tất cả đều trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì phát sinh, Chủ tịch tỉnh Ninh Pháp dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện hắn bàn giao cho Ninh Lăng, nhưng Kỳ Dư Hồng thì lại không dám quên, hắn cùng Mạch Gia Huy còn đặc biệt chạy tới An Đô một chuyến để báo cáo sự kiện chặn đường khiếu kiện. Chủ tịch Ninh Pháp sau khi chăm chú lắng nghe báo cáo không ngờ lại không có yêu cầu làm gì khác mà chỉ yêu cầu thị ủy, ủy ban nhân dân Ninh Lăng phải dồn tinh lực để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập nông dân lên, đồng thời cũng tỏ vẻ Ninh Lăng cần phải hành động thu hút đầu tư lớn hơn, giành được đột phá lớn hơn nữa, tranh thủ đi đầu trong toàn tỉnh. Điều này làm cho Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một sự kiện ồn ào náo động cứ như vậy kết thúc lặng lẽ không tiếng động. Bất kể là Ninh Lăng hay là Hoa Lâm thì đều cảm thấy quá khó tin nhưng đôi khi sự việc lại thường xuyên kỳ diệu như thế, khi anh cảm thấy tươi sáng rực rỡ thì thường thường chính là nguy cơ đến, còn khi anh cảm thấy mây đen đè nén thì lại trời quang mây tạnh trong chớp mắt.
Tập đoàn Trần Thị Quảng Châu quả nhiên có hơi dao động, khi Triệu Quốc Đống liên hệ với đối phương thì bên họ liền tỏ vẻ còn đang tiến hành cân nhắc suy xét địa điểm làm trụ sở chính của xí nghiệp. Triệu Quốc Đống liền nhận ra ngay sự do dự trong lời nói của đối phương, hắn lập tức thông qua quan hệ của mình để thay đổi tình hình. Trong tình cảnh được lãnh đạo thị xã Ninh Lăng ra mặt mời và khu khai phát thị xã đưa ra điều kiện khiến người khác động lòng, tập đoàn Trần Thị cũng bắt đầu cân nhắc chuyện dừng chân ở khu khai phát thị xã. Dù sao vị trí địa lý khu khai phát thị xã cũng ưu việt hơn một ít, hơn nữa thái độ biểu hiện cũng nhiệt tình hơn, thậm chí về mặt giá cả đất đai cũng khá thiện ý. Nhưng ngành sản xuất nước trái cây thì có yêu cầu tương đối cao về nguyên liệu cung ứng, Hà Khẩu huyện Hoa Lâm và mấy xã tại khu Mã Thủ thì lại có sản lượng kiwi và lê hoang dại lớn. Hà Khẩu cách khu khai phát thị xã Ninh Lăng hơn 100 km, chỉ riêng một nguyên nhân này chắc chắn cũng sẽ khiến phí vận chuyển tăng lên rất nhiều. Hơn nữa phiền toái nhất chính là giống quả kiwi này lại không thể cất giữ bảo quản được, đã thế lại còn rất dễ bị hư tổn trong quá trình vận chuyển bốc vác, càng nhiều trình tự vận chuyển thì tổn hao sẽ càng tăng theo tỷ lệ thuận. Dù kiwi và lê cũng được trồng ở mấy huyện khác ở thị xã Ninh Lăng giống như bên Hoa Lâm nhưng lại phân tán linh tinh nên trong lúc nhất thời cũng khó mà hình thành quy mô hóa được, điều này cũng làm cho tập đoàn Trần Thị rất đau đầu. Loại kiwi và lê ở huyện Hoa Lâm là loại thiên nhiên thuần chủng không bị ô nhiễm. Nếu xét riêng thì bất kể là mẫu mã hay hương vị thì đều kém xa các loại kiwi mà hiện cả nước đang bắt đầu lục tục nhập giống về nhưng giàu vitamin và phẩm chất tuyệt đối không ô nhiễm thì những loại kiwi khác lại không bằng được. Đối tượng tiêu thụ chủ yếu của tập đoàn Trần Thị là Nhật Bản và Âu Mỹ cùng với các mối hàng ở Đông Nam Á. Về phương diện này thì các mối hàng ở nước ngoài lại yêu cầu về không ô nhiễm hơn hẳn các mối hàng trong nước nên thị hiếu lại có đặc thù. Tổng Giám đốc Trần, hôm nay đã quyết định xong rồi. Tôi đợi ngài hạ cố tới Sheraton. Triệu Quốc Đống cười dài rồi đặt điện thoại xuống, sắc mặt lập tức âm trầm hẳn. Mã Liên Bình đúng là con bê nuôi, không ngờ lại đến đào góc tường nhà chúng ta. Mai Anh Hoa là em vợ hắn không ngờ lại được trả tiền làm chủ nhiệm ủy ban kinh tế ở khu khai phát, mẹ nó, dám bán mạng hò hét hộ khu khai phát sao? Thị trưởng Chu không phải đã nói trước rồi sao, hạng mục này là do Hoa Lâm chúng ta kéo tới trước, hắn lại đi hò hét cổ động thay khu khai phát. Đây thật là quá không biết điều. Lòng bàn tay hay mu bàn tay thì cũng đều là thịt, huyện Hoa Lâm chúng ta không phải đang được các ngươi nuôi dưỡng sao? Hoàng Thiết Thần lắng nghe Triệu Quốc Đống nói ẩu nói tả mà không nói một lời nào, xem ra lần này phong ba chẳng những không thể thổi ngã hắn mà ngược lại còn khiến tác phong của hắn trở nên hung hãn tự do hơn. Hoàng Thiết Thần thậm chí còn có thể tưởng tượng được sau khi Triệu Quốc Đống kết thúc khóa học chỉ sợ sẽ có ít người sẽ khó chịu. Lão Hoàng! Lát nữa lão tới Sheraton đặt một phòng, anh xem tiêu chuẩn rồi làm trước. Triệu Quốc Đống tiện tay gọi điện thoại. Mỹ ca, đang bận à? Ừ, tôi cũng bận, Chủ tịch Ninh không phải muốn chúng ta nghỉ ngơi sao? Vốn có thể thoải mái một chút nhưng mà lại không được rồi, trong nhà có chuyện không bỏ được, nếu không của cải sẽ bị người khác cậy mất. Ừ, có chuyện phải phiền anh một chút, tối nay Phó Chủ tịch Cam có bố trí gì không? Triệu Quốc Đống ngừng lại chờ đối phương hồi âm. Vương Phủ Mỹ vừa mới chính thức nhậm chức Phó trưởng Ban Bí thư Ủy ban Nhân dân tỉnh, vừa khéo phụ trách hợp với khối công tác mà Phó Chủ tịch Cam được phân công quản lý. Ý tưởng vốn định xuống bên dưới rèn luyện một phen của hắn liền rơi vào hư không, chẳng qua lấy lời của mình mà nói, đây có khả năng chỉ là một sự rèn luyện tạm thời, cùng lắm thì cuối năm sẽ đi xuống. Gần đây Chủ tịch Ninh yêu cầu rất nghiêm khắc các cán bộ lãnh đạo phải có kinh nghiệm công tác cơ sở nếu không thì rất khó lọt vào mắt hắn. Cho nên có không ít cán bộ vốn không muốn xuống cơ sở rèn luyện thì giờ lại đang xem xét cơ hội tìm một chỗ tốt ở bên dưới để ngồi xổm, nếu không thì sẽ không còn hy vọng để tiến lên trên. Không có bố trí gì à, vậy thì tốt quá, ông trời cũng giúp tôi rồi. Triệu Quốc Đống mừng rỡ. Mỹ ca, anh hãy giúp đỡ một chút, tối nay tôi muốn mời Sở Nông nghiệp tỉnh, Ủy ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh và một vài lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Đại học Ando. Chủ yếu là cảm tạ sự giúp đỡ bấy lâu nay và cũng muốn trao đổi tiến thêm một bước mở rộng các khu vườn thí điểm khoa học kỹ thuật nông nghiệp để hiện đại hóa ngành nông nghiệp huyện Hoa Lâm. Tôi muốn mời Phó Chủ tịch Cam cũng đại giá quang lâm để tăng thêm vinh dự cho Hoa Lâm chúng tôi. Tôi có ý đồ gì à? Làm gì có ý đồ nào chứ? Ha ha, thật sự không có chuyện gì xấu cả, Mỹ ca, vẫn là anh hiểu tôi cũng không dám giấu nữa. Huyện tôi có đưa một xí nghiệp gia công trái cây từ Quảng Đông tới. Chủ yếu là muốn làm nước trái cây để xuất khẩu ra bên ngoài nhưng giờ lại gặp một chút phiền toái. Khu khai phát thị xã Ninh Lăng tới đào tường khoét phách, mà lãnh đạo thị xã cũng hơi bất công, muốn để ông chủ xí nghiệp này thay đổi chủ ý dừng chân ở khu khai phát thị xã Ninh Lăng.
Anh nghĩ xem xí nghiệp mà chúng tôi vất vả mới kéo tới mà lại bị người khác tiện tay dắt đi, giống như đang chơi mạt chược vậy. Tôi muốn hổ bài, đang đi được nửa đường lại bị người ta tiệt hồ, đây không phải là quất vào mặt tôi sao? Nếu trận này mà tôi thua thì còn lăn lộn ở Ninh Lăng này sao được? Đúng, xí nghiệp Quảng Đông này cũng có bối cảnh bên Malaysia, có thể coi như là xí nghiệp hợp doanh đi, bọn họ chuẩn bị đầu tư trong nội địa, cho nên tôi thông qua người quen giới thiệu dẫn bọn họ tới Hoa Lâm chúng tôi. Bọn họ cảm thấy tài nguyên kiwi và lê ở Hoa Lâm rất phong phú cho nên rất có hứng thú. Ai, anh cũng biết thương nhân bên Quảng Đông này đều thuộc loại tuyệt đối phục tùng cấp trên, cảm thấy có được sự ủng hộ của lãnh đạo bên trên thì việc buôn bán sẽ thuận lợi nhiều. Huyện chúng tôi cấp bậc thấp hơn một chút, lãnh đạo thị xã chỉ cần mời gọi là bọn họ đã cảm thấy không nỡ, cho nên. Yên tâm, Mỹ ca, tôi là người như vậy sao? Phó Chủ tịch Cam có đến thì chỉ cần gắp thức ăn, nói hai câu cổ vũ rồi ra về. Không cần quản tới cái khác, còn đâu để tôi xử lý là được. Đám thương nhân này chỉ cần thấy được bên trên tôi có người hơn nữa còn thấy lãnh đạo tỉnh rất quan tâm tới sự phát triển của Hoa Lâm, cộng thêm điều kiện ở Hoa Lâm chúng tôi rõ ràng thích hợp xây dựng xí nghiệp hơn. Tổng hợp cả hai điều này lại thì có thể cân bằng với hứa hẹn và áp lực bên thị xã. Ừ, được, tôi chờ điện thoại của anh, Mỹ ca, nhất định phải giúp người anh em chuyện này, Hoa Lâm khó khăn, kéo được một xí nghiệp như vậy tới cũng không dễ dàng gì. Triệu Quốc Đống cười cúp điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Phủ Mỹ gọi điện thoại lại nói Phó Chủ tịch Cam đồng ý dự tiệc nhưng vì tối còn có hoạt động khác nên thời gian tham dự sẽ không lâu. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý, có thể được lãnh đạo tỉnh ra mặt cũng quá đủ ý nghĩa rồi. Thiết thần, anh đi đặt chỗ đi, bên tôi có điện thoại. Sự thoải mái tự nhiên của Triệu Quốc Đống khiến Hoàng Thiết Thần mở rộng tầm mắt. Không nói tới việc chỉ trong vòng 10, Triệu Quốc Đống đã giải quyết xong lãnh đạo Sở Nông nghiệp tỉnh và Ủy ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh, mà hắn còn có thể mời được một vị phó chủ tịch tỉnh tới dự tiệc. Bản sự này chỉ e là một phó thị trưởng cũng không dễ dàng làm được. Cán bộ từ bên trên xuống dưới đích thực là có ưu thế trời sinh trong phương diện này, đây không phải là điều mà cán bộ bên dưới có thể dễ đạt được. Khi Trần Tượng Sơn và Trần Thiện Thủy đến Sheraton thì đã là 6 giờ chiều. Mặc dù có chút áy náy đối với vị chủ tịch huyện Triệu Thiết Hiến này nhưng Trần Tượng Sơn vẫn có khuynh hướng thiết lập nhà máy tại khu khai phát Ninh Lăng, đứa cháu hắn thì lại một lòng một dạ muốn xây dựng nhà máy ở Hoa Lâm vì thế hai người có phần không thoải mái. Thiện Thủy, chuyện này nghe chú, điều kiện Hoa Lâm thì tốt nhưng Ninh Lăng là thị xã còn Hoa Lâm chỉ là một huyện, lãnh đạo thị xã lên tiếng thì huyện hắn có thể làm gì chứ? Còn không phải là phục tùng sao, nội địa Trung Quốc rất xem trọng cái nhìn, nếu không dù cháu có bản lĩnh. Năng lực nhưng mà lại không phục tùng lãnh đạo thì cuối cùng chỉ có ngã xuống, minh bạch chưa? Chú hai, chúng ta là xây dựng nhà máy, chúng ta thu mua trái cây để ép nước để bán, nộp thuế đầy đủ, bọn họ quan lớn quan bé thì có là dám gì? Trần Thiện Thủy không cho là đúng. Chúng ta xây nhà máy ở Ninh Lăng thì phí chuyên trở và vận chuyển tổn hao rất lớn, không có lời nhiều. Là như thế này, nếu cháu không nể mặt thị xã thì kiểm dịch, công thương, thuế vụ. Bảo vệ môi trường đều tìm tới cháu gây phiền toái, cái huyện của cháu có thể chống đỡ được sao? Chúng ta mà thiết lập ở thị xã thì lãnh đạo vui vẻ, ngày sau cái gì cũng dễ làm, cho vay, dùng nước, dùng điện, bảo vệ môi trường đều không thành vấn đề, sao cháu lại không suy xét tới những yếu tố này? Trần Tượng Sơn lắc đầu. Chú ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm, nghe chú đi, không sai đâu. Vị chủ tịch huyện Triệu kia vỗ ngực cam đoan với cháu rằng nếu xây xí nghiệp ở Hoa Lâm thì nhất thiết sẽ cấp cho chúng ta điều kiện ưu đãi nhất, nếu chúng ta lên thị xã thì ngày sau việc thu mua trái cây có khả năng sẽ gặp phiền toái. Trần Thiện Thủy nói một cách không cam lòng. Hừ, bên Hoa Lâm nghèo như thế, dân chúng địa phương từ lâu đã ao ước bán những trái cây này đi, chỉ cần có người thu mua thì ai có thể ngăn cản ham muốn kiếm tiền của bọn họ. Trần Tượng Sơn nói với vẻ khinh thường. Chú hai. Cháu có cảm giác là thiết lập xí nghiệp ở Hoa Lâm kia tốt hơn, khu khai phát thị xã kia cũng chẳng có người nào tốt, lạnh tanh, đám người bên đó đều biết mồm mép, chẳng có gì chân thật cả. Trần Thiện Thủy vẫn không chịu bỏ quyết định của mình, sau này kinh doanh ở đây đều do mình phụ trách, đặt ở khu khai phát thì các phương diện từ vận chuyển đến dỡ hàng, hậu cần đều phiền toái rất nhiều, chi phí cũng tăng lên rất lớn, trong gia tộc cũng không quản những cái này mà chỉ nhìn vào công trạng của anh. Cho nên về điểm này thì hắn vẫn kiên trì giữ quan điểm của mình. Thiện Thủy, chuyện này không cần tranh luận nữa, nếu cháu thấy áy náy với vị chủ tịch huyện Triệu kia thì lát nữa uống thêm hai chén rượu tỏ lòng là được. Trần Tượng Sơn nhíu mày, hắn cũng không biết vì sao đứa cháu này của mình lại cố chấp như vậy. Chú hai,
chú cũng đừng vội kết luận trước, chờ lát nữa chú gặp chủ tịch Triệu rồi nói sau được không? Trần Thiện Thủy phồng miệng hầm hừ nói. Cháu cảm thấy nếu so với bên Hoa Lâm này thì đám người bên khu khai phát kia ngoài việc mời ăn cơm uống rượu thì tỏ vẻ là nhiệt tình ra thì còn có gì chứ? Chúng ta tới dựng xí nghiệp kiếm tiền chứ không phải đến để ăn uống. Bên Hoa Lâm người ta thì từ đất đai, điện, nước cho đến sản xuất hoa quả, rồi quy hoạch sau này thì rất đáng tin cậy. Hơn nữa chúng ta một vấn đề chúng ta đề xuất ra mà người ta đã vội vàng tổ chức họp cán bộ thôn, xã để giải quyết, chẳng lẽ thái độ như vậy còn không đủ tỏ thành ý sao? Phải qua lại với cán bộ địa phương như vậy, trong lòng cháu kiên định rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 6, chương 57,58. Khi Trần Tượng Sơn cùng Trần Thiện Thủy đến Hỷ Lai Đăng, Triệu Quốc Đống và Hoàng Thiết Thần đã sớm chờ ở cửa. Hai người Trần Tượng Sơn cùng Trần Thiện Thủy thấy vậy thì có chút cảm động, dù sao bọn họ cũng là quan chức, làm thế là hiếm có. Phó Giám đốc Liên, Sở Nông nghiệp, Phó Giám đốc Trương, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Nông nghiệp tỉnh, Lôi Hướng Đông, hai vị viện trưởng, bí thư của Học viện Nông nghiệp An Nguyên đều tới. Hai người Trần Tượng Sơn cùng Trần Thiện Thủy không ngờ lãnh đạo tỉnh cũng tham gia. Sau một phen giới thiệu, hai người Trần Tượng Sơn cùng Trần Thiện Thủy liều hiểu rõ ý của phía Hoa Lâm trong bữa cơm này. Việc này có liên quan tới việc mở rộng quy mô khu thí nghiệm khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Phía Nam Hoa Lâm nhiều núi ít đất, thích hợp phát triển trồng cây lâm nghiệp, các loại hoa quả trên đồi núi. Nhưng khổ nỗi là vấn đề giao thông và tin tức, dân chúng trồng ra hoa quả nhưng không tìm được đường tiêu thụ. Vì thế chỉ phát triển cây ăn quả cũng cần phải có điều kiện phù hợp. Hơn nữa có không ít bài học tại các nơi trong ngành này. Cả khu vực cùng trồng khiến giá giảm mạnh cùng với việc bảo quản hoa quả làm nhiều nơi sợ hãi khi trồng cây ăn quả đại trà. Mà muốn giải quyết vấn đề này chẳng những cần chú ý tới con đường tiêu thụ, cũng cần cải tiến kỹ thuật, cần có kỹ thuật ủng hộ. Bây giờ có Học viện Nông nghiệp giúp về khoa học kỹ thuật, đây chính là điều khiến địa phương có thể tính tới việc phát triển ngành này. Khi Triệu Quốc Đống giới thiệu Trần Tượng Sơn cùng Trần Thiện Thủy với lãnh đạo Sở Nông nghiệp, Sở Khoa học Công nghệ cùng Lôi Hướng Đông, hắn nói tập đoàn Trần Thị Quảng Đông đang muốn chọn địa điểm phát triển công ty chế biến nước hoa quả, cũng không nói rõ tập đoàn Trần Thị đã xác định ở khu khai phát hoặc là Hoa Lâm. Điều này làm hai người Trần Tượng Sơn cùng Trần Thiện Thủy yên tâm hơn. Triệu Quốc Đống này cũng biết làm người, không ép người quá đáng. Trần Tượng Sơn cùng Trần Thiện Thủy thấy còn hai vị trí để trống thì đoán là hai nhân vật quan trọng, vì thế bọn họ có chút tò mò. Bữa ăn này chẳng lẽ còn có nhân vật quan trọng nào tham gia nữa sao? Chẳng qua khi Phó Chủ tịch tỉnh Cam Bình và Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, Vương Phủ Mỹ đã giải thích tất cả. Trần Tượng Sơn cùng Trần Thiện Thủy không ngờ Hoa Lâm còn có thể mời được lãnh đạo tỉnh tới tham gia, đây chính là tạo xu thế cho Hoa Lâm. Tập đoàn Trần thì có quy mô vừa phải ở Quảng Đông, nhưng không dễ mời Phó Chủ tịch tỉnh tới như vậy. Trong bữa ăn, Cam Bình tỏ vẻ rất hứng thú với khu thí nghiệm Hoa Lâm, cũng đặt nhiều kỳ vọng vào đây. Khi nghe nói tập đoàn Trần Thị muốn đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nước hoa quả ở Ninh Lăng, Cam Bình còn khen ngợi ánh mắt của Trần Tượng Sơn, lựa chọn đầu tư vào tỉnh An Nguyên là rất sáng suốt. Yêu cầu bên Hoa Lâm phải toàn lực ủng hộ tập đoàn Trần Thị phát triển ở Hoa Lâm, cũng yêu cầu tập đoàn Trần Thị thành lập công ty sinh thái về chế biến nước hoa quả ở Hoa Lâm. Trong bữa ăn Triệu Quốc Đống cũng không nói rõ, chỉ cười cười ra vẻ đồng ý, tỏ vẻ nhất định toàn lực ủng hộ tập đoàn Trần Thị phát triển ở Hoa Lâm, xin mời Chủ tịch Cam yên tâm. Cũng mời Chủ tịch Cam sau này đến thăm khu thí nghiệm Hoa Lâm. Cả bữa ăn mọi người khá vui vẻ, ngoài Trần Tượng Sơn có chút tâm sự ra thì mọi người đều hòa hợp. Hai vị giám đốc, tôi không nói nhiều, hai vị đều là những nhà kinh doanh có năng lực, lựa chọn nơi nào đầu tư không cần chúng tôi vung tay múa chân. Huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm chúng tôi nhiệt tình chào đón các công ty từ ngoài đến đầu tư. Ví dụ như công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp tới đầu tư là đủ thấy sức hấp dẫn của Hoa Lâm chúng tôi. Triệu Quốc Đống đưa hai người Trần Tượng Sơn ra ngoài cửa rồi nhiệt tình nói. Hoa Lâm chúng tôi có tài nguyên cây ăn quả phong phú, nhất là do khu thí nghiệm khoa học kỹ thuật giúp đỡ. Ngoài đào mi hầu và dưa lê ra, khu vực Mã Thủ còn có chanh, qua đó đẩy mạnh ngành trồng hoa quả của Hoa Lâm công tác. Nếu tập đoàn Trần Thị chọn Hoa Lâm tôi tin rằng tập đoàn Trần Thị sẽ không những có lợi ích lớn, mà còn được dân chúng Hoa Lâm nhiệt tình ủng hộ. Đương nhiên tập đoàn Trần Thị không chọn Hoa Lâm chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết mình không có điều kiện tốt như nơi khác, hoặc là có vài điểm không bằng nơi khác, cũng chào mừng các vị nói với chúng tôi, để chúng tôi kịp thời sửa chữa, tạo điều kiện tốt cho các công ty khác. Tục ngữ nói làm ăn không được còn tình cảm,
dù không hợp tác được thì sau này còn có cơ hội mà. Chúng tôi cũng chào mừng các vị tiếp tục tới Hoa Lâm làm khách. Trần Thiện Thủy phát hiện chú hai trên đường về vẫn đang suy nghĩ. Y biết là do tác động của bữa ăn lần này. Dù là khu thí nghiệm khoa học kỹ thuật nông nghiệp Hoa Lâm chỉ là một vấn đề, nhưng có thể mời Phó Chủ tịch tỉnh tới đã nói rõ nhiều vấn đề. Trên tỉnh khá coi trọng khu thí nghiệm này, xem ra các cơ quan chuyên môn trên tỉnh sẽ nhân rộng ở Hoa Lâm. Một khi chanh được trồng đại trà sẽ tăng loại sản phẩm của công ty. Chú! Trần Thiện Thủy vừa mở miệng nói, Trần Tượng Sơn đã cắt ngang. Cháu không cần nói, chú biết ý của cháu. Chủ tịch huyện Hoa Lâm này đúng là không đơn giản. Điều kiện đưa ra đủ làm chú động tâm. Chỉ riêng khu thí nghiệm có thể khiến ngành hoa quả Hoa Lâm phát triển đã là hiếm có, điều này nằm ngoài dự đoán của chú. Vậy ý của chú là? Trần Thiện Thủy vui vẻ nói. Không nên dễ dàng có kết luận, cho dù chúng ta có chọn Hoa Lâm thì cũng phải tranh thủ điều kiện có lợi. Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Nông nghiệp tỉnh xem ra có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống kia, xem ra Triệu Quốc Đống này có bản lĩnh không nhỏ, trên tỉnh mà y cũng có thể mời tới. Trần Tượng Sơn lắc đầu nói, Hoa Lâm đã thể hiện thành ý nhưng nếu chúng tôi có điều kiện thì phải lợi dụng tốt, nhất định phải suy nghĩ hết nhân tố bất lợi và có lợi, tuyệt đối không được dùng tình cảm mà nói chuyện. Chúng ta là nhà kinh doanh, mục đích chính là kiếm tiền nhiều nhất. Triệu Quốc Đống tiễn hai người Trần Tượng Sơn về thì khá yên tâm. Trần Tượng Sơn là người thông minh, Trần Thiện Thủy có vẻ thực tế hơn nhưng chuyện này người có quyền quyết định chính là Trần Tượng Sơn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống tin rằng Trần Tượng Sơn hiểu rõ ý nghĩa bữa ăn này. Khu thí nghiệm không phải nhân tố quyết định, nhưng có thể mời lãnh đạo tỉnh tham gia, hơn nữa lãnh đạo tỉnh tỏ vẻ coi trọng xe thế phát triển ngành trồng hoa quả, nếu Trần Tượng Sơn không hiểu ý là quá ngu. Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Nông nghiệp tỉnh xuất hiện làm Trần Tượng Sơn hiểu rõ ý trong đó. Ngành trồng cây ăn quả liên tục phát triển sẽ khiến ngành chế biến liên tục phát triển. Hai ngành thúc đẩy lẫn nhau. Mà ngành này không những khiến kinh tế địa phương phát triển, còn có thể khiến thu nhập các hộ nông dân tăng lên. Ở phương diện này sẽ khiến Ngân hàng Chính sách Nông nghiệp ủng hộ mạnh. Mà ở điểm này trên tỉnh vẫn đang tìm điểm đột phá, làm như thế nào vừa phát triển kinh tế vừa tăng thu nhập của nông dân, đây là điều các nơi đang tìm kiếm. Triệu Quốc Đống hy vọng Hoa Lâm sẽ phát triển ở vấn đề này. Tập đoàn Trần Thị chỉ là mở đầu. Nếu muốn tạo thành một vòng tuần hoàn, cần thu hút nhiều công ty hơn nữa. Đồng thời cũng làm các chủng loại hoa quả phong phú hơn nữa, làm cho khả năng chống mạo hiểm của ngành này tăng lên. Đông ca, Mỹ ca, lần này cảm ơn hai anh, thành công tôi sẽ mời khách. Sau khi tiễn lãnh đạo Sở Nông nghiệp, Sở Khoa học Công nghệ và Học viện Nông nghiệp thì chỉ còn ba người Triệu Quốc Đống, Lôi Hướng Đông và Vương Phủ Mỹ. Hoàng Thiết Thần biết điều rời đi. Quốc Đống, không đơn giản như vậy đâu. Tôi hiểu tập đoàn Trần Thị này cũng có danh tiếng trong ngành chế biến thực phẩm ở Quảng Đông. Sản phẩm chủ yếu là xuất khẩu, con đường tiêu thụ tốt, sắp tới cũng bắt đầu mở rộng quy mô đầu tư. Hoa Lâm nếu nắm bắt được cơ hội này là tốt, chẳng qua Trần Tượng Sơn kia rất khôn khéo, chỉ sợ dù đầu tư vào Hoa Lâm thì cũng cần nhiều điều kiện, cậu phải chuẩn bị tư tưởng. Lôi Hướng Đông lần này bị Triệu Quốc Đống kéo vào nhưng y cũng đồng ý với cách làm của Triệu Quốc Đống. Hướng Đông nói đúng, càng là công ty chọn lựa kỹ nói rõ bọn họ rất tự tin. Ngược lại nếu tùy tiện đầu tư, như vậy chính là đầu tư cầu thả. Chúng ta sao có thể tin bọn họ có thể thành công? Vương Phủ Mỹ nói. Ôi, tôi cũng biết nên chiêu có thể dùng ra đã dùng hết. Tôi không còn cách nào mà, không thể nào ép người ta tới chỗ tôi đầu tư mà. Vậy có khác gì là ăn cướp? Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ xua tay nói. Chỉ có thể cố hết sức không thẹn với lương tâm là được. Ha ha, Quốc Đống, cậu không phải nói đây là bạn do Tiểu Huy giới thiệu sao? Tại sao không bảo Tiểu Huy nói giúp một chút, tôi nghĩ như vậy dễ hơn mà. Lôi Hướng Đông cười nói. Tôi không muốn chuyện kinh doanh có tình cảm xen vào, nếu như người khác không muốn mà cố ép cũng vô nghĩa. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Triệu Quốc Đống cũng không nói rõ, Tiểu Huy cũng không nói rõ người bạn bên Duyên Hải, dẫn mối có thể, đầu tư nhà máy thì phải dựa vào nhiều lý do. Nếu có vấn đề tình cảm xen vào thì sau này sẽ phản tác dụng hơn nữa. Lôi Hướng Đông có vẻ cũng hiểu ý của Triệu Quốc Đống. Y cũng đồng ý với ý này của Triệu Quốc Đống. Hai tháng trôi qua khá nhanh. Sau khi Phó Bí Thư Tỉnh ủy Dương Thiên Minh đến phát biểu kết thúc khóa học, Triệu Quốc Đống mới thấy hành trình đến An Đô trong hai tháng của mình đã xong. Thu hoạch được gì, Triệu Quốc Đống khá hoang mang. So sánh với các học viên khác có lẽ sẽ xúc động vì mở rộng tầm nhìn,
Triệu Quốc Đống cảm thấy thu hoạch của hắn chính là quen thuộc hơn với nhiều đồng nghiệp hơn. Nhất là hai người Lưu Như Hoài cùng Đường Toàn Định sau 2 tháng đã có quan hệ khá hòa hợp. Hoài ca, có bố trí gì không, không nên về Khuê Dương gấp chứ. Gọi thêm Định ca, tối nay tôi làm chủ, uống một trận. Triệu Quốc Đống một bên dọn đồ, một bên cười nói. Được, Quốc Đống, chẳng qua tối nay chúng ta đừng ăn mấy thứ đồ biển như 2 lần trước. Học ở đây 2 tháng mà bụng to lên, về phải điều chỉnh thói quen sinh hoạt, nếu không tiếp tục như vậy thì quần áo ở nhà cũng không mặc được mất. Lưu Như Hoài cười ha hả nói. Cậu là địa chủ rồi, hôm nay mời bọn tôi đi ăn đồ Tây chứ. Đồ Tây? Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Hoài ca, anh mà có gan thì tôi mang đi ngay. Phỉ Thúy bảo, nghe nói ở đó có các cô gái Nga, ăn và nghe ca hát, cảm nhận không khí nước Nga. Cô gái Nga, đã xâm nhập vào nước ta rồi sao? Ha ha, xâm lấn như vậy thì phải chào đón chứ. Tôi thấy Phỉ Thúy bảo phải treo biểu nhiệt liệt chào mừng các cô gái Nga đến tỉnh An Nguyên sinh sống. Sao, Hoài ca, nếu có gan thì tôi giúp anh và Định ca đặt 2 cô. Triệu Quốc Đống cười nói. Các cô này đều trắng nõn, da hơi thô một chút nhưng lại rất trắng, có cảm giác khác hẳn. Quốc Đống, cậu còn trẻ nên mới thích mấy cái này hả? Là lão điều chỉnh nên tôi phải nhắc cậu như vậy rất nguy hiểm biết không? Lưu Như Hoài mặc dù tuổi không nhỏ nhưng tính cách khá trẻ trung, nói chuyện hài hước. Triệu Quốc Đống và y nói chuyện khá hòa hợp. Được rồi, Hoài ca đừng ra vẻ nữa, không chừng đang ngầm chảy nước miếng đó. Tôi để anh đến nhảy múa, cảm nhận phong cách Nga thôi, cũng không để anh phạm vào sai lầm kia mà. Chứ còn như Hoài ca đây thì chỉ vài lần chắc bị cô gái Nga hút thành xác khô, tôi về làm thế nào ăn nói với chị dâu. Triệu Quốc Đống nói một câu làm Lưu Như Hoài há hốc mồm mà mắng. Cậu chuyên môn hại Hoài ca này. Hai người đang nói chuyện, Đường Toàn Định từ bên kia đi tới và nói. Lão Lưu, Quốc Đống, hai người đứng đây làm gì? Đi chụp ảnh lưu niệm với giáo viên thôi. Ha ha, Định ca, thôi đi, giáo viên của trường đã sớm chạy hết rồi, còn Toàn ông đâu đâu. Chúng ta đỡ sang đó cho mệt. Triệu Quốc Đống thấy Đường Toàn Định có vẻ vui mừng nên nói. Định ca, có phải chuyện đã xác thực không? Ừ, tập đoàn Hoa Điện vẫn đàm phán với huyện tôi, cũng tới khảo sát và luận chứng. Đây là cơ hội ngàn năm có một của Nguyên Hưng chúng tôi. Vừa nãy tôi liên lạc với Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh một chút, nghe nói coi như đã xác định. Nếu như có thể xác định được hạng mục này thì việc thu hút đầu tư của Nguyên Hưng nhất định sẽ đứng đầu cả Vĩnh Lương, tôi là chủ tịch huyện coi như thở phào nhẹ nhõm. Triệu Quốc Đống nghe vậy không khỏi nhíu mày. Tập đoàn Hoa Điện cũng như tập đoàn Đông Năng, đều là công ty con trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Quốc gia. Theo đầu tư điện lực càng lúc càng nóng, 2 công ty này cũng nhìn về phía Tây, nhất là tỉnh An Nguyên có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất khu vực. Tỉnh An Nguyên có tài nguyên nước phong phú nhưng lại tập trung ở khu vực xa xôi. Ví dụ như ở Vĩnh Lương cũng không có sông lớn gì. Tập đoàn Hoa Điện đây là muốn lợi dụng tài nguyên than đá của Vĩnh Lương mà làm nhiệt điện. Đây vốn là việc tốt nhưng Triệu Quốc Đống nghĩ đến nhà máy điện Hoa Dương bây giờ vẫn tranh cãi, mãi gần đây mới xác định xong. Bây giờ tập đoàn Hoa Điện lại muốn xây dựng nhà máy nhiệt điện khổng lồ ở Vĩnh Lương. Vĩnh Lương có diện tích không lớn, là khu có mật độ dân cư đông đúc. Huyện Nguyên Hưng ở phía đông thành phố An Đô, xây dựng nhà máy nhiệt điện ở đây sẽ giảm được áp lực về điện càng lúc càng tăng của An Đô. Nhưng huyện Nguyên Hưng có địa thế thấp phẳng, dân chúng đạt đến trên 1 triệu. Nhà máy nhiệt điện xây dựng xong nhất định sẽ có ô nhiễm. Lão Đường, chuyện đáng mừng, đáng ăn mừng. Tối nay Quốc Đống mời chúng ta đi ăn đồ Tây, coi như chúc mừng anh. Lưu Như Hoài có chút hâm mộ mà nói. Hạng mục lớn như vậy chỉ sợ tất cả các huyện trong toàn tỉnh An Nguyên đều nhìn chằm chằm vào. Nhưng Vĩnh Lương có vị trí tốt, ngay sát An Đô, đây là điều Ninh Lăng không thể so sánh. Ừ, đúng là đáng ăn mừng. Triệu Quốc Đống cười nói. Định ca. Tối nay không say không về, chúng ta cùng học một thời gian, sau này đến Nguyên Hưng thì phải giúp đỡ đó. Phỉ Thúy bảo rất trang nhã làm 3 người khá vui vẻ. Các cô gái Nga nhiệt tình và nóng bỏng càng làm 3 người uống nhiều hơn. Trong phòng hát, Triệu Quốc Đống, Lưu Như Hoài và Đường Toàn Định đều thỏa sức mà uống. Chẳng qua Đường Toàn Định sau khi ra ngoài đi vào lại có vẻ mặt khá khó coi. Định ca, sao lại có vẻ khó coi như vậy? Triệu Quốc Đống liền nhạy cảm phát hiện ra. Đường Toàn Định không nói gì chỉ buồn bực ngồi hút thuốc lá. Có phải hạng mục nhà máy nhiệt điện xảy ra chuyện? Triệu Quốc Đống khá nhạy cảm nên nghĩ ngay tới nhà máy nhiệt điện.
Không phải, hạng mục không có vấn đề gì, là định ca này có vấn đề. Đường Toàn Định có vẻ như già đi vài tuổi. Hội nghị thường vụ thị ủy vừa kết thúc, do yêu cầu công việc nên điều tôi đi làm chủ nhiệm ủy ban nông lâm thị xã. Đường Toàn Định mới 45, theo lý thuyết đang tuổi trung niên, ủy ban nông lâm là cơ quan nghèo, lên đó chỉ để ngồi cho có. Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than không biết lại có tranh đấu gì đây. Định ca, đời người có nhiều lúc không như ý mà, đừng quá để ý. Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không tìm được gì thích hợp an ủi đối phương. Đường Toàn Định là người có tính cách được, ăn nói tốt, sảng khoái. Ừ, ha ha, tôi cũng không nghĩ thoáng được như cậu. Tôi đã 45, lần ngã này không biết còn có thể bò lên được không? Đường Toàn Định rót cho mình một chén rồi uống cạn. Bí thư huyện ủy vẫn đối đầu với tôi, y là từ trên thị xã phái xuống, cũng giống như cậu, tương lai rộng mở. Y muốn mau mở cục diện nhưng cơ sở rất phức tạp, đâu có đơn giản. Ví dụ như thị xã muốn đẩy mạnh cải thiện hệ thống thủy lợi nông thôn nhưng huyện không đủ kinh phí, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ nông dân, điều này cần tốn thời gian. Nhưng y lại yêu cầu các xã, thị trấn phải gom góp đủ tài chính thực hiện. Tôi đề nghị y căn cứ điều kiện mà chia thành từng giai đoạn, nhưng y lại coi là ảnh hưởng tới quyết tâm công tác. Mấy lần như vậy liền, đều là mấy việc nhỏ tôi không để ý vậy mà lại thành thế này. Đường Toàn Định lúc này đã bình tĩnh hơn, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút bội phục. Không biết hắn nếu được thị ủy thông báo như vậy thì có thể bình tĩnh như Đường Toàn Định không? Đường Toàn Định cũng không phải kẻ kém cỏi, Triệu Quốc Đống không tin chuyện chỉ đơn giản như đối phương nói. Nếu quả thật là như vậy thì bí thư huyện ủy hoặc lãnh đạo thị ủy ở Vĩnh Lương đều quá kém. Rất nhiều chuyện và vấn đề chỉ cần một mồi lửa dẫn dắt mà thôi. Hắn là người ngoài cuộc, có quan hệ với Đường Toàn Định trong trường đảng, không thể tìm hiểu quá sâu, chỉ có thể an ủi vài câu. Định ca, thuyết biện chứng không phải nói sự vật phát triển theo hình xoáy ốc sao. Tạm thời lùi bước là để đi tiếp được tốt hơn. Sau đây anh từ thị xã xuống sẽ là bí thư huyện ủy. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi thấy nhà máy nhiệt điện cũng là chuyện khó khăn đó. Nhà máy nhiệt điện thu hồi đất cùng với việc bảo vệ môi trường sẽ làm huyện anh sẽ mất ổn định trong thời gian dài. Anh cứ xem đi, không chừng khi chính thức đầu tư sẽ làm người trong huyện không thể ngủ ngon. Nhà máy điện Hoa Dương chính là ví dụ rõ ràng nhất. Mấy năm rồi mà tỉnh mới coi như miễn cưỡng thỏa thuận được với tập đoàn Đông Năng. Tôi thấy Vĩnh Lương sợ là không có can đảm yêu cầu tập đoàn Hoa Điện nhường ở vấn đề này. Nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy, Đường Toàn Định liền cười cười mà không nói. Triệu Quốc Đống cũng đang nghĩ không biết thị xã sẽ bố trí mình như thế nào. Quyển 6, chương 59,62. Sau khi kết thúc đợt tập huấn, Triệu Quốc Đống cũng không lập tức về Ninh Lăng. Hắn nhận được thông báo của Vưu Liên Hương nói 9 giờ sáng thứ hai hắn đến thị ủy báo danh. Bí thư Kỳ sẽ nói chuyện với 4 lãnh đạo huyện tham gia đợt tập huấn này. Như vậy cũng tốt, hắn có 2 ngày nghỉ ngơi. Mai Thái Chánh Dương sẽ bay về, Triệu Quốc Đống cũng muốn nói chuyện với Thái Chánh Dương một chút. Thái Chánh Dương vừa đi đã là 3 tháng, trong đó chỉ có 2 lần về rồi vi rời đi. Triệu Quốc Đống ăn cơm với đối phương một lần nhưng như chiến tranh. Thái Chánh Dương ăn xong liền lập tức lên máy bay, trên cơ bản không có bao thời gian ngồi nói chuyện. Mà Liễu Đạo Nguyên lần này cũng về. Lần này Triệu Quốc Đống mời khách ở Hồ Thanh Ngoã, huyện Giang Khẩu. Hắn cũng bảo Đức Sơn lái chiếc xe kia của y tới, Hứa Minh Viễn cũng trả lại xe cho hắn. Xe như vậy có thể chạy tới khoảng cách hồ còn 2, 3 km, sau đó mọi người đeo ba lô đi tiếp cũng nhàn hơn. 3 chiếc xe khó khăn chạy trên đường núi, đường khá mấp mô và hẹp, cũng may xe Việt dã có động lực mạnh nên bù đắp được. Nhìn kia, đằng trước là Hồ Thanh Ngoã. Ở đây đã có thể cảm nhận được hơi nước tươi mát đập vào mặt rồi. Triệu Quốc Đống kêu lên một tiếng. Lâu như vậy hắn không được thả lỏng. Mặc dù cô gái bên cạnh hắn không hy vọng xuất hiện nhưng cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn. Ừ, ở đây cũng được. Thật không ngờ Giang Khẩu còn có nơi như vậy. Anh ở An Đô nhưng chưa bao giờ đến nơi như thế này. Thái Chánh Dương có vẻ cũng thích cảm giác về tỉnh An Nguyên. Thái ca, nơi này là một mảnh đất quý giá chưa được khai thác. Mấy chục ký lô mét vuông mặt nước và đất đai, cây ven hồ khá rậm rạp, chim chóc có ở khắp nơi. Đây là một bảo vật mà thiên nhiên ban cho An Đô. Chỉ tiếc nó bị chặn bởi vấn đề giao thông. Triệu Quốc Đống cẩn thận lên ga cho xe vượt qua một hố đất. Chiếc xe sau lưng do Hùng Chính Lâm lái. Y còn lạ xe, mấy lần mới có thể vượt qua được hố đất kia. Theo sát sau lưng là chiếc xe của Lưu Triệu Quốc.
Lưu Triệu Quốc đi xe băng đồng của Cục Công an thành phố. Kỹ thuật của Lưu Triệu Quốc tốt hơn Hùng Chính Lâm, vì thế vượt qua hồ đất cũng dễ dàng. Cũng chỉ có thể đi tới đây. Ở đây còn cách hồ 1, 2 km, chúng ta phải đi bộ sang đó. Triệu Quốc đống đợt học đã cùng Cù Vận Bạch quay lại đây nên không xa lạ với nơi này. Chẳng qua lần này là một đám người tới, nó khác với hai người nên cũng cần chọn địa điểm thích hợp. Được, anh cũng muốn đi bộ cảm nhận một chút, nếu không lên Bắc Kinh không có cơ hội này. Thái Chánh Dương có chút hưng phấn mà nói. Quốc đống, dừng ở đây đi. Ba chiếc xe dừng ở lề đường, mọi người xuống xe, Triệu Quốc đống đương nhiên thành chủ lực chính, hắn vác nhiều thứ nhất. Một chiếc ba lô gần như bao hết mọi thứ. Đi thôi, còn 1, 2 km là tới hồ. Nếu muốn câu cá thì có thể đến bên kia câu cá, cách mặt nước không đến 2 mét, vừa lúc có thể buông cần. Em đã nói chuyện với xã nên không có vấn đề gì, thoải mái hưởng thụ. Triệu Quốc đống đi trước dẫn đường. Đi qua cánh rừng kia là khu đất ẩm, bây giờ chính là lúc loài chim sinh sôi, có đủ loại chim quý của quốc gia. Quốc đống, bọn anh đúng là không bằng chú. Nhìn cơ thể rắn chắc của chú xem, so sánh với mấy ông lão bọn anh thì đúng là làm người ta hâm mộ. Thái Chánh Dương một bên cười cười một bên nhìn Lam Đại đi sau lưng Triệu Quốc đống. Tiểu Lam, em có dáng người cũng được, tập múa à? Thái ca, em từ bé đã học ba lê, sau đó người cao nên không được tập nữa. Lam Đại có chút xấu hổ mà nói. Triệu Quốc đống quay đầu lại nhìn Lam Đại, cô bé này bây giờ có quan hệ tốt với vợ Lưu Triệu Quốc. Gần như mỗi tháng đều đi siêu thị cùng vợ Lưu Triệu Quốc. Lưu Triệu Quốc có hai người con lớn là cô gái, tốt nghiệp xong ở lại Thượng Hải, con trai út mới thi vào Học viện Tài chính Đông Bắc, bây giờ cũng ở ngoài. Lam Đại liền thành người tâm sự của vợ Lưu Triệu Quốc. Ồ, tập ba lê lại không cần người cao sao? Vợ Thái Chánh Dương có chút kinh ngạc nói. Vâng, tập ba lê chính quy có yêu cầu nghiêm ngặt, tay dài phải dài hơn thân người, cổ nhỏ một chút, đầu và mặt không được quá lớn. Chân phải dài hơn người ít nhất 12 cm, nếu như bắp chân có thể dài hơn đùi là tốt nhất, đương nhiên điểm này là không dễ. Lam Đại nhỏ giọng giới thiệu qua một chút làm mấy người phụ nữ há hốc mồm không thể tin. Mà mấy người đàn ông cũng chuyển dần sang hồ Thanh Hóa. Làn hơi nước nhàn nhạt này đúng là làm người ta thoải mái. Quốc đống, sao chú biết được nơi này? Đúng, chú hình như làm phó bí thư ở đây 2 tháng mà. Hùng Chính Lâm đột nhiên hiểu ra. Nơi tiên cảnh như thế này mà chú bỏ được lên sở giao thông làm gì chứ? Cuộc sống thần tiên mà không hưởng thụ, con người thường theo đuổi mấy thứ hư vô, không biết điều tốt đẹp nhất ở ngay cạnh mình. Hùng ca, anh nếu không thấy đây là tiên cảnh thì chuyển trung tâm nghỉ dưỡng của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đến đây. Xã mấy năm nay không có hạng mục nào, anh nếu có thể đến thì đảm bảo bọn họ coi như thần tiên. Triệu Quốc đống cười phá lên nói. Anh có thể mỗi ngày ở đây ngủ ngon. Sau đó kê cao gối ngủ, hít thở không khí trong lành, đảm bảo là thần tiên chính thức. Đúng đó, để Lão Hùng ở đây 3 tháng thì đảm bảo y thà ngủ ở dưới gầm tàu Ando cũng không muốn ở đây. Liễu Đạo Nguyên cười nói. Xa thơm gần thối, từ trước đến giờ vẫn thế. Lần đầu tôi đến Hồ Thương Lãng cũng thấy nó rất đẹp, thấy ở đó sẽ như thần tiên. Nhưng ở Tân Châu mấy năm lại thấy nó rất bình thường. Ừ, đàn ông chắc là vì nguyên nhân này nên mới ham đồ mới phải không? Dù là tiên nữ nếu suốt ngày cạnh mình, vậy mình sẽ thấy cô ta bình thường. Triệu Quốc đống nhìn mấy người phụ nữ bị bỏ xa xa rồi nhỏ giọng nói. Chú đó. Mấy người kia đều cười hì hì đầy quỷ dị, một bên lắc đầu, một bên hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Quốc đống. Tuổi trẻ đúng là tốt. Lão Liễu, Lão Hùng, Triệu Quốc, chúng ta trước đây có được tự do như vậy không? Lúc ấy ngoài học tập tư tưởng chính trị chính là tập quân sự, ngoài hai cái này thì không còn gì khác. Đâu có giống bây giờ cơ chứ. Thái Chánh Dương nhìn Triệu Quốc đống đi đằng trước rồi than thở. Liễu Đạo Nguyên, Hùng Chính Lâm và Lưu Triệu Quốc đều như nhớ về trước đây. Các chiến hữu đều là hành quân trong gió cát, hành quân ban đêm, tập chiến thuật, một loạt hình ảnh hiện ra. Hơn 20 năm trôi qua, ngày xưa rất khỏe mạnh, nhiệt huyết bây giờ đã giảm đi nhiều. Mẹ kiếp, Quốc đống này không phải là dụ dỗ chúng ta phải suy nghĩ đó chứ. Nhìn nó bây giờ đi. Cũng có thể thấy được phong thái chúng ta hồi đó mà, phải không? Hùng Chính Lâm thở dài một tiếng mà nói. Lúc đầu Lưu Triệu Quốc đưa Triệu Quốc đống vào vòng tròn này chỉ là do Lưu Triệu Quốc coi trọng đồng hương, nhưng không ngờ Triệu Quốc đống từng bước tiến vào. Mặc dù vẫn là nhân vật nhỏ bé nhưng lại làm vòng tròn này sống động hơn.
vòng tròn đã không đơn giản là vòng tròn. Mọi người đi đến bước này cũng có vòng tròn riêng của mình, nhưng Triệu Quốc Đống tham gia khiến vòng tròn vốn cứng nhắc trở nên dễ dàng hơn, đây lại là hy vọng của mấy người. Triệu Quốc Đống luôn có thể mang tới sự mới mẻ cho vòng tròn. Dù là Thái Chánh Dương, Liễu Đạo Nguyên, Hùng Chính Lâm hay Lưu Triệu Quốc ít nhiều đều hiểu được vài điều khi nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Đương nhiên Triệu Quốc Đống cũng là như vậy, hắn có thể học tập được nhiều kinh nghiệm của mấy ông anh này. Đời người như mộng, mộng như đời. Liễu Đạo Nguyên khẽ thở dài một tiếng mà nói. Liên đội chúng ta ngày xưa có bao người, thuộc tỉnh An Nguyên có bao người? 20 hay 30, bây giờ có thể tụ tập chỉ có mấy người chúng ta. Lưu Triệu Quốc cũng thở dài nói. Đúng thế, hoàn cảnh thay đổi khiến tư tưởng con người khác nhau, ai có thể nói tư tưởng lúc đó và bây giờ giống nhau. Tôi mới về không bao lâu mà suy nghĩ đã khác, không phải chúng ta thay đổi, mà là xã hội thay đổi chúng ta. Thái Chánh Dương khẽ lắc đầu nói. Chúng ta có thể tiến vào dòng chảy của thời đại cải cách này là may mắn. Ít nhất chúng ta có thể làm điều mình muốn, lại có cơ hội phấn đấu mà. Liễu Đạo Nguyên và Hùng Chính Lâm nghe Thái Chánh Dương nói như vậy liền ngẩn ra và nói. Chánh Dương đúng là nhìn thoáng hơn, nói rất đúng. Trong thời đại biến đổi quá nhanh này thì phải cố gắng thực hiện được mục tiêu của mình mới không uổng đời này. Triệu Quốc Đống không nói vào, ở tình huống này hắn cũng không có tư cách xen vào. Điều con người gặp khác nhau, tính cách khác nhau, đường đi khác nhau. Bốn vị đồng đội xưa đi đến vị trí này mà vẫn có thể duy trì được tâm trạng như thế này là rất đáng quý. Trên thực tế Lưu Triệu Quốc khi muốn giành chức thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy cục công an An Đô làm Triệu Quốc Đống nhìn ra vài điều. Chẳng qua hắn chưa đứng tới độ cao đó nên không thể hiểu hết. Thái Chánh Dương có lẽ cũng muốn giúp Lưu Triệu Quốc, nhưng nếu Thái Chánh Dương tùy tiện ra mặt sẽ phản tác dụng. Lúc đó Thái Chánh Dương còn chưa chính thức tiến vào vòng tròn trung tâm của Ninh Pháp. Mà quan hệ giữa Lưu Triệu Quốc và Dương Thiên Minh cũng không thể giấu được Ninh Pháp. Thái Chánh Dương mà nói ra thì càng không ổn. Biện pháp duy nhất là chờ thời cơ thích hợp. Ninh Pháp là nhân vật rất mạnh, y đến tỉnh An Nguyên làm phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy An Đô là dấu hiệu cho thấy lãnh đạo trung ương quyết tâm cải cách như thế nào. Bây giờ điều tổng giám đốc đến tỉnh khác làm bí thư tỉnh ủy, trên thực tế chính là cuộc giao tranh giữa phái cải cách với liên minh của phái ôn hòa và bảo thủ. Hoàn Trung vào tay phái ôn hòa, làm trao đổi nên phái cải cách nắm giữ tỉnh An Nguyên. Điều này có nghĩa tỉnh An Nguyên sẽ đẩy mạnh cải cách nhanh hơn nữa. Quý Thành Công và Dương Thiên Minh hợp sức áp chế Tô Giác Hoa ở tỉnh An Nguyên, nhưng Ninh Pháp lại lên chức trước đại hội đảng lần 15, điều này làm người ta có chút ngạc nhiên. Có lẽ lãnh đạo Trung ương cảm thấy tốc độ cải cách ở khu vực Trung Tây còn chậm, cảm thấy cần có điểm sáng. Ninh Pháp mặc dù mạnh nhưng không lỗ mãng, thủ đoạn chính trị rất cao. Chiêu cho Lưu Triệu Quốc lên chức là rất chính xác, y vừa có thể hòa giải quan hệ với Dương Thiên Minh. Đồng thời cũng đoạt lấy một vé trong thường vụ thị ủy trước khi người của phái ôn hòa là Trương Nghiễm Lan đến làm bí thư thị ủy An Đô. Triệu Quốc Đống cho đến bây giờ không tin Lưu Triệu Quốc chỉ làm một hai hành động là được Ninh Pháp đưa tới vị trí thường vụ thị ủy kia. Nhiều lắm chỉ làm cho Ninh Pháp có ấn tượng tốt mà thôi. Mà chính thức để Lưu Triệu Quốc ngồi trên đó chính là do tính phức tạp trên tỉnh. Triệu Quốc Đống trước đó vốn không rõ, đến khi Thái Chánh Dương rời khỏi An Đô đến Bộ Thương mại nhận chức thì coi như hắn mới biết. Lãnh đạo quốc gia không biến hóa nhiều trong phương hướng cải cách, nhưng đây là sự vật mới, rất nhiều thứ chỉ có thể tìm tòi. Trong nhiều chính sách kinh tế vẫn còn có ý kiến khác nhau, mà bên dưới sẽ càng thêm phức tạp, qua đó hình thành một vài khe rãnh. Chánh Dương, lên Bắc Kinh thì thấy thế nào? Liễu Đạo Nguyên thích yên tĩnh, câu cá là loại hình y thích. Cũng được, chẳng qua quá bận, lịch hàng ngày kín đặc. Về An Đô đúng là tốt hơn. Thái Chánh Dương ưỡn ưỡn người mà nói. Không biết sống như vậy là hạnh phúc hay đau khổ. Đau cũng có cái vui của nó. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói một câu. Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên ngẩn ra rồi lắc đầu nói. Quốc Đống, chú tốt xấu cũng là chủ tịch huyện, không được nói chuyện tùy tiện như vậy biết không? Hai ông anh, lời này đúng mà, thường đau sẽ mang tới khoái cảm, không có đau đớn sao cảm thấy sung sướng. Triệu Quốc Đống phản bác. Hừ, anh thấy chú còn chưa biết bài học hả, sao? Lần này lên đảng học không làm chú tỉnh táo sao? Thái Chánh Dương tức giận mắng. Làm việc phải mạnh dạn, làm người nhã nhặn, anh thấy chú toàn làm ngược. Em biết sai là được chứ gì? Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Lần này coi như là bài học đối với em, bất cứ lúc nào cũng không được coi thường đối thủ. Hừ, chú hiểu là tốt rồi.
Con đường này có vô số cạm bẫy, hơi không chú ý là trả giá đắt. Cũng may lần này chú mặc đủ áo giáp, nếu không sẽ làm chú xong đời. Thái Chánh Dương hừ một tiếng. Chánh Dương, tôi thấy năm nay quốc gia sẽ có hành động lớn. Sao, có phương hướng gì mới lộ ra không? Liễu Đạo Nguyên một bên chỉnh cần câu, một bên nói. Tháng 5, Tổng Bí Thư đã tham gia hội nghị về cải cách công ty ở 4 tỉnh Hỗ, Tô, Chiết, Lỗ, đề xuất đẩy mạnh cải cách công ty nhà nước, thành lập chế độ công ty hiện đại, khích lệ thăm dò, cho phép thử nghiệm. Chẳng qua chính sách cụ thể thì lãnh đạo Trung ương vẫn đang trao đổi. Trong Trung ương bắt đầu từ năm trước có cái nhìn muốn tạo một nhóm công ty có thể tiến vào hàng ngũ 500 công ty mạnh nhất thế giới. Trung ương, chính quyền địa phương và hệ thống tài chính mạnh mẽ ủng hộ, đó sẽ là các công ty gánh vác hình ảnh của Trung Quốc. 500 công ty mạnh nhất. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Từ giọng của Thái Chánh Dương có thể thấy là không tán đồng quan điểm này. Đám người Ninh Pháp, Thái Chánh Dương chủ trương tiến vào nền kinh tế thị trường, cổ vũ công ty nhà nước cải cách, đẩy mạnh kinh tế tư nhân. Chỉ như vậy mới có thể xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, không đồng ý chính phủ giúp đỡ các công ty nhà nước. Theo bọn họ thấy công ty nhà nước thiếu sức cạnh tranh, khó có thể sống trong nền kinh tế thị trường là do bị chính quyền trói buộc nhiều. Cấp trên có nói rõ ở ngành nào không? Hay là tiến hành tạo thế mạnh ở ngành nào không? Liễu Đạo Nguyên nói, bây giờ Trung ương còn chưa thống nhất, một bên chủ trương tiến hành rời khỏi mấy ngành có tính cạnh tranh. Nhưng bên kia lại tỏ vẻ phải mạnh mẽ ủng hộ mấy công ty nhà nước đứng đầu trong vài ngành, khiến bọn họ thành khổng lồ trong ngành sản xuất như Trường Hồng, Hoa Bắc, Giang Nam. Muốn có chính sách hỗ trợ. Thái Chánh Dương trầm giọng nói. Thái ca, có phải là bị hình thức tập đoàn của Nhật Hàn ảnh hưởng không? Cho nên mới có người hy vọng làm như vậy, tiến vào 500 công ty đứng đầu. Triệu Quốc Đống vội vàng lắc đầu nói. Thái ca. Đừng tưởng rằng tập đoàn của Nhật Hàn bây giờ rất phát triển làm người ta hoa mắt. Nhưng bọn họ là tập đoàn do chính phủ giúp đỡ mạnh nên cũng có nhiều nguy hiểm, nhất là bọn họ theo cơ cấu đa nguyên hóa không đồng nhất, nhưng lại được tài chính ủng hộ mạnh, điều này rất nguy hiểm. Ồ, Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên có chút giật mình nói. Sao chú thấy như vậy? Thực ra tập đoàn của Nhật Hàn cũng tương tự công ty nhà nước Trung Quốc. Chẳng qua bọn họ dùng chế độ công ty hiện đại trong khi vẫn bị chính phủ ảnh hưởng lớn. Cách này có thể tập trung tài nguyên đẩy mạnh phát triển, nhưng khuyết điểm là văn hóa công ty không xâm nhập sâu được. Tập đoàn của Nhật Hàn cũng không thích hợp với Trung Quốc chúng ta. Hình thức tập đoàn thích hợp với việc tập trung vào một ngành chính, các ngành khá là phụ trợ. Thái Chánh Dương ngồi đó suy nghĩ, Liễu Đạo Nguyên cũng không để ý đến cá đã cắn câu. Hai người đều phải nghĩ về điều Triệu Quốc Đống nói. Bây giờ việc cải cách các công ty nhà nước đang gặp khó khăn lớn. Phó Thủ tướng tiến hành khảo sát việc cải cách các công ty vừa và nhỏ ở Sơn Đông cùng An Nguyên. Kinh nghiệm của Chư Thành và An Đô đã được đưa lên Nhật báo Kinh tế và Nhật báo Công nhân. Trong đó rất đồng ý với chế độ tính toán, giám sát tài sản của An Đô, vừa cần nhanh chóng đẩy mạnh cải cách, vừa đảm bảo tài sản quốc gia không tổn thất. Phải nói đây là có tác dụng chỉ đạo với việc cải cách của hơn 300.000 công ty vừa và nhỏ của cả Trung Quốc sau này. Cũng là một con đường thăm dò cho công ty nhà nước khổng lồ. Liễu Đạo Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Mấy năm nay các nơi đều dùng chỉ tiêu lên thị trường chứng khoán mà giám sát, nhưng xem ra hiệu quả không cao. Các nơi vậy mà đã liều mạng coi là báu vật cứu mạng, nhưng hiệu quả kinh doanh thấp, công ty lỗ nặng nhưng tìm mọi cách để đưa nó lên thị trường chứng khoán. Nhưng lên thị trường chứng khoán 1-2 năm rồi bị đào thải. Lãnh đạo quốc gia cảnh sát vẻ cũng chưa xác định được phương án cải cách công ty nhà nước, có lẽ cũng đang tìm tòi như chúng ta. Bây giờ tiếng kêu gọi dần tăng lên, nhưng chỗ nào làm lớn, chỗ nào thả lỏng. Là không phân biệt các ngành hay là chia các ngành ra mà thực hiện. Quốc gia sau khi hỗ trợ tạo thế thì các nơi đều làm theo. Ngay khi Trung ương đưa ra ý kiến đưa vài công ty vào top 500 thế giới, các tỉnh cũng muốn công ty của mình tiến vào trong danh sách được Trung ương chọn, mong được hỗ trợ về tài chính, chính sách. Vừa rồi Quốc Đống cũng đã nói tập đoàn Nhật Hàn về cơ bản đều lấy hình thức kinh doanh đa ngành, đa nguyên hóa mà phát triển, hơn nữa chính phủ cũng giao cho các tập đoàn quyền tiến vào hệ thống tài chính. Có tài chính ủng hộ, tập đoàn phát triển nhanh hơn nhưng tôi đang suy nghĩ nếu các công ty khổng lồ cửa Trung Quốc chúng ta bắt chước hình thức của tập đoàn Nhật Hàn, làm lớn có lẽ không vấn đề gì, nhưng thế nào là làm lớn? Trong đó có nguy hiểm không, có nhất định sẽ thành công không? Liễu Đạo Nguyên từ ban tổ chức cán bộ đi ra nên nắm khá chắc việc phân tích. Rất tất nhiên Liễu Đạo Nguyên đã hoàn thành việc chuyển đổi từ cán bộ cấp sở sang lãnh đạo tỉnh,
có thể đứng ở góc độ quốc gia mà nhìn nhận vấn đề. Thái Chánh Dương cũng suy nghĩ, ngồi ở chức Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại, tiếp xúc đều là tầm quốc gia. Mặc dù là các công ty cụ thể thì đều là các tập đoàn khổng lồ, một quyết định sẽ ảnh hưởng tới nhiều vấn đề. Đa nguyên hóa cũng là vấn đề tranh luận, Trung ương cũng có ý kiến khác nhau. Đa nguyên hóa là tốt, một số công ty đi trước như tập đoàn Tam Cửu chính là điểm sáng làm người ta hưng phấn, nhưng sau vầng sáng ẩn chứa không điều làm người ta lo lắng. Quốc Đống, chú thấy sao? Thái Chánh Dương không trả lời câu hỏi của Liễu Đạo Nguyên mà lại hỏi Triệu Quốc Đống. Em thấy nên đa nguyên hóa thích hợp với Trung Quốc, điểm này không cần tranh cãi. Vấn đề nằm ở chỗ anh muốn phát triển đa nguyên hóa, ngành chính của công ty anh phải đạt mức lớn nhất, hoặc tối thiểu đứng thứ ba trong ngành sản xuất. Nếu như tương lai của ngành sản xuất còn lớn, anh hoàn toàn có thể tập trung tâm sức mà làm, chuyên nghiệp hóa, như vậy đa nguyên hóa là sai lầm của anh. Nhưng nếu anh làm tốt ở trong ngành sản xuất này, anh có thể phát triển trong ngành khác, vậy đa nguyên hóa là một con đường nhất định. Lời này cầu Triệu Quốc Đống, hai người Liễu Đạo Nguyên và Thái Chánh Dương không có ý kiến gì. Chuyên nghiệp hóa và đa nguyên hóa có ưu khuyết điểm như thế nào vẫn đang tranh cãi. Trong làm việc khác nhau, thậm chí giữa các công ty khác nhau trong cùng ngành sản xuất, chuyên môn hóa và đa nguyên hóa đều đưa ra một nhóm lớn thành công, điều này khiến khó có thể kết luận cuối cùng. Quốc Đống, cầm sách gì mà đọc chăm chú như vậy? Liễu Đạo Nguyên không muốn thỏa luận vấn đề này nữa. Trên thực tế Trung ương chỉ đưa ra một vài tính chất chỉ đạo, muốn áp dụng là do chính quyền địa phương. Quyền Trung Quốc có thể nói không? Một bộ do người trẻ tuổi bình luận về chính trị, khá hay. Ồ, anh nghe nói quyển này khá được chào đón. Thái Chánh Dương nhìn vào quyển sách trong tay Triệu Quốc Đống. Trong đó có vài quan điểm và từ ngữ làm người ta kích động. Ha ha, nước Mỹ không ai lãnh đạo được, nó chỉ có thể tự lãnh đạo mình. Nhật Bản không ai lãnh đạo được mình, có khi ngay cả nó cũng không lãnh đạo được mình. Trung Quốc thì không ai muốn lãnh đạo, Trung Quốc chỉ muốn lãnh đạo mình. Ha ha, mấy lời này làm người ta tỉnh ngộ. Cho anh mượn xem. Liễu Đạo Nguyên đoạt trước làm Thái Chánh Dương nhăn nhó mặt mày. Ông bảo thư ký lập tức tới hiệu sách Tân Hoa mua một quyển là được. Chẳng lẽ Bắc Kinh mà không mua được quyển sách sao? Triệu Quốc Đống không thích câu cá, thấy hai người này chuyển sang câu cá, hắn cũng nhàn nhã đi. Mấy người phụ nữ vây quanh Lam Đại rồi lấy mấy thứ trong túi ra chuẩn bị và nói chuyện. Triệu Quốc Đống nghiêng tai nghe thì thấy mấy người phụ nữ đều nói gì mà tập ba lê, hình thể. Hùng Chính Lâm và Lưu Triệu Quốc đi dọc theo ven hồ. Triệu Quốc Đống ưỡn ưỡn người cảm thấy đã lâu không rèn luyện nên leo theo núi đá mà lên. Ồ, sao anh lại ở đây? Triệu Quốc Đống vừa đặt chân lên một chỗ vách đá thì thấy hai cô gái đang lắc mông trèo lên. Hai má đỏ bừng, những giọt mồ hôi trên mũi, ngực đập phập phồng, bốn chiếc chân dài béo mập làm người ta kích động. Chỉ có hai em sao? Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Tiểu Âu hôm nay về Giang Khẩu. Kiều San thở hổn hển mà nói, cô mặc chiếc áo ngắn tay màu nhũ vàng cùng chiếc quần đùi bò màu lam trông càng thêm trẻ trung, mái tóc buộc hình đuôi ngựa. Cô nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Triệu ca, anh đến đây leo núi sao? Anh đúng là khác. Đâu có, anh cùng mấy người bạn đi đến đây. Bọn họ câu cá, đi dạo, anh rảnh nên đi đến đây rèn luyện. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi và rời ánh mắt khỏi hai cô. Hai em chưa hết kỳ nghỉ sao? Hết tuần mới hết ạ. Kiều San cười nói. Hoàn cảnh nơi đây rất đẹp, Tiểu Âu bảo bọn em tới đó. Cứ vài tháng là em tới, đây là lần thứ ba rồi. Đồng Úc và em đều thích phong cảnh ở đây. Bọn em tới leo núi, bơi, khá thích hợp. Ồ, còn bơi ư? Triệu Quốc Đống chớp chớp mắt nói. Ở đây không có chỗ thay quần áo. Cẩn thận một chút. Hai người đỏ mặt và nghĩ tới đêm đó Cổ Tiểu Âu lộ hết người trước mặt đối phương, hai cô trốn sau cửa nhìn trộm nên càng nóng mặt. Nơi này không có ai, hơn nữa có anh ở đây nên bọn em yên tâm. Kiều San to gan hơn chút nên dám nói chuyện. Vậy không chắc, chẳng may anh. Triệu Quốc Đống nhớ đến đêm đó mấy cô thử mình, thiếu chút nữa hắn mất mặt. Hai cô phì cười nói. Bọn em không đẹp như Tiểu Âu, không dám lọt vào mắt anh. Kiều San nói mà thấy mặt mình đỏ bừng lên. Được rồi, các em còn định trèo lên sao? Triệu Quốc Đống nhìn lên thấy còn 100-200 mét chẳng qua nó không quá thẳng, thuận tiện trèo lên. Vâng, anh leo lên, bọn em đi theo anh. Kiều San, Đồng Úc đồng thanh nói. Ồ, các em lên trước đi, chẳng may trượt chân thì anh cũng tiện cứu mỹ nhân. Sớm biết vậy gọi thêm Lam Đại,
cô ấy ở bên dưới. Lam đại nào? Kiều San và Đồng Úc kêu lên, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ và tức giận nhìn Triệu Quốc Đống. Anh đi cùng cô ấy. Còn Lam đại nào nữa? Hai em quen còn gì? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Sao thế? Sao nhìn anh với ánh mắt đó? Sao anh có thể đi cùng Lam đại? Kiều San lộ vẻ kỳ lạ, Đồng Úc đứng đó vừa bực vừa tức. Anh cùng Lam đại. Triệu Quốc Đống hiểu một chút về tâm trạng hai cô. Ồ, hai em đừng hiểu lầm. Anh không nói mình đi cùng Lam đại. Lam đại quen vợ người bạn của anh, lần này đi cùng bọn họ. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đơn giản như vậy ư? Hai cô tất nhiên không tin. Điều này sao có thể tin được, đi cùng bạn sao còn có thể mang theo Lam đại đi. Đơn giản vậy thôi, anh đâu có phạm tội gì mà nghi ngờ anh thế. Anh thấy các em có phải cảm thấy anh nên mang Tiểu Âu đi mới hợp lý đúng không? Anh thấy các em hiểu lầm rồi. Nói như thế nào nhỉ, anh và Tiểu Âu có quan hệ mật thiết, nhưng lại có vẻ là quan hệ anh em. Về phần Lam đại, anh quan hệ với cô ấy như với các em. Triệu Quốc Đống kiên nhẫn giải thích. Anh dám để bọn em đi gặp bạn anh không? Kiều San chớp chớp mắt mà nói. Gặp bạn anh làm gì? Các em không nhận ra, hình như không cần mà. Triệu Quốc Đống ngẩn ra và cảnh giác một chút. Lam đại đột nhiên tiến vào, bây giờ thêm hai cô không chừng Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên nghĩ khác thì sao? Anh sợ à? Kiều San nhìn chằm chằm vào hắn. Anh sợ, nực cười, Kiều San, anh có vẻ không cần giải thích hoặc biểu hiện gì với hai em mà. Dù là Tiểu Âu ở đây anh cũng có thể nói như vậy. Trông em thế này làm anh thấy mình như là người yêu của em vậy. Triệu Quốc Đống bị đối phương hỏi ép như vậy cũng hơi bực, nhưng nghĩ một chút hắn lại cười hì hì nói. Sao, anh có phải nói trúng tim đen của em không? Phì, em chỉ thấy bất bình cho Tiểu Âu thôi. Kiều San đỏ mặt nói. Lam đại có gì tốt hơn Tiểu Âu? Anh thích cô ta ư? Lam đại có hơn Tiểu Âu hay không thì không quan hệ với anh, em đừng gộp vào được không? Điều này sẽ làm mất hình ảnh của em. Em nhìn Đồng Úc kia kìa, hiểu biết thế cơ mà. Anh, bị câu nói này của Triệu Quốc Đống làm Kiều San không biết phản bác như thế nào. Nhưng thấy đối phương có vẻ rất tự tin, cô lại không dám chắc. Cô nhìn Đồng Úc, sau đó cô ép mình tỉnh táo. Triệu ca, vừa nãy mấy chiếc xe Việt dã dưới chân dốc là bọn anh tới sao? Bọn em muốn leo sang đó, anh có phải thấy bọn em và Lam Đại gặp ngẫu nhiên sẽ thích hợp hơn không? Kiều San, coi như em giỏi. Triệu Quốc Đống cười nói. Xem ra em không đạt mục đích không chịu bỏ qua. Được, đi, thỏa mãn em một chút. Anh thấy em có ý kiến với Lam Đại, anh tưởng em có quan hệ tốt với Lam Đại. Ai quan hệ tốt với cô ta? Cô ta học ở ngoại ngữ không có bao nhiêu qua lại với bọn em, ngoài việc diễn chung thì bình thường không có quan hệ. Kiều San chu miệng không nói, Đồng Úc liền bổ sung. Cho dù không có quan hệ thì cũng không cần có thái độ như vậy chứ. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Từ đây đi xuống hay là bò lên trên rồi xuống? Xuống từ đây đi ạ, bên kia của anh hơi dốc, nguy hiểm. Đồng Úc nói. Ba người theo triền núi mà xuống. Phía bắc sườn núi đỡ dốc hơn nhưng xa hơn một chút, còn phải đi qua một vòng hồ mới đến được bên kia. Trên đường Triệu Quốc Đống hỏi một chút về chuyện học ở trường của hai cô làm không khí đỡ hơn chút. Xuống chân núi thì thấy hai chiếc xe dừng ở dưới đó. Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Hắn không ngờ hai người Kiều San lại từ đây mà trèo lên. Đây là khu vực giáp danh của huyện Mai cùng huyện Giang Khẩu, một chiếc xe Việt dã Land Rover đứng đó. Các anh để xe ở đây sao? Còn đi vòng xa như vậy sang đó? Kiều San thuận miệng nói. Đây không phải xe của anh, không biết là của ai. Triệu Quốc Đống lắc đầu, Kiều San nhìn xe một chút rồi nói. Không phải xe của anh thì là xe của ai? Xe này nhìn xấu quá. Em nhớ hình như xem trên tạp chí rồi thì phải, gọi Land Rover thì phải. Ồ, cô bé này nhìn chuẩn thật, trong nước chưa có mấy đâu. Bây giờ bình thường người có tiền đều đi Mercedes, Benz hoặc BMW, không mấy ai chơi cái này. Triệu Quốc Đống cười nói. Vậy các anh đi xe gì? Kiều San nghe thấy không phải xe của Quốc Đống nên có chút thất vọng. Bọn anh có thể đi xe gì chứ, xe Nhật Bản rẻ tiền thôi. Ai đó, làm gì đây? Trộm xe à, xinh như vậy mà làm ngành này. Ha ha, thời này khó nói, ăn mặc thì đẹp nhưng toàn làm mấy ngành đâu đâu. Triệu Quốc Đống không ngờ thoáng cái có 8-9 thanh niên đi tới, xem ra mới đi dạo quanh hồ. Khâu Tam, ông nói cảnh đây đẹp,
kết quả có mẹ gì. Lại còn không mang súng nên chẳng có gì chơi. Thằng thanh niên đứng giữa mắng rồi đi tới, hai mắt nhìn chằm chằm vào Kiều San và Đồng Úc. Ha ha, Lãnh ca, muốn súng không dễ sao, ở đây có hai hàng tươi, lát để anh thử súng là được mà. Một thằng thanh niên cười cười đầy dâm đãng. May còn có thể thấy màu đỏ. Có chuyện tốt như vậy sao? Không thấy bên cạnh còn có một thằng bảo vệ sao? Phi, biết điều thì cút, nếu không cho nó vào hồ. Kiều San và Đồng Úc mặc dù không rõ ý của đối phương nhưng ánh mắt bọn họ nhìn các cô như con rắn độc nên rất khó chịu. Ba người kia đứng lại, lén lút gì đó. Có phải muốn trộm xe không? Một thằng thấy ba người Triệu Quốc Đống muốn đi liền kêu lên. Còn muốn chạy, đâu dễ như vậy. Mấy thằng liền tản ra vây lấy Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống biết có phiền toái rồi. Gái đẹp đi đâu cũng gặp họa. Nói thật Triệu Quốc Đống bây giờ không muốn có chuyện, nhưng tình hình này sao có thể đi, hơn nữa chạy trốn không phải phong cách của hắn. Người anh em, chúng tôi chỉ đi ngang qua đây, không có ý gì khác. Ha ha, gọi tao là anh em, mày lớn miệng nhỉ. Nhìn này cũng được, để hai con đó lại rồi cút. Mẹ kiếp, không xem mình là gì, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mẹ nó chứ. Thằng thanh niên đứng giữa hưng phấn liếm liếm môi. Hai cô gái trước mặt đúng là đẹp, y lại nhìn Triệu Quốc Đống ăn mặc đơn giản. Y nghĩ hai con bé đẹp thế kia mà lại bị thằng này quyến rũ sao. Triệu Quốc Đống cũng tức giận, thằng này nói chuyện khá đáng giận, mỗi câu đều thối. Miệng nói toàn thứ thối tha, mày nghĩ mình là ai? Đối phó loại này thì đừng nói mấy câu nho nhã, phải nói thô tục hơn đối phương thì mới được. Triệu Quốc Đống vốn không muốn nói bậy trước mặt phụ nữ nhưng gặp chuyện này không phát tiết không được. Bị Triệu Quốc Đống nói như vậy, thằng kia thở hổn hển không nói thành lời. Y tức giận gào lên. Thằng chó, mày có biết hai câu này của mày sẽ phải trả giá như thế nào không? Mày lập tức biết thế nào muốn sống không được, chết không xong. Bẻ răng của nó, mặt khác kéo hai con bé kia lại cho tao. Thằng thanh niên này có lẽ quá tức nên không để ý đến Triệu Quốc Đống cao to, y vung tay lên, mấy thằng kia liền lao tới. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Kiều San, em và Đồng Úc đi trước, chạy sang bên kia. Triệu Quốc Đống không muốn ra tay quá mạnh, có Kiều San đến đây nếu có việc sẽ không hay. Ba chiếc xe ở đây, nếu muốn thông qua biển số mà điều tra thì không khó, nó sẽ khiến Lưu Triệu Quốc có chút phiền phức. Cũng may Kiều San và Đồng Úc hôm nay mặc đồ leo núi nên thích hợp cho việc chạy. Các cô xoay người chạy nhanh sang bên kia. Triệu Quốc Đống không hề hoang mang tránh khỏi một tên, sau đó vung tay đẩy làm tên này lăn tròn trên đất. Mà tên còn lại đã bị Triệu Quốc Đống đá vào cánh tay, cây gậy trong tay bay ra ngoài. Thấy Triệu Quốc Đống dễ dàng đối phó hai tên bên mình như vậy, thằng thanh niên cầm đầu có chút kinh ngạc nhưng càng giận. Mấy thằng sau cũng lao lên vung các thứ đồ trong tay nhằm vào Triệu Quốc Đống. Thằng danh, hôm nay mày mà thoát, tao sau này không lăn lộn ở thành phố An Đô này nữa. Triệu Quốc Đống một bên lui, một bên nghĩ xem ai ở An Đô mà càn rỡ như vậy. Đám xã hội đen đâu có như vậy. Chỉ có con nhà quan mới kiêu ngạo như vậy. Hắn tính đi tính lại cả thành phố An Đô chỉ có phó bí thư thị ủy Lãnh Thiết Phong là họ Lãnh, chỉ là lần trước ở bán đảo Lam Loan hắn gặp người họ Lãnh, chẳng lẽ lần này cũng gặp họ Lãnh. Triệu Quốc Đống đoán đúng, thằng thanh niên cầm đầu này là con thứ hai của Lãnh Thiết Phong, Lãnh Tử Kiến. Dựa vào ông bố, Lãnh Tử Kiến mở một công ty bao thầu đủ các thứ, gần như ngành kiếm được tiền là làm. Chỉ là Lãnh Tử Kiến không có bản lĩnh gì. Lãnh Tử Minh còn có chút năng lực. Lãnh Thiết Phong phụ trách đảng, đàn nên cũng có quyền lực ở An Đô. 16 quận, huyện trong thành phố ít nhiều cũng nể mặt, hơn nữa y khá nhã nhặn, biết nhún nhường, vì thế Ninh Pháp đương chức cũng không động tới. Y ít khi phản đối quyết định của Ninh Pháp, mặc dù có ý kiến khác cũng im lặng. Không giống Hoàng Nguyên Thịnh luôn chống đối Ninh Pháp. Nhìn hai cô gái chạy về phía này, Lưu Triệu Quốc nhíu mày. Triệu Quốc Đống này sao vậy nhỉ? Cứ đi ra ngoài là gặp phiền toái. Có lẽ cảm nhận được tâm tư của Lưu Triệu Quốc, Hùng Chính Lâm cười nói. Triệu Quốc, Quốc Đống không phải người bồng bột, tôi thấy cậu ta không chủ động chọc người. Ông là cục trưởng cục công an, nếu xảy ra chuyện thì ông là cục trưởng cũng không thoát được liên quan. Kiều San và Đồng Úc xuất hiện làm Lam Đại rất ngạc nhiên. Cô không ngờ lại gặp bọn họ ở đây. Quốc Đống, có việc gì thế? Triệu Quốc Đống nói qua vài câu thì đám người phía sau đã thở hổn hển chạy tới. Lưu Triệu Quốc xa sầm mặt nhìn đám người kia và rất tức giận. Không biết Lãnh Thiết Phong sao lại có thằng con như vậy.
đám lãnh tử kiến thấy khá nhiều người nên cũng thu mình lại chút, nhưng vẫn tỏ vẻ ngông cuồng. Nhất là thấy Lam Đại đẹp không thua gì Kiều San và Đồng Úc, ngọn lửa trong lòng càng khó chịu. Ba em đẹp như vậy tới miệng mà không thể ăn đúng là làm người ta khó chịu. Chẳng qua mấy người đàn ông kia không bình thường, nhất là người đàn ông đứng giữa càng khí thế hơn, điều này làm lãnh tử kiến không dám lỗ mãng. Chỉ là nếu xám xịt rời đi lại không phải phong cách của lãnh tử kiến, dù phải đi cũng phải nói vài câu. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh, có Lưu Triệu Quốc ở đây, hắn cũng vui vẻ không ra mặt. Chỉ vài câu nói, lãnh tử kiến đã thấy người đàn ông trông quen quen này mình không thể chọc vào. Đối phương mặc dù không nói nhiều nhưng tỏ vẻ khinh thường. Điều này làm lãnh tử kiến thấy không đúng, chẳng qua y không nhớ đã gặp người đàn ông này ở đâu. Thức thời là ưu điểm lớn nhất của người lãnh gia. Lãnh tử kiến chỉ học được điều này từ ông bố. Mặc dù không nhớ Lưu Triệu Quốc là ai, nhưng từ khí thế của Lưu Triệu Quốc làm cho y sợ, nói vài câu mạnh miệng rồi đi. Triệu Quốc, đây là con của Lưu Triệu Quốc. Hùng Chính Lâm lạnh lùng nói. Ừ, con thứ hai của Lãnh Thiết Phong, tôi thấy sớm muộn sẽ mang họa cho Lãnh Thiết Phong. Lưu Triệu Quốc lắc đầu nói. Tôi gặp cả hai đứa con nhà này. Thằng lớn còn tới văn phòng cửa tôi, muốn cung cấp thiết bị điện cho cục, tên này lái xe cho thằng anh nên nhớ một chút. Quyển 6, chương 63,66. Lam Đại có chút khẩn trương vì sự xuất hiện của Kiều San và Đồng Úc. Mặc dù cô giấu khá tốt nhưng Kiều San cố gắng quan sát vẫn nhận ra điểm này. Lam Đại có cảm giác rằng Kiều San này chính là đối thủ lớn nhất TING đường đi tới của mình. Mặc dù cô còn không xác định đường đi tới của mình là gì, nhưng có một điều dám khẳng định là có liên quan tới Triệu Quốc Đống. Cô hứng thú với Triệu Quốc Đống không chỉ vì chuyện bắt cóc lần trước. Đương nhiên số tiền 150.000 mà Triệu Quốc Đống bỏ ra cùng với quan hệ rộng của hắn cũng là một nguyên nhân. Lam Đại vẫn cho rằng mình là người ở tầm cao, ngay cả cô cũng phải thừa nhận tính cách mình không hòa đồng được với tập thể. Dù là ở trong nhà, ngoài ông bố vẫn ủng hộ cô về tinh thần và vật chất ra. Nhưng người khác cô đều tỏ vẻ lạnh nhạt. Ngay cả bọn họ cũng kinh ngạc vì cô có vẻ sống thiếu tình cảm với gia đình. Bố cô từ bé đã dạy thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng. Mà ông bố cũng đã cung cấp đủ điều kiện tốt cho cô. Từ tập ba lê cho đến piano, từ tập hình thể hay là quan hệ xã hội, từ bé đã học tiếng Anh đến tập viết chữ, mỗi một điểm ông bố đều chú tâm giúp cô. Lam Đại vẫn nghĩ bố mình là người thành công nhất, có thể làm tổng giám đốc. Hơn nữa luôn được người tôn trọng. Nhưng giấc mộng của cô đã tan biến khi ông bố vào tù. Nỗi đau đó người bình thường sao có thể chịu nổi, hơn nữa cô còn phải giấu thật tốt như không có việc gì. Cô khát vọng một lần nữa trở lại cuộc sống như vậy, còn huy hoàng hơn. Cô khát vọng thành người được bao người hâm mộ, mà tất cả muốn thông qua cố gắng của chính cô thì rất khó khăn. Triệu Quốc Đống ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô, điều này làm cô thấy ánh dạng đông. Từ khoản nợ hơn 100.000 đến những người bạn đủ màu sắc của Triệu Quốc Đống, Lam Đại nhạy cảm phát hiện nó như một viên kim cương nằm trong đống cát. Lưu Triệu Quốc là ai? Là cục trưởng cục công an thành phố An Đô, bây giờ là thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy. Lam Đại biết đây là nhân vật rất mạnh. Cô nhớ năm đó khi bố mình bị bắt, một người quan hệ khá thân thiết vẫn giúp bố cô chạy án, vụ án rơi vào viện kiểm sát và không có tin tức gì. Người kia nói nếu thông được quan hệ thì vụ án của bố cô sẽ đơn giản hơn, trả lại hết tiền thì cùng lắm bị xử án treo. Nhưng người kia không thông được quan hệ nên bố cô bị phán 10 năm tù giam. Người kia nói nếu thông qua được bên đảng ủy chính pháp thì sẽ dễ hơn. Mà Lưu Triệu Quốc có vẻ như đứng cuối cùng trong mấy người này. Thái Chánh Dương 2 năm trước là phó thị trưởng thành phố An Đô, bây giờ điều từ sở giao thông lên làm phó bộ trưởng bộ thương mại, đã là nhân vật của Trung ương. Liễu Đạo Nguyên kia còn sang tỉnh bên làm thường vụ tỉnh ủy, mặc dù kinh tế tỉnh bên không bằng tỉnh An Nguyên nhưng dù sao cũng là bí thư thị ủy tỉnh thành. Lam Đại 1-2 năm nay đã hiểu về chính trị nhiều hơn, càng lúc càng hiểu rõ thể chế của quan trường làm người ta phải sợ hãi. Một khi anh muốn lên cấp thì nó sẽ mở ra tương lai rộng lớn. Mà Hùng Chính Lâm kia lại ở vị trí có thể phán xét quan chức toàn tỉnh. Lam Đại mặc dù không rõ phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy lớn như thế nào. Nhưng từ việc Lưu Triệu Quốc rất tôn trọng Hùng Chính Lâm đã chứng minh sự hơn người của y. Hơn một năm cẩn thận quan sát làm cho cô từ từ hiểu rõ hơn, so sánh với những người còn hy vọng tốt nghiệp ở lại An Đô, Lam Đại đã không còn thỏa mãn với thành phố An Đô này nữa. Lam Đại tin mình dù không mở miệng, vợ của Lưu Triệu Quốc, Lục Tỷ cũng sẽ bố trí cho cô. Nhưng tham vọng của Lam Đại càng lúc càng lớn.
Triệu Quốc Đống chính là nhân vật rất quan trọng thay đổi vận mệnh của cô. Cô khi còn bé đã đi xem bói. Thầy bói nói cô sẽ gặp khó khăn, sau đó được quý nhân phù trợ. Thầy bói nói không thể tin hết, nhưng có thứ phải tin, rất nhiều người nói tin thì linh, không tin mất linh. Lam Đại vẫn nửa tin nửa ngờ, đến khi bố cô xảy ra chuyện, sau đó gặp chuyện bị bắt cóc, khi Lam Đại tuyệt vọng thì được Triệu Quốc Đống ra tay cứu. Triệu Quốc Đống có phải quý nhân của đời mình không? Lam Đại cho rằng phải, cô càng lúc càng tò mò về Triệu Quốc Đống. Cô muốn hiểu rõ về Triệu Quốc Đống, nhưng lại thấy Triệu Quốc Đống ở trong làn sương mà và không thể nào hiểu rõ được. Từ một trưởng đồn công an nhảy sang làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, sang sở giao thông, cuối cùng đến làm phó chủ tịch huyện ở tận Ninh Lăng. Cô không hiểu người này nghĩ như thế nào, nhưng cô tin tương lai của Triệu Quốc Đống rất rộng. Lam Đại rất tự tin vào mình, dù là khuôn mặt, dáng người hay tố chất, Lam Đại đều kiêu ngạo. Về phần học tập càng không cần phải nói, Anh ngữ mặc dù là chuyên nghiệp nhưng tiếng Nhật của cô cũng không kém gì tiếng Anh. Lam Đại vẫn hy vọng mình có thể làm Triệu Quốc Đống chú ý, cô không muốn chủ động tán hắn, mà hy vọng dùng biện pháp từ tốn mà thành công. Có lần cô nghĩ mình làm được, nhưng theo thời gian trôi qua cô thấy khả năng này càng lúc càng giảm đi. Chẳng qua bên cạnh Triệu Quốc Đống không xuất hiện ai đủ để uy hiếp nên cô cũng thấy an ủi hơn. Cổ Tiểu Âu dù đẹp hơn nữa thì cô cũng tin đây không thể là uy hiếp với cô. Trong mắt cô, Cổ Tiểu Âu là kẻ ngu ngốc, không tâm kế. Chẳng qua Kiều San lại làm cô thấy nguy hiểm. Kiều San tất nhiên cũng khá tò mò về mấy người này. Ngay cả Lam Đại cũng không thể không thừa nhận về bề ngoài Kiều San không thua gì mình, mà về khả năng hòa đồng còn hơn cô, thậm chí đồng úc cũng hơn cô. Cô chỉ có chỗ dựa duy nhất là có tình cảm với Lục Tỷ từ trước. Lam Đại cố gắng che giấu cảm giác trong lòng mình. Lúc này dù có phản cảm với Kiều San hơn nữa thì cô cũng phải giấu. Triệu Quốc Đống nhìn ba cô gái có vẻ khá hòa thuận giống như đang xem kịch. Dù là Kiều San hay Lam Đại đều biểu diễn cũng không quá tốt, khá cứng nhắc. Trước mặt mấy người Thái Chánh Dương thì bọn họ diễn rất ngây thơ. Tâm tư của Lam Đại thì mấy người bọn họ loáng thoáng biết. Dù sao nhiều lần liên hoan, Lam Đại đều tham gia, theo lý thuyết không hợp tình hợp lý. Chỉ là vợ Lưu Triệu Quốc rất nhiệt tình, thêm Triệu Quốc Đống không phản đối nên cứ như vậy mà đến. Không ngờ hôm nay có thêm hai cô gái khiến cho không khí trở nên nóng bỏng hơn. Thái Chánh Dương đã nhắc Triệu Quốc Đống suy nghĩ vấn đề kết hôn. Mặc dù vấn đề hôn nhân không phải nhân tố quyết định sự phát triển của cán bộ, nhưng Triệu Quốc Đống còn trẻ, nếu còn chưa lấy vợ tức là chưa chín chắn. Chỉ là Triệu Quốc Đống chưa thấy ai thực sự để làm hắn rung động. Mặc dù có cụ vận bạch nhưng bản thân cô lại có tính độc lập cao, Triệu Quốc Đống hy vọng mình có thể gặp một cô gái mà mình có thể hết lòng yêu thích. Mà mấy cô gái trước mặt này không thuộc loại đó. Nói về vẻ ngoài và điều kiện bên trong thì các cô đều là sự lựa chọn tốt nhất. Các cô tốt cả về thân hình và trình độ học vấn. Triệu Quốc Đống chưa từng cẩn thận quan sát ba cô như vậy. Lam Đại kiêu kỳ, Kiều San vui vẻ, Đồng Úc trông làm người ta thương cảm, bất cứ một người đàn ông nào không thể không nhìn. Triệu Quốc Đống là đàn ông bình thường nên không thể không nhìn. Vẻ thù địch của Lam Đại và Kiều San có lẽ hai cô không thấy, nhưng người ngoài thấy rõ. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười, mình ở trong rừng hoa mà không biết hưởng phúc. Thêm hai cô gái xinh đẹp tham gia khiến không khí trở nên sống động hơn. Kiều San vui vẻ và Đồng Úc ngượng ngùng rất nhanh tham gia quần thể này. Gần như không ai yêu cầu nhưng các cô đã tự nhiên ở lại, giúp mọi người dọn đồ ăn, dọn chén bát, đun nóng đồ ăn. Quốc Đống, chú suy nghĩ thế nào? Thái Chánh Dương nhân lúc hai người Hùng Chính Lâm và nói chuyện nên hỏi Triệu Quốc Đống. Suy nghĩ gì cơ anh? Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không hiểu. Thái Chánh Dương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống rồi trầm giọng nói. Chú không còn nhỏ nữa, cũng gần 26 rồi, có phải nên nghĩ tới việc kết hôn không? Nếu không bên dưới sao đồn đoán chú có quan hệ với MC, phóng viên gì đó của đài truyền hình? Thái ca, có phải hơi sớm không? Chẳng lẽ trong chính trị nhất định phải kết hôn mới được sao? Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Anh không phải nói chú lập tức cần kết hôn, nhưng ít nhất chú phải cho bên ngoài một tin hiệu rõ ràng là chú có bạn gái hoặc gia đình ổn định, nếu không sớm muộn cũng có người lấy lý do này làm khó chú. Chẳng lẽ chú cứ mãi như vậy sao? Cơ sở của đảng là quần chúng, mà quan điểm của dân chúng quyết định lý luận của đảng, các loại khác không thể đạt thành công. Thái Chánh Dương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Đừng nghĩ chú phá vỡ quy tắc một lần là có lần tiếp theo. Anh nói với chú, lần đó là ngoại lệ. Nếu không chú đã xong rồi. Hừ,
sau chuyện đó chú phải coi đó là bài học, đàng hoàng ở Hoa Lâm 2 năm cho anh. Bây giờ anh và Lão Liễu đã rời khỏi tỉnh An Nguyên. Có một số việc Lão Hùng có lòng mà không thể làm. Vùi đầu phát triển là tốt, nhưng làm như thế nào để hòa hợp quan hệ với cấp trên và bộ máy cũng là thứ để thử thách năng lực của chú. Triệu Quốc Đống cẩn thận suy nghĩ lời Thái Chánh Dương nói. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng nhất, nhưng vừa phát triển kinh tế vừa xử lý tốt quan hệ với cấp trên, cấp dưới cũng là điều quan trọng. Nhất là khi liên quan tới lợi ích, cũng là thử thách trình độ của lãnh đạo. Chuyện cản đường của dân chúng mặc dù đã dẹp yên nhưng dư âm còn đó. Lãnh đạo thị xã ít nhiều có cái nhìn với hắn như lỗ máng, cầu thả, xúc động, tuổi không chín chắn. Thấy Triệu Quốc Đống im lặng suy nghĩ, Thái Chánh Dương chuyển đề tài mà nói. Quốc Đống, quyết tâm làm việc, vàng ở đâu đều sáng. Dù là lãnh đạo nào cũng không thể không nhìn cấp dưới có thể làm y thêm thành tích. Chỉ cần chú nắm vững chừng mực, anh tin với trí tuệ, tài nguyên và năng lực nắm bắt cơ hội của chú, Hoa Lâm hoàn toàn có thể thay đổi hoàn toàn trong tay chú. Thái Chánh Dương suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Bây giờ phát triển ở nội địa kém hơn khu vực Duyên Hải, lãnh đạo quốc gia cũng chú ý tới việc này. Ninh Pháp làm chủ tịch tỉnh cũng lộ rõ Trung ương muốn đẩy mạnh cải cách ở tỉnh An Nguyên. Có thể nói tỉnh An Nguyên có thể sẽ thành thí điểm cải cách ở nội địa. Anh nghĩ trong đại hội lần thứ 15 vào năm sau sẽ xác định rõ điểm này. Triệu Quốc Đống biết Thái Chánh Dương có lẽ còn lời cần nói nên hắn im lặng lắng nghe. Một hai năm qua việc tranh luận về kinh tế mặc dù không công khai nhưng giới chính trị và khoa học vẫn tranh cãi nhiều. Kinh tế tư nhân phát triển mạnh đã khiến nó là lực lượng không thể bỏ qua. Điều này chạm tới nhiều người, rốt cuộc nên đối xử như thế nào với kinh tế tư nhân, có nên đặt giới hạn hay không đang được tranh cãi gay gắt. Nhất là ở quyết định cấp quốc gia, mấy vấn đề này có lẽ phải đến đại hội mới rõ ràng. Thái Chánh Dương đến Bộ Thương mại mặc dù mới hơn 2 tháng nhưng tiếp xúc người, việc và tài liệu rất lớn, cấp tỉnh không thể nào so sánh nổi. Y cũng cảm thấy áp lực lớn, cũng cần phải học tập thêm nhiều. Triệu Quốc Đống mang tới nhiều kinh ngạc cho y, cho nên suy nghĩ mãi y liền muốn nói mấy điều này ra trao đổi với Triệu Quốc Đống. Phương hướng chung đang khá mơ hồ, hình thức ở Tô Nam có bất lợi không còn gì là bí mật. Trên thực tế việc kinh doanh của các nhà máy xã, thị trấn là xu thế chung. Làm như thế nào giải quyết tốt việc này là điều rất cấp bách. Thái ca, anh có phải có suy nghĩ gì không? Ánh mắt Thái Chánh Dương khá lợi hại, lại nhạy cảm, đây là chính trị gia trời sinh. Mặc dù đến Bộ Thương mại có hơn 2 tháng nhưng nhìn nhận vấn đề đã ở tầm cao hơn hẳn. Ừ, anh vẫn đang suy nghĩ nếu quốc gia tiến hành thí điểm cải cách các công ty vừa và nhỏ có thành quả, tại sao không thể toàn diện diễn ra ở các nhà máy xã, thị trấn? Lúc này đầu tư bên ngoài vào Trung Quốc càng lúc càng tăng, chính quyền các cấp đều chào đón, gần như nửa mua, nửa tặng nhiều công ty, nhà máy cho bọn họ. Điều này khác hẳn thái độ chèn ép công ty tư nhân của chính quyền địa phương, không biết có phải là do sùng ngoại hay không. Triệu Quốc Đống im lặng không nói gì. Trong ấn tượng của hắn sự nhiệt tình của Trung Quốc đối với nước ngoài đến 10 năm đầu thế kỷ 21 mới dần cải thiện. Chính sách ưu đãi dành cho công ty liên doanh và công ty tư nhân là điểm đặc biệt trong một thời gian của phát triển kinh tế của Trung Quốc. Cá nhân anh cho rằng hoàn toàn có thể cải cách nhà máy cấp xã, thị trấn, nhưng trước đó còn cần nhiều công việc phải làm. Ví dụ như về chế độ tài chính, kiểm toán, hệ thống rõ ràng, phải chia ra từng giai đoạn và ngành sản xuất mà cải cách, cũng có thể lựa chọn tiến hành thí điểm ở từng nơi, có hiệu quả rồi toàn diện mở rộng. Phương thức cải cách có thể tiến hành thăm dò. Thái ca. Suy nghĩ của anh là tốt, nhưng vị trí của anh bây giờ quyết định từng quan điểm anh đưa ra sẽ gặp vô số ý kiến phản đối. Điều này khác với việc thí điểm ở riêng An Đô, nếu xảy ra chuyện còn có Bí Thư Ninh và Chủ tịch Tô gánh giúp anh. Triệu Quốc Đống biết Thái Chánh Dương sợ rằng suy nghĩ gì đó nên phải nhắc nhở. Người cải cách của Trung Quốc thường phải trả giá đắt, không biết Thái Chánh Dương đã chuẩn bị tư tưởng chưa? Qua cơn mưa trời lại sáng. Thái Chánh Dương thản nhiên nói. Nhưng đây là cơn mưa rào rất lớn. Vậy chú thấy anh nên làm như thế nào? Thái Chánh Dương nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống mà hỏi. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Em đề nghị anh nên dùng phương pháp hòa hoãn một chút. Ví dụ như anh có thể phát biểu quan điểm mang tính thăm dò của mình trên tạp chí nào đó, cũng có thể ghi chú đây là ý kiến cá nhân của anh, không phải của quan chức. Như vậy vừa thể hiện ý kiến cũng mình, làm cho lãnh đạo quốc gia có thể thấy ý kiến và ý đồ của anh, tỏ rõ tư tưởng cải cách của anh. Em cảm thấy Trung Quốc nhất định cần cải cách, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mà đi sớm luôn tốt hơn là muộn. Ngoài ra anh có thể bàn với Chủ tịch Ninh,
chọn thí điểm ở Miên Châu hoặc là Kiến Dương, như vậy sẽ có hiệu quả rõ ràng hơn. Thái Chánh Dương gật đầu, đề nghị này của Triệu Quốc Đống mặc dù về bản chất không né tránh vấn đề nhưng có thể tỏ rõ tính độc lập của cá nhân y, ít nhất có thể thành lập một không khí trao đổi, tránh được sự phản kích quá mạnh. Về thí điểm ở tỉnh An Nguyên, y đã trao đổi với Ninh Pháp. Thái độ của Ninh Pháp là rõ ràng muốn thí điểm ở mấy nhà máy xã, thị trấn tại An Đô, Kiến Dương, cố gắng lấy hiệu quả. Đương nhiên Thái Chánh Dương cũng mơ hồ biết Ninh Pháp muốn thành cây cờ trong việc cải cách khu vực Trung Tây trước đại hội. Hoặc là muốn tỏ khí phách và thành tích của y cho Trung ương thấy. Quốc Đống, xem ra chú nghĩ cẩn thận hơn anh. Ở điểm này anh đúng là hơi lý tưởng hóa một chút. Thái Chánh Dương thở dài một tiếng. Chỉ trong hai tháng đã làm y cảm nhận sự khác biệt của cấp Trung ương. Trung ương cũng có tranh cãi nhưng chủ yếu là do lý luật, hoặc nói sâu một chút đó là đại diện quần thể lợi ích của bọn họ. Quan điểm của Trung ương không thể không lan tới địa phương. Anh đứng ở độ cao nhất định có thể thấy bản đồ chính trị càng nhiều. Hùng Chính Lâm và Liễu Đạo Nguyên cũng chú ý thấy hai người Thái Chánh Dương, Triệu Quốc Đống đang trao đổi gì đó. Liễu Đạo Nguyên có chút nuối tiếc, Triệu Quốc Đống có lẽ là ngôi sao sáng sau này, nếu bây giờ hoạt động tốt thì không chừng 10 năm sau sẽ đến một vị trí rất cao. Liễu Đạo Nguyên có chút hâm mộ, Thái Chánh Dương đã ra tay trước, chẳng qua y không phải không có cơ hội. Từ tính cách và ánh mắt của Triệu Quốc Đống có thể thấy đây không phải đơn thuần đi theo ai đó. Triệu Quốc Đống có quan điểm chính trị của riêng mình, nhất là ở vấn đề phát triển kinh tế thì có quan điểm độc đáo. Bây giờ còn rất khó có thể biết quan điểm của Triệu Quốc Đống là đúng hay sai, dù sao hiện nay mấy quan điểm lớn của Trung ương vẫn chưa rõ ràng, có điểm giống, lại có điểm mâu thuẫn. Thái Chánh Dương không thể nghi ngờ là người của Ninh Pháp, quan điểm của bọn họ bây giờ có vẻ đúng nhưng vẫn gặp công kích rất mạnh. Quan điểm chính trị không thể nghi ngờ là có thể ngưng tụ các người cùng quan điểm lại với nhau. Liễu Đạo Nguyên biết đứng ở độ cao như bọn họ thì lợi ích đơn giản không thể dễ dàng kéo bọn họ lại với nhau. Liễu Đạo Nguyên chú ý một quan điểm đó là cùng quan điểm thì mới đi được cùng nhau. Chánh Lâm, ông thấy sao về Triệu Quốc Đống? Liễu Đạo Nguyên đột nhiên nói. Hùng Chính Lâm ngẩn ra rồi nói. Sao, ông yêu tài à? Bất cứ quần thể nào cũng cần có người mới tiến vào. Sự nghiệp xã hội chủ nghĩa càng cần như vậy. Mặc dù mục tiêu của chúng ta là nhất trí nhưng không có nghĩa quan điểm và đường đi nhất trí. Ai cũng hy vọng mình được nhân vật xuất sắc ủng hộ mà. Ha ha, tôi thấy Triệu Quốc Đống có cái nhìn độc lập với sự vật của mình. Người khác muốn mạnh mẽ hoặc hy vọng cậu ta thay đổi suy nghĩ là phí công. Cùng với như vậy không bằng để cậu ta nhanh chóng trưởng thành, đợi cậu ta thành cây đại thụ sẽ thấy bản chất mà. Hùng Chính Lâm cười nói. Liễu Đạo Nguyên nhìn Hùng Chính Lâm rồi không nói gì nữa. Hùng Chính Lâm đi con đường nào thì Liễu Đạo Nguyên mơ hồ biết được. Bên Ủy ban Kỷ luật là ngành đặc biệt, mặc dù bọn họ có quyền lực riêng với bên chính quyền nhưng đó chỉ là tương đối mà thôi. Mọi người có con đường đi của riêng mình, không ai có cách nào can thiệp vào tự do của người khác. Làm bạn chỉ có thể chúc đi đường tốt mà thôi. Giống như y cũng có con đường và lý tưởng riêng, Liễu Đạo Nguyên vẫn cho rằng như vậy. Y tin dù là Thái Chánh Dương hay Hùng Chính Lâm cũng cho rằng như vậy, đây mới là bạn thật sự. Không nên vì ý kiến khác nhau mà trở mặt thành thù. Mặc dù ý kiến khác nhau nhưng tại sao không ngồi xuống trao đổi. Lưu Triệu Quốc cũng có chút hâm mộ Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên. Một hai năm qua thoạt nhìn mọi người đều tiến bộ, nhưng y biết khoảng cách của mình và mấy người kia càng lúc càng xa. Thái Chánh Dương lên chức là do trước đây tạo trụ cột tốt. Bộ Thương mại là vị trí quá quan trọng. Là cơ quan nắm giữ chính về chính sách kinh tế của quốc gia, ở đó rèn luyện 1-2 năm có thể nói sẽ nắm giữ tài nguyên đủ để kiêu hãnh cả đời. Lưu Triệu Quốc không khỏi thầm than về những điều mà Thái Chánh Dương đã đạt được. Lúc đầu khi y mới về An Đô thì trong đám người mơ hồ có Liễu Đạo Nguyên đứng đầu. Nhưng chỉ sau vài năm Thái Chánh Dương đã thành cấp phó bộ trưởng, hơn nữa xem ra 1-2 năm sau có thể lên làm cấp bộ trưởng. Liễu Đạo Nguyên phát triển khá vững vàng, từ chức phó trưởng ban thường trực. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xuống địa phương làm bí thư thị ủy tuy khá mạo hiểm, nhưng y đã thành công biến từ cán bộ bên tổ chức cán bộ sang thành phụ trách một nơi, đạt được trụ cột có thể lên chức, qua đó mới nhảy đến vị trí cấp phó bộ mà nhiều cán bộ cấp sở cả đời không thể tiến lên. Hơn nữa xu thế của y thì có thể sau đại hội năm sau sẽ được đề bạt nữa. Hùng Chính Lâm đi con đường khác, y không quá tham vọng phát triển theo chiều rộng mà muốn theo hệ thống ủy ban kỷ luật đi tới cùng. Lưu Triệu Quốc không hiểu Hùng Chính Lâm nghĩ như thế nào, nhưng Lưu Triệu Quốc biết Ủy ban Kỷ luật Trung ương có vẻ rất ưu ái tên béo này.
Gần đây Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã hai lần gọi Hùng Chính Lâm vào Bắc Kinh. Một lần lấy lý do là thông báo về chương trình công tác, một lần là bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo. Qua đó có thể thấy lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật Trung ương coi trọng Hùng Chính Lâm như thế nào. Quốc Đống, lần tập huấn này của chú thế nào? Ăn xong mọi người ngồi dưới bóng cây hóng mát, Hùng Chính Lâm và Thái Chánh Dương ở bên đánh cờ, Liễu Đạo Nguyên cùng đi dạo quanh hồ với Triệu Quốc Đống. Cũng được, có lẽ khác với các đợt tập huấn trước đây. Chủ tịch Ninh xem ra khá hy vọng cán bộ cơ sở như bọn em hiểu về kinh tế, coi như không hiểu cũng phải có quy hoạch hợp lý, cho nên nội dung tập huấn chủ yếu là mở rộng tầm mắt và đầu óc là chính. Các giáo sư đến từ các nơi hầu hết là phân tích những điều mà nước ta gặp mấy năm qua, tham khảo chính sách mà Trung ương đưa ra trong mấy năm qua, kết hợp tình hình tỉnh An Nguyên, làm như thế nào để định vị được mình. Mà giáo viên trường đảng chủ yếu nói về công tác cụ thể ở cơ sở, ví dụ như chấp hành, cách tạo đoàn kết. Khảo sát thực địa cũng không đến khu du lịch mà đến khu công nghiệp Bích Trì, khu khai phát của hai huyện có kinh tế phát triển của Miên Châu, Kiến Dương. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Ồ, xem ra Ninh Pháp rất coi trọng tập huấn cán bộ huyện. Ở điểm này y có lẽ đoán nếu muốn thay đổi bộ mặt một nơi thì cán bộ cấp huyện phải thay đổi quan niệm, phải cho cán bộ hiểu được nhiệm vụ và mục tiêu của mình. Liễu Đạo Nguyên gật đầu nói. Xem ra Triệu Quốc Đống cũng có ý tưởng mới về việc tập huấn để phát triển nhanh hơn. Sao thế, anh định tham khảo sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Núi đi nhiều sẽ thành đường, ngay cả chú cũng thấy có thu hoạch thì phương thức tập huấn này đáng để nhân rộng. Liễu Đạo Nguyên cười nói. Tốc độ phát triển của tỉnh Kiềm Nam không bằng An Đô, ở phương diện này càng cần tăng cường học tập. Ha ha, Liễu ca đánh giá em cao quá rồi. Em vì thấy quá ít nên mới được đưa tới đây tập huấn mà. Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ nói. Được rồi, chú đừng giả vờ trước mặt anh. Kiến thức ít với người khác còn có thể, với chú thì không ổn. Chẳng qua chú phải rèn luyện tốt ở cơ sở, học cách làm như thế nào để triển khai công việc ở cơ sở, làm thế nào được đồng nghiệp ủng hộ, làm thế nào được người ủng hộ, làm thế nào tập trung lực lượng giải quyết mâu thuẫn, làm như thế nào dùng quan điểm biện chứng giải quyết mâu thuẫn. Liễu Đạo Nguyên cười nói. Quốc Đống, chú có năng lực, ánh mắt và quan điểm hơn xa cán bộ bình thường. Nhưng chú phải nhớ một nơi muốn phát triển không thể chỉ dựa vào một người là thay đổi được. Chú phải tập hợp một đám người có suy nghĩ và cùng quan điểm với chú, muốn giúp chú. Liễu Đạo Nguyên nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Đây là để chú tạo cơ sở gây dựng sự nghiệp, đồng thời cũng là đồng minh không thể thiếu của chú. Nếu không chú sẽ phải dồn tâm trí giải quyết mấy việc đâu đâu, không thể đạt được gì. Kiên trì nguyên tắc là rất quan trọng, đây là tác phong cơ bản, cũng là điểm để ngưng tụ một đám người. Nhưng ở vấn đề nguyên tắc thì chú phải làm sao cố gắng tránh mâu thuẫn, hoặc phân hóa đối thủ là điều rất quan trọng. Nó sẽ thử thách năng lực khống chế của chú. Chưa có công việc nào sẽ thuận lợi hoàn toàn, cũng không bao giờ có việc chỉ có hai mặt ủng hộ hoặc phản đối. Trong phản đối sẽ có ủng hộ và ngược lại, phải xem chú làm như thế nào lợi dụng nó. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút và thấy mình còn quá trẻ. Mặc dù ở Hoa Lâm hắn đã thành công lôi kéo một đám người, nhưng dù sao hắn còn không thể có lực lượng chống lại đám người ở Hoa Lâm lâu dài. Dù thành công được huyện ủy biểu quyết ủng hộ, nhưng công tác bên dưới còn cần vô số người ủng hộ hoặc đồng ý quan điểm của hắn đi phổ biến. Mà ở điểm này có vẻ hắn đã bỏ qua. Liễu ca, những lời nhắc nhở này làm em hiểu ra nhiều điều. Triệu Quốc Đống không biết nói gì ngoài câu này. Ừ, con người không phải là thánh, ai cũng sẽ mắc sai lầm. Nhưng nếu cùng phạm sai lầm như trước đúng là không còn gì để nói. Liễu Đạo Nguyên rất hài lòng với thái độ nhận sai cầu Triệu Quốc Đống. Cán bộ cấp huyện chính là có thể rèn luyện toàn diện. Chú có thể đến Hoa Lâm rèn luyện sẽ có lợi cho sự phát triển sau này của chú. Anh mặc dù rời khỏi tỉnh An Nguyên nhưng có việc gì có thể gọi cho anh. Bây giờ thông tin phát triển, gọi thêm vài cuộc điện thoại cũng không làm chú mệt chết đâu. Liễu Đạo Nguyên nói như vậy làm Triệu Quốc Đống có chút cảm động. Bây giờ Liễu Đạo Nguyên đã là thường vụ tỉnh ủy Kiềm Nam, bí thư thị ủy thành phố Kiềm Dương, từ một ngày ngàn việc dùng với y là không quá. Đối phương nói với mình như vậy chính là coi trọng hắn. Mấy năm nay Liễu Đạo Nguyên cũng đã giúp Triệu Quốc Đống nhiều, điều này càng làm Triệu Quốc Đống thêm cảm động. Cảm ơn mấy năm qua Liễu ca đã quan tâm tới em. Em sẽ thường xuyên liên lạc với Liễu ca. Liễu ca rảnh rỗi cũng nên về một chút, em muốn hỏi nhiều việc. Triệu Quốc Đống chân thành nói. Ừ, rảnh chú cũng có thể tới Kiềm Dương. Kiềm Dương có phong cảnh đẹp, khí hậu tốt hơn An Đô.
anh muốn điều Mai tỷ của chú tới đó nhưng cô ấy không muốn. Liễu Đạo Nguyên thở dài một tiếng. Vợ Liễu Đạo Nguyên họ Mai, làm kế toán công ty khí thiên nhiên thành phố Ando, công việc nhàn, thu nhập cao nên không muốn tới Kiểm Dương. Hơn nữa Kiểm Dương cách Ando không xa, đi xe riêng chỉ mất 12 tiếng, nếu đường cao tốc An Kiểm thông suốt thì chỉ mất 6 tiếng, máy bay chỉ gần tiếng nên Liễu Đạo Nguyên mới đồng ý. Liễu ca, Mai tỷ không muốn đi cũng tốt, anh ở Kiểm Dương cũng không rõ bao năm mà, anh nếu về tỉnh An Nguyên hoặc đi tỉnh khác thì sao? Mai tỷ lại phải quen thuộc hoàn cảnh mới. Nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy, Liễu Đạo Nguyên hơi động tâm. Đại hội lần thứ 15 sẽ diễn ra vào năm sau, đây là việc lớn đối với Trung Quốc, đương nhiên sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự. Y có thể ở Kiềm Dương hoặc tỉnh Kiềm Nam hay không cũng không rõ. Ăn trưa xong, mấy người ngoài đánh cờ vua còn chơi bài. Triệu Quốc Đống cùng ba cô gái chơi tú lơi khơ. Điều này càng làm Triệu Quốc Đống cảm nhận sâu sắc lời dạy bảo của Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên. Tiến lên là cách đánh tú lơ khơ phổ biến nhất trên thế giới. Mấy người ngồi trên những tờ báo, ánh mắt trời thi thoảng xuyên qua hàng cây cộng với tiếng chim hót, tiếng gió nhẹ nhẹ thổi qua đúng là một nơi thích hợp để giải trí. Triệu Quốc Đống đánh tiến lên mặc dù không quá giỏi nhưng đối phó ba cô gái thì có thừa. Chẳng qua ba cô gái xinh đẹp ngồi cạnh nhau tỏa ra mùi hướng nhàn nhạt, sáu chiếc chân thon dài lộ ra làm Triệu Quốc Đống làm gì còn tâm trạng đánh bài. Triệu Quốc Đống mất tập trung nhanh chóng được ba cô gái túm lấy. Đòn trừng phạt quẹt dâu khiến Triệu Quốc Đống thành ông già nhiều dâu, trông Triệu Quốc Đống khá tức cười khiến ba cô gái nhảy dựng lên hoan hô. Bị ba cô gái làm như vậy, Triệu Quốc Đống đúng là chấn động trong lòng. Thái Chánh Dương không phải đối thủ của Hùng Chính Lâm, Lưu Triệu Quốc bị đánh cho ngã ngựa liền ngồi sang bên câu cá. Không mấy khi có thời gian rảnh như vậy, mọi người đều ngồi một chỗ mà chơi. Mấy người phụ nữ kia liền ngồi dưới tán cây chơi mạt chược, đây là trò chơi tốt nhất dành cho các chị. Kiều San quỳ lên đánh bài, chiếc cổ áo lộ ra, chiếc áo lót màu đen bằng tơ tằm đập vào mắt Triệu Quốc Đống, mặc dù chỉ là lướt qua cũng làm cho Triệu Quốc Đống không khỏi than thở. Đồng Úc ngồi khoanh chân đánh bài lộ rõ đôi chân thon dài cân xứng, những làn gân lộ rõ dưới làn da. Ống quần màu trắng hơi rộng thi thoảng lộ ra quần lót màu đỏ bên trong. Về phần Lam Đại có thể nói là có cơ thể đẹp nhất so với hai cô kia. Con gái Đông Bắc cao gầy, làn da trắng và khuôn mặt kiêu kỳ, Triệu Quốc Đống muốn không bị hấp dẫn cũng không được. Đây là lần đầu Triệu Quốc Đống tiếp xúc gần gũi với Lam Đại như vậy, chân vô tình chạm phải cô, mũi lại ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc cậu cô càng làm Triệu Quốc Đống thêm xúc động. Ngồi chơi với phụ nữ xinh đẹp khiến thời gian trôi qua rất nhanh, lời này Triệu Quốc Đống cảm thấy đúng là chuẩn. Kiều San dẻo miệng, nói chuyện khôi hài. Lam Đại mặc dù không nhiều lời nhưng câu nào cũng có trọng lượng. Đồng Úc cũng chu đôi môi anh đào lên lộ rõ vẻ quyến rũ của cô. Tôi bố trí tại nhà hàng Trương Ký khá nổi tiếng của Giang Khẩu. Quán này nổi tiếng với các loài cá tươi đánh từ dòng Ninh Giang lên, mặc dù như vậy ăn được ít nhưng lại cảm nhận rất ngon. Lúc ăn, Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi gọi cho Chu Tinh Văn. Lưu Triệu Quốc sau khi thành thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy cục công an An Đô liền nắm giữ quyền lực rất lớn. Tính cách của y khác với Tạ Kỳ Tường, sức khống chế với các công an huyện bên dưới tăng mạnh. Ngoài nộ thành cùng 8 phân cục xung quanh, cục công an thành phố cũng dần thu hồi quyền lực của các trưởng phòng và chính ủy công an huyện. Khâu Nguyên Phong đến phân cục Thanh Giang làm chính ủy 1,5 năm liền được điều đến phân cục Bích Trì làm phân cục trưởng. Mặc dù điều từ nội thành ra bên ngoài, nhưng cũng là lên chức. Nhưng nếu muốn lên làm thường vụ quận ủy Bích Trì kiêm trưởng phòng công an, hoặc là tiến vào bộ máy chính quyền quận Bích Trì thì chưa đủ tư cách. Chu Tinh Văn không biết qua con đường nào mà hiểu Triệu Quốc Đống có quan hệ với Lưu Triệu Quốc. Tết đã hẹn Triệu Quốc Đống, Khâu Nguyên Phong, gọi cả Lưu Thắng An, Uông Dũng Tuyển cùng Khúc Quân lên. Sau khi ăn xong, Chu Tinh Văn ngồi nói chuyện với Triệu Quốc Đống đã vô tình nói Bao Thái Bình đến tuổi, năm nay có thể lui. Y cũng dự định tranh vị trí bí thư đảng ủy. Y đây là hy vọng Triệu Quốc Đống nó tốt mình vài câu với Lưu Triệu Quốc. Mặc dù Lưu Triệu Quốc lúc ấy cũng không phải thường vụ thị ủy, nhưng lời đồn y thành thường vụ thị ủy đã có từ lâu. Chu Tinh Văn mặc dù không đặt hết hy vọng lên thành phố nhưng có nhiều người nói chuyện vẫn tốt hơn. Chu Tinh Văn gần như bỏ lại tất cả khách trong nhà mà vội vàng thay quần áo đến ngay. Lưu Triệu Quốc đã không còn là Lưu Triệu Quốc nửa năm trước. Bây giờ Lưu Triệu Quốc đã là thường vụ, hơn nữa chỉ mấy tháng đã tỏ vẻ tác phong làm việc của y khác với Tạ Kỳ Tường. Ngay cả lãnh đạo huyện cũng ám chỉ nếu như y muốn thay thế Bao Thái Bình thì phải xem thái độ của Lưu Triệu Quốc.
Mặc dù trên danh nghĩa nếu muốn làm thường vụ huyện ủy mới có tư cách làm bí thư đảng ủy chính pháp, nhưng Bao Thái Bình lui xuống, chức thường vụ và bí thư đảng ủy để trống. Có thể nói Chu Tinh Văn có thể làm bí thư đảng ủy tương đương có thể thành thường vụ huyện ủy. Chu Tinh Văn đối xử khá tốt với Triệu Quốc Đống, cho nên ở tình huống này Triệu Quốc Đống nếu không giúp đối phương thì hắn không hài lòng với chính mình. Về phần Chu Tinh Văn có thể lên được hay không phải do bản lĩnh của chính y. Chu Tinh Văn chạy đến quán thì mọi người đã bắt đầu vào bàn. Ngoài Triệu Quốc Đống và Lưu Triệu Quốc ra, Chu Tinh Văn đầu tiên nhận ra Hùng Chính Lâm có khuôn mặt rất đặc biệt. Chu Tinh Văn cân nhắc những người này xem ra đều là mấy người nhà tụ tập như Triệu Quốc Đống nói. Không biết Triệu Quốc Đống này làm như thế nào có thể quan hệ tốt với bọn họ như vậy. Sếp Chu, lại đây. Thấy Chu Tinh Văn xuất hiện, Triệu Quốc Đống vội vàng mời y ngồi. Dù sao một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Chu Tinh Văn coi như nửa người thầy của hắn, hắn khi còn ở đội cảnh sát hình sự thì Chu Tinh Văn phụ trách đội, sau đó Chu Tinh Văn cố gắng để cử hắn đến ban quản lý khu khai phát, ít nhất làm hắn tiết kiệm 2-3 năm trong chính trị. Thấy Triệu Quốc Đống gọi mình, Chu Tinh Văn cũng biết ý cười ha hả gật đầu ngồi xuống bên cạnh Triệu Quốc Đống. Liễu Đạo Nguyên thì y không nhận ra, Thái Chánh Dương làm phó thị trưởng thành phố An Đô không lâu, cũng không phụ trách mảng này, Chu Tinh Văn không có ấn tượng. Nhưng từ biểu hiện Chu Tinh Văn có thể cảm nhận chỉ sợ có địa vị cao hơn bí thư Lưu. Chu Tinh Văn không biết nên gọi như thế nào. Sếp Chu, mấy nhà Lưu ca đến Hồ Thanh Ngoã chơi một chút, sau đó ăn tối liền tới đây ăn cá. Tôi nghĩ đây là địa bàn của sếp, tới mà không nói thì đúng là về sau bị sếp mắng. Cho nên tôi cũng cả gan mời sếp Chu tới. Triệu Quốc Đống cười cười rót cho Chu Tinh Văn chén rượu rồi nói. Sếp Chu, hôm nay chúng ta uống rượu Bích Ngọc Nhũ này. Người một nhà chỉ cần không khí là được. Tôi giới thiệu với anh một chút, Hùng ca chắc sếp Chu đã nhận ra, lần trước chúng ta đã gặp ở nhà hàng Gia Hòa. Đây là Liễu ca, Thái ca, còn đây là người nhà bọn họ. Chu Tinh Văn cũng biết ở tình hình này mình có thể ngồi đây còn tốt hơn tới văn phòng bí thư Lưu báo cáo vài lần nhiều. Y rất cảm kích Triệu Quốc Đống. Xem Triệu Quốc Đống xem, đã vượt đến mức mình phấn đấu cả đời không thể tới. Tuy nói hơi xa nhưng cũng là chủ tịch huyện. Xem mình vẫn còn chạy vì chức phó huyện. Lưu Triệu Quốc có chút nhíu mày khi Triệu Quốc Đống mời thêm người. Đây vốn là buổi mấy nhà tụ tập thêm một người đương nhiên không chỉ là thêm một người. Hai cô gái còn đỡ vì không trong quan trường nên không sao, nhưng Chu Tinh Văn này lại khác. Chu Tinh Văn cũng biết ý nên mời một vòng rồi xin về. Y biết có những lúc lãnh đạo không muốn anh tới mời vài chén là tốt lắm rồi. Triệu Quốc Đống đưa Chu Tinh Văn ra ngoài quán. Chu Tinh Văn không khỏi thầm than. Quốc Đống, cậu vào đi, cậu có lòng như vậy, Chu ca xin ghi nhớ. Cái này, sếp Chu đừng nói như vậy, tôi nếu không có anh giúp thì sao có bây giờ. Triệu Quốc Đống vội vàng lắc đầu nói. Hôm nay Lưu ca gặp mấy đồng đội về, tôi làm chủ mời bọn họ. Chu ca, nghe nói bí thư Bao sẽ lui. Ừ, đến làm phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân huyện. Chu Tinh Văn gật đầu hút thuốc và nói. Có nhiều lời đồn đãi, có người nói Lão Cường bên tòa án lên, có người nói viện kiểm sát thành phố phái xuống, chẳng qua không ai nói tới Lão Chu này. Sao lại không có, có chuyện gì sao? Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Ôi, Quốc Đống, năm trước công an huyện xảy ra chuyện. Vương Quý Nhân uống say lái xe đâm chết người, y bị xử tù, nhưng công an huyện cũng không tránh được trách nhiệm. Tôi là trưởng phòng nên bị đổ lên đầu. Chu Tinh Văn thở dài một tiếng mà nói. Cái này chắc không ảnh hưởng lớn mà. Triệu Quốc Đống nhíu mày, chuyện này chủ yếu do cấp trên mà thôi. Nếu cấp trên không có ý gì thì tốt nhất. Huyện ủy không đồng ý sao? Ha ha, Quốc Đống, cậu đã làm chủ tịch huyện nên hiểu rõ quan trường mà. Bây giờ bí thư và chủ tịch đấu nhau, tôi ở giữa nên bị hai bên xa lánh. Chủ tịch Phùng còn được, nhưng bí thư Tiết thì khó nói. Quan trường nếu như anh nói khó mà nói như vậy tức là anh không được lãnh đạo để vào mắt. Còn anh nói cũng được tức là lãnh đạo chú ý tới anh. Chu ca, bí thư huyện ủy nếu không hài lòng anh thì có chút phiền phức. Dù là Lưu ca có ý muốn giúp anh thì chỉ sợ khó qua cửa huyện ủy, trừ khi anh có thể chờ được đến khi Tiết Minh Dương rời đi. Quốc Đống, Chu ca đã 46, còn chờ đến bao giờ nữa? Tiết Minh Dương mới đến Giang Khẩu hơn năm, ai biết bao giờ y đi? Đúng là có chút phiền phức. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy việc không dễ làm. Cậu hỏi bí thư Lưu xem có thể điều chỉnh Chu ca không? Chu Tinh Văn có chút hy vọng mà nói. Chu ca muốn rời khỏi Giang Khẩu.
Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Một lời khó hết. Chu Tinh Văn lắc đầu nói. Được, tôi hỏi giúp Chu ca. Triệu Quốc Đống cũng biết Chu Tinh Văn sợ gặp phiền phức gì đó. Bí thư huyện ủy không hài lòng thì anh làm trưởng phòng nhất định khó khăn. Anh muốn được đề bạt mà không qua cửa ban tổ chức cán bộ là không được. Quyển 6, chương 67,70. Chu Tinh Văn biết ý rời đi làm không khí bữa ăn trở nên náo nhiệt. Mấy người Thái Chánh Dương vẫn nói chuyện tình hình trong nước. Từ việc chung, Mỹ tranh cãi vì bảo vệ bản quyền, hai bên trả thù nhau về thương mại. Nhưng sau một bên tranh cãi, Mỹ bỏ hành động trả thù thương mại với Trung Quốc, cũng hứa hẹn bỏ Trung Quốc ra khỏi danh sách các quốc gia cần chú ý đặc biệt. Trung Quốc cũng hủy bỏ việc chặn hàng Mỹ, đồng thời cũng tỏ vẻ tăng mạnh bảo vệ bản quyền sản phẩm. Nước Mỹ mạnh không chỉ về thực lực kinh tế của bọn họ, mà trên cả làm việc mềm. Văn hóa của bọn họ thậm chí vượt xa qua thành tựu quân sự. Ví dụ như Hollywood, phim của bọn họ không ngừng chiếu văn hóa Mỹ trên toàn thế giới. Mà Trung Quốc trong quá trình phát triển lại vứt nhiều giá trị văn hóa của mình, ngược lại còn lấy giá trị dân chủ của bọn họ làm tiêu chuẩn. Liễu Đạo Nguyên vừa ăn vừa nói. Tăng cường xây dựng văn hóa là điều bắt buộc phải làm, đến một mức độ nào đó nó thậm chí còn quốc gia đến vận mệnh của cả Trung Quốc. Lão Liễu nói đúng, xem Lưu học sinh thì biết, tôi không thể chắc chắn Lưu học sinh đó lại muốn ở lại nước bạn, bỏ qua lòng yêu nước. Nhưng thế hệ những năm 50 lại có thể mạo hiểm về nước, xây dựng tổ quốc. Tinh thần đó đến thế hệ bây giờ gần như khó có thể thấy, chủ yếu muốn hưởng thụ. Ở điểm này phải nói về cuộc cải cách gần 20 năm qua. Quốc gia chúng ta thiếu việc giáo dục tư tưởng cho thanh niên. Thái Chánh Dương nói tiếp. Tôi đến bộ chưa lâu, một cậu thanh niên được tuyển vào bộ, thông qua kiểm tra nhưng khi thông báo lại làm đủ thủ tục từ chức xin ra nước ngoài, trên danh nghĩa là đến Mỹ học thêm, nhưng ai cũng biết là chạy theo điều kiện ưu việt của nước ngoài. Đề tài chuyển dần sang hội nghị cải cách công tác nông thôn, nông nghiệp diễn ra ở Bắc Kinh, đưa ra các vấn đề khó khăn trong tài chính nông thôn, làm thế làm đề phòng mạo hiểm của tài chính nông thôn. Lại có thể ủng hộ nông thôn phát triển. Triệu Quốc Đống cẩn thận xem bốn người biểu hiện, Thái Chánh Dương nói thao thao bất tuyệt, Liễu Đạo Nguyên trầm ổn thi thoảng xen lời, Hùng Chính Lâm nói chuyện sắc bén mà không thiếu phần hài hước. Lưu Triệu Quốc lại không nói mấy, chứ dính tới vấn đề ổn định xã hội thì xen vào, còn đâu bình thường không có ý kiến. Tư tưởng quyết định địa vị, ngược lại, địa vị quyết định tư tưởng. Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên mặc dù không cố biểu diễn nhưng từ lời nói lộ khí thế, Hùng Chính Lâm lại như thanh kiếm giấu trong vỏ, thi thoảng lộ sự sắc bén. Bữa ăn khá vui vẻ, đồ ăn ở quán rất ngon. Triệu Quốc Đống có thể thấy rõ là Thái Chánh Dương hay Liễu Đạo Nguyên đều khá hài lòng. Triệu Quốc Đống liền vỗ ngực nói mời mọi người đến khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân ngắm cảnh, thưởng thức đồ ăn chay nổi tiếng của Kỳ Lân Quan. Bữa tiệc cuối cùng đã tan, Triệu Quốc Đống chịu trách nhiệm đưa ba cô gái về trường. Trên xe ba cô khá yên lặng làm Triệu Quốc Đống có chút không quen. Nhất là Kiều San buổi chiều thể hiện chói mắt bây giờ lại im lặng. Đưa Kiều San cùng Đồng Úc đến Đại học An Nguyên, hai cô liền vẫy vẫy tay chào Triệu Quốc Đống rồi biến mất trong bóng tối. Lam Đại, sau khi tốt nghiệp em dự định làm gì? Triệu Quốc Đống cười nói. Em. Lam Đại cười cười một tiếng. Cô rốt cuộc đã chờ được Triệu Quốc Đống chủ động nói. Hơn năm nay cô vẫn cố chấp chờ, cô muốn xem người đàn ông này có để ý tới sự tồn tại của mình không? Ừ. Còn hơn năm nữa bọn em sẽ tốt nghiệp, em định làm gì? Triệu Quốc Đống cười nói. Em chưa nghĩ kỹ, em rất thích khí hậu ấm áp của An Nguyên, bên Đông Bắc lạnh lắm. Ừ, ở lại An Đô cũng được, đã nghĩ xin vào cơ quan nào chưa? Em thích công việc có tính năng động nên bây giờ vẫn chưa xác định mình nên làm gì. Lam Đại suy nghĩ một chút rồi nói. Ồ, Triệu Quốc Đống nhướng mày, hắn không ngờ Lam Đại định như vậy. Em không muốn có ngành ổn định sao? Em không thích ngành ổn định, em cảm thấy mình thích với công việc giao tiếp hơn. Lam Đại cố gắng muốn dùng lời nói thích hợp thể hiện ý đồ của mình. Công việc mang tính xã giao, em cảm thấy mình thích hợp ư? Anh thấy tính em hơi lạnh nhạt, làm người ta có cảm giác xa cách ngàn dặm. Xa cách ngàn dặm đó là phải xem đối với ai, có đáng quan hệ, đáng tốn thời gian của mình không? Lam Đại nhướng mi mà nói. Nhưng người em thấy đáng quan hệ thì dù đối phương xa cách thế nào, em cũng không dễ dàng bỏ qua. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Xem ra cô bé này đang ám chỉ. Chẳng qua cô bé này khá bướng bỉnh, một cô gái nói thẳng ý đồ của mình cũng có điểm đáng khen. Lam Đại, tình cảm khác thứ khác, phải xem duyên phận,
Triệu Quốc Đống thở dài nói. Anh sớm đã nói em không nên để chuyện đó trong lòng. 150.000 đối với em là số tiền lớn nhưng lại không là gì đối với anh, thật đó. Hơn nữa anh cảm thấy số tiền đó giúp được người trong lúc khó khăn là đáng giá. Suy nghĩ là của anh, em cũng có suy nghĩ của mình. Anh có thể chọn, anh có thể từ chối, nhưng em có tự do chọn của mình mà. Lam Đại lộ vẻ kiên cường làm Triệu Quốc Đống hơi rung động. Sao lại phải khổ như vậy? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Em cũng không thích hợp với anh, giống như anh không thích hợp với em. Đây là cảm giác của anh chưa thử sao biết. Em tin anh sẽ thích em. Lam Đại thản nhiên nói. Thật sao? Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười mà nói. Hắn lần đầu gặp cô gái cố chấp và tự tin như vậy. Được rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Ừ, em có thể cố gắng thử một lần. Anh đồng ý cho em cơ hội. Lam Đại nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Nói thật, đối mặt với em, anh đúng là không thể từ chối. Hoặc là đúng như em nói, anh không chấp nhận em là do chúng ta hiểu nhau quá ít. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không biết sao mình lại nói như vậy. Lam Đại có chút đắc ý nở nụ cười. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không thể không thừa nhận cô gái này khi cười rất đẹp, làm hắn si mê. Ngay khi Triệu Quốc Đống hưởng thụ kỳ nghỉ, Kỳ Dư Hồng lại đang đau đầu vì chuyện của Triệu Quốc Đống. Chủ tịch Ninh có quên chuyện kia không? Tất nhiên là không, vậy kết quả chỉ có một đó chính là truyền lại một tin tức. Chủ tịch Ninh không để ý chuyện kia, mình cũng không nên làm lớn chuyện này. Tiếp tục để Triệu Quốc Đống ở Hoa Lâm. Kỳ Dư Hồng cảm thấy có vẻ không ổn. Triệu Quốc Đống còn quá trẻ, quá xúc động. Công trình cầu Quế Khê, Triệu Quốc Đống biết có nhiều quan hệ nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp. Kỳ Dư Hồng không quan tâm cầu Quế Khê xây dựng từ đâu, y quan tâm chính là Triệu Quốc Đống ở lại Hoa Lâm có thể thêm loạn nữa hay không. Kỳ Dư Hồng vốn dự định điều Triệu Quốc Đống lên đảng ủy chính pháp thị xã làm Phan Bằng Trình. Dù sao hắn cũng ở đội ngũ công an đi ra. Về vị trí này cũng phát huy tác dụng. Nhưng Tương Uẩn Hoa kiên quyết phản đối, hơn nữa thái độ của Chủ tịch Ninh làm Kỳ Dư Hồng phải suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ mãi, Kỳ Dư Hồng phát hiện ngoài việc để Triệu Quốc Đống ở lại Hoa Lâm thì không có cách xử lý nào tốt hơn. Kỳ Dư Hồng suy nghĩ một chút rồi gọi cho Mục Cương. Lão Mục, mai mấy đồng chí học ở trường đảng sẽ về, tôi suy nghĩ một chút có thể để Triệu Quốc Đống về Hoa Lâm, nhưng chuyện này cần xử lý, phải kiểm điểm La Đại Hải và Triệu Quốc Đống. Ngoài ra anh phải nói chuyện và nhắc nhở Triệu Quốc Đống một chút, chú ý phương pháp khi làm việc. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh cùng ba vị học viên khác ngồi nghe Kỳ Dư Hồng nói chuyện nửa tiếng. Kỳ Dư Hồng không nói gì khác mà yêu cầu bọn họ sau khi về phải áp dụng được ý đồ của Trung ương, của tỉnh vào trong công việc, đặt phát triển kinh tế lên hàng đầu, không có hỗn loạn, cố gắng làm kinh tế Ninh Lăng phát triển. Triệu Quốc Đống cảm thấy câu không có hỗn loạn mà Kỳ Dư Hồng nói là có ý đồ. Ai lại gây hỗn loạn trong việc phát triển kinh tế? Mấy vị khác có lẽ không nhận ra nhưng Triệu Quốc Đống lại nhạy cảm phát hiện. Sau khi nói chuyện xong, nhân viên văn phòng thị ủy thông báo Triệu Quốc Đống đến văn phòng phó bí thư Mục Cương. Mấy vị khác cười cười nhìn Triệu Quốc Đống, nhưng thật ra hai người kia rời đi, Lưu Như Hoài liền tới vỗ vỗ vai Triệu Quốc Đống ra vẻ an ủi. Đồng chí quyết định, tổ công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy và thị ủy đã kết thúc điều tra ở Hoa Lâm, vấn đề về cơ bản tra xét rõ ràng. Ừ, thị ủy cũng yêu cầu huyện ủy Hoa Lâm kiểm điểm nghiêm túc, đồng thời tiến hành xử lý nhân viên liên quan. Ủy ban kỷ luật thị ủy và thanh tra thị xã tiến hành các biện pháp xử lý cậu, đồng chí La Đại Hải và đồng chí Miêu Nguyệt Hoa phụ trách mảng công nghiệp. Triệu Quốc Đống ngồi ngay ngắn nghe Mục Cương nói. Đồng chí Quốc Đống, tôi chịu ủy thác của bí thư Dư Hồng muốn trao đổi với cậu. Cậu nếu có gì thì cứ nói, không nên có lo ngại gì. Bí thư Mục. Tôi hoàn toàn chấp nhận việc xử lý của thị ủy đối với mình. Nhưng tôi muốn nói mấy lời thay Bí Thư La và Phó Chủ tịch Miêu. Bí Thư La là Bí Thư huyện ủy phụ trách là phương hướng. Công việc cụ thể bên chính quyền huyện do tôi phụ trách. Nhất là khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân do một tay tôi đưa vào, các công việc không tốt cũng là trách nhiệm của tôi, là tôi đốc thúc không đủ. Đồng chí Nguyệt Hoa mới phụ trách công việc này vài ngày cho nên tôi cảm thấy. Được rồi đồng chí Quốc Đống. Thị ủy đưa ra ý kiến thì cậu không nên có câu hỏi. Lãnh đạo khi xảy ra chuyện thì phải chịu trách nhiệm. Tôi tin đồng chí La Đại Hải và Miêu Nguyệt Hoa có thể nhận thức rõ ràng. Đồng chí Quốc Đống, tôi hôm nay nói chuyện với cậu là nhắc cậu chú ý phương pháp làm việc, làm như thế nào đẩy mạnh công việc, đạt mục đích thì cần có nhiều sách lược. Triệu Quốc Đống biết đây là mục đích chính khu Mục Cương nói chuyện với mình. Tôi cũng đã từng làm chủ tịch,
bí thư huyện ủy, cũng biết lãnh đạo làm việc sẽ gặp nhiều khó khăn và mâu thuẫn, có mâu thuẫn ích và khó khăn thậm chí cảm thấy không thể khắc phục và vượt qua. Nhưng công việc thường tiến hành trong hoàn cảnh này, có đôi khi lui một bước sẽ thấy bầu trời rộng mở, phải biết xử lý vấn đề một cách rõ ràng, học cách dùng lui làm tiến, học cách giữ thăng bằng. Như vậy cậu mới có thể được nhiều lực lượng ủng hộ. Mục Cương như một người cha chú dạy bảo con cháu của mình, không khí này làm người ta dễ chấp nhận hơn. Quốc Đống, cậu còn rất trẻ, nhiều người hâm mộ, thậm chí ghen ghét. Mà triển khai công việc sẽ ảnh hưởng tới lợi ích một số người, cậu phải học cách tỉnh táo, phân tích vấn đề một cách khách quan. Có nhiều lúc có thể thỏa hiệp, có lúc nào không thể vượt qua nguyên tắc, lúc nào có thể tranh thủ được người ủng hộ, lúc nào cần duy trì một bước không lùi, tôi tin cậu có năng lực giải quyết khó khăn trước mắt. Đến khi xe về Hoa Lâm, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ lời Mục Cương nói. Không thể không nói người ngồi vào vị trí lãnh đạo thị ủy đều có bản lĩnh, dù là miệng lưỡi hay là năng lực phân tích vấn đề đều có sự độc đáo của bọn họ. Y vốn cho rằng Mục Cương không dễ tỏ thái độ, nhưng hôm nay mới thấy Triệu Quốc Đống rất nhạy bén đánh hơi ra vấn đề. Không thể nghi ngờ vấn đề cầu Quế Khê là chuyện lớn ảnh hưởng đến ổn định chính trị, xã hội của Hoa Lâm, thậm chí cả Ninh Lăng. Kỳ Dư Hồng đưa hắn về lại Hoa Lâm có lẽ cũng thừa nhận áp lực đến từ khắp nơi. Bí thư La, tôi đã về. Về là tốt rồi. La Đại Hải cười cười vỗ vai Triệu Quốc Đống, sau đó ra hiệu hắn ngồi xuống. Bí thư Tương và bí thư Mục đã gọi điện thông báo về kết quả xử lý vấn đề vừa qua. Tôi biết và được yêu cầu huyện ủy, những người liên quan viết kiểm điểm. Tôi đang chờ cậu về để bàn. Bí thư La, xin lỗi vì làm anh gặp phiền phức, còn làm anh phải viết kiểm điểm. Triệu Quốc Đống áy náy nói. Ha ha, Quốc Đống, làm việc thì nhất định sẽ có chuyện. Ngay cả cậu cũng thản nhiên đối mặt như vậy, chẳng lẽ tôi còn hơn năm nữa là lui lại sợ sao? Cậu có phải coi thường tôi không? Yên tâm, tôi sẽ luôn ủng hộ công tác của cậu. Tôi đoán bí thư Mục cũng nói chuyện với cậu, bí thư Tương cũng gọi cho tôi. Ừ, nói như thế nào nhỉ, hy vọng tôi và cậu chú ý phương pháp làm việc, học cách xử lý mâu thuẫn. La Đại Hải bắt chước cách nói của Tương Uẩn Hoa làm Triệu Quốc Đống không nhịn được cười. Bí thư La, tôi khi học ở trường đã suy nghĩ về công tác của huyện ta. Theo lý mà nói công tác của Hoa Lâm trong năm nay đã có khởi sắc. Trụ sở trồng cỏ và chăn nuôi gia súc đã hấp dẫn công ty Tam Điệp và công ty Đại Hoa tới. Khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân đang được đẩy mạnh, đây là điểm sáng trong công tác của chúng ta. Nhưng muốn Hoa Lâm tiến thêm nữa thì cần cải thiện hoàn cảnh đầu tư. Thấy La Đại Hải chăm chú nghe mình nói, Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Hoàn cảnh mềm thì tôi nghĩ nên để Quế Toàn Hữu tổ chức văn phòng ủy ban tiến hành đánh giá các cơ quan trong toàn huyện, cũng chính là điều tra việc phê duyệt thủ tục đầu tư từ đầu tới cuối, hình thành chế độ nghiêm túc. Nói cách khác tôi dự định tăng cao hiệu suất làm việc của các cơ quan hành chính, giảm bớt thời gian phê duyệt, hơn nữa công bố toàn bộ quá trình ra ngoài, mỗi một trình tự nói rõ thời gian cần thiết, công khai. Như vậy sẽ tăng sự trong suốt của công việc hành chính, giám sát hiệu quả làm việc của các cơ quan hành chính. La Đại Hải nói, ừ, phương pháp này rất mới mẻ. Cậu nói đúng, hoàn cảnh mềm nhiều lúc còn hơn các hoàn cảnh cứng. Nếu có thể để nhà đầu tư cảm nhận hiệu suất làm việc của cơ quan hành chính huyện ta, cảm nhận sự nhiệt tình đối với bọn họ thì sẽ chiếm được cơ hội. Chẳng qua Quốc Đống, tiến hành như vậy sẽ chạm vào nhiều cơ quan. Tôi biết cán bộ các cơ quan hành chính quen với tiết tấu chậm. Cậu đưa ra thời hạn cho từng trình tự chỉ sợ bọn họ không quen. Bí thư La, đây là tất nhiên, Hoa Lâm chúng ta nếu cần phát triển thì dựa vào gì? Chúng ta có điều kiện kém, quan niệm lạc hậu, chúng ta làm như thế nào đuổi theo huyện khác? Chỉ dựa vào chính sách thì sao có thể lâu dài được? Hơn nữa cũng khó được ấn tượng tốt của nhà đầu tư bên ngoài. Mà chúng ta thông qua việc thay đổi tác phong làm việc, tăng hình ảnh cơ quan hành chính Hoa Lâm chúng ta, tác dụng rất rõ ràng. Đến lúc đó tôi sẽ yêu cầu văn phòng ủy ban và thanh tra huyện lập tổ giám sát phụ trách việc kiểm tra đánh giá các cơ quan hành chính. Nếu không Hoa Lâm chúng ta khó mà vượt lên được. Được, cậu có ý này là rất tốt. Cậu mau bảo Quế Toàn Hữu mau chóng điều tra, trong thời gian ngắn nhất đưa ra được chi tiết cụ thể, thông qua hội nghị thường ủy và quyết định thực hiện, đẩy việc này lên độ cao lớn. Để ủy ban kỷ luật, thanh tra huyện và văn phòng ủy ban cùng giám sát. La Đại Hải cũng cảm nhận được Triệu Quốc Đống đang cần mau chóng làm việc này. Hai tháng học tập có vẻ làm Triệu Quốc Đống thay đổi không ít, có lẽ ở Ando hai tháng làm hắn cảm nhận bên ngoài biến hóa rất nhanh, có lẽ học tập và khảo sát làm hắn cảm thấy chênh lệch với nơi phát triển. Điều này làm La Đại Hải rất vui. Đúng,
Quốc Đống, hội nghị thường ủy đã phê duyệt phương án xây dựng cầu Quế Khê, nhưng thị xã vẫn kiên quyết yêu cầu Hoa Lâm chúng ta tự lo tài chính, đây chính là muốn dừng lại việc xây dựng cầu Quế Khê. La Đại Hải hút một hơi thuốc rồi rất khó chịu nói. Tôi đã tìm Bí Thư Kỳ cùng thị trưởng Mạch, Bí Thư Kỳ muốn chúng ta thông cảm khó xử của thị xã. Nhưng y không nói rõ thị xã khó về tài chính hay là công việc, chỉ là muốn chúng ta nên báo cáo với thị trưởng Mạch. Vậy bên thị trưởng Mạch thì sao? Triệu Quốc Đống nói. Tôi đã tìm thị trưởng Mạch, thị trưởng Mạch không tỏ thái độ rõ ràng chỉ nói có thể suy nghĩ. La Đại Hải cười khổ một tiếng. Tôi cũng suy nghĩ vấn đề này. Bí thư La, cải thiện hoàn cảnh mềm là quan trọng, nhưng cũng cần hoàn cảnh cứng đầu tư vào. Cầu Quế Khê chẳng những quan trọng đối với khu vực phía đông huyện ta, hơn nữa còn là cơ hội tốt cải tạo thành cũ, mượn ngọn gió này chúng ta có thể thay đổi bộ mặt thành cũ. Qua đó cũng có thể dễ dàng thu hút đầu tư hơn. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói. Cầu Quế Khê nhất định cần phải xây dựng, hơn nữa phải nhanh chóng tiến hành. Nhưng vấn đề tài chính. La Đại Hải nhíu mày nói. Bí thư La, tôi đã suy nghĩ vấn đề này, xem một chút làm thế nào giải quyết. Dù việc gì cũng có biện pháp giải quyết mà. Lãnh đạo thị xã dạy chúng ta nhiều như vậy, chúng ta còn không biết điều là không thức thời. Triệu Quốc Đống về Hoa Lâm không khác gì hòn đá ném vào mặt hồ đang yên ả, tạo thành những cơn chấn động không hề nhỏ. Trong hội nghị thường ủy, Triệu Quốc Đống báo cáo về những nhận thức của mình sau lớp tập huấn, nhất là trọng điểm giới thiệu khu công nghiệp Bích Trì, An Đô, cùng với huyện Nam Xuân, Kiến Dương phát triển như thế nào. Khu công nghiệp Bích Trì, An Đô dựa vào hạng mục công ty liên doanh DU, An Đô mà khởi động, toàn diện tiến hành phát triển các ngành sản xuất phụ trợ. Hoa Lâm chúng ta mặc dù không thể áp dụng theo nhưng chúng ta dựa vào ưu thế của mình mà phát triển các ngành sản xuất liên quan, tôi thấy điều này đáng để học hỏi. Ví dụ như ngành trồng cỏ sẽ khiến ngành chăn nuôi gia súc phát triển, mà quy mô hóa ngành này sẽ thu hút các công ty chế biến thực phẩm tiến vào, chế biến thực phẩm không dừng lại ở thịt, xương, da, lông, hoàn toàn có thể hình thành một ngành sản xuất với đầy đủ các phương diện. Ở điểm này tôi thấy chúng ta tiến hành thu hút đầu tư chưa đủ. Còn có ưu thế về các loại quả của Hoa Lâm chúng ta, ưu thế về chè, ưu thế về thắng cảnh du lịch, chúng ta đều có thể phát triển thêm các ngành phụ trợ của nó. Huyện Nam Xuân phát triển làm cho người ta phải sợ hãi, hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế tư nhân của bọn họ đứng đầu toàn tỉnh. Khi tôi đi khảo sát huyện Nam Xuân thì có cảm nhận dù là lãnh đạo đảng ủy, chính quyền, của huyện, hay là người phụ trách các phòng ban, lãnh đạo các xã, thị trấn đều một lòng muốn phát triển kinh tế. Bọn họ tạo hoàn cảnh tốt nhất cho các công ty phát triển, toàn tâm toàn ý phục vụ các công ty, làm các công ty có thể yên tâm sản xuất. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Tôi sau khi về đã báo cáo tình hình với Bí Thư La. Khi quan niệm của các cán bộ trong cơ quan hành chính Hoa Lâm chúng ta vẫn còn lạc hậu, quan niệm cán bộ các khu vực phát triển đã sớm thay đổi, coi mình là người phục vụ. Chỉ một lòng muốn phục vụ các công ty, để bọn họ dồn nhiều tâm trí vào việc phát triển kinh doanh. Chỉ có làm cho hoàn cảnh đầu tư của Hoa Lâm chúng ta thay đổi, nhà đầu tư cảm thấy đầu tư vào Hoa Lâm thu lợi lớn, Hoa Lâm chúng ta mới có thể vượt qua khỏi vòng vây, chiếm ưu thế. Triệu Quốc Đống nói như vậy, các thường vụ đều chăm chú lắng nghe, viết gì đó vào sổ cửa mình. Triệu Quốc Đống nhìn quanh một vòng và đánh giá vẻ mặt của từng người. Vạn Chiêu Dương không có chút biểu cảm gì, cầm bút vài phút mà không hạ xuống. Lỗ Đạt viết gì đó trong sổ, lúc lại trầm tư. Bàng Quân như đang nghĩ tới vấn đề gì đó. Tào Uyên cùng Miêu Nguyệt Hoa thật ra khá chăm chú ghi chép. Chủ tịch Triệu, ngài đã về. Mã Bản Quý gần như cúi nửa người mà nói. Lão Mã, muốn tôi về đến thế cơ à? Ngài nói kìa, chúng tôi mong ngài về như mong trời sáng. Ngài không về, nhà khách như thiếu gì đó, thiếu sinh khí, phải không Mẫu Đan? Tiêu Mẫu Đan mặc áo phông trắng cộc tay đứng phía sau Mã Bản Quý. Nghe Mã Bản Quý nói như vậy, cô vội vàng gật đầu. Được rồi, anh đừng coi tôi là quả nhân sâm, gặp người người thích. Huyện Hoa Lâm có nhiều người không hy vọng tôi về đó. Mẫu Đan, cô nói đúng không? Triệu Quốc Đống cười nói. Tiêu Mẫu Đan hoảng hốt nói. Em không biết, chủ tịch Triệu nói gì vậy, huyện đều mong ngài sớm về, đều nói ngài đi tập huấn, sau khi về sẽ được thị xã đề bạt. Mẫu Đan, lời này là Mã Bản Quý dạy cô hả? Triệu Quốc Đống cười nói, cô bé này có thể nói như vậy thì ngoài Mã Bản Quý dạy ra thì sao có thể tự nghĩ được. Mặt Tiêu Mẫu Đan đỏ bừng, vội vàng nhìn Mã Bản Quý. Mã Bản Quý lại cười cười, không có gì là xấu hổ. Ha ha, chủ tịch Triệu,
lần này tổ công tác của tỉnh, thị xã đến nhà khách điều tra một trận, gọi tôi và Mẫu Đan đi hỏi nửa ngày. Còn kém nước hỏi Mẫu Đan có ngủ với ngài không, có thấy Chủ tịch Triệu ngài ngủ với ai không? Mã Bản Quý nói như vậy làm Triệu Quốc Đống CCPO. Có thể hỏi vấn đề này thì nhất định không phải Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, mà là đám người thị xã. Mục Cương mới nắm giữ Ủy ban Kỷ luật, Lý Trọng Sơn trước đây cũng không thể khống chế hoàn toàn, điểm này Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ biết được. Mà người dẫn đoàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Đồng Chi Dư lại là người của Mạch Gia Huy. Vấn đề lớn không tìm ra thì phải nghĩ tìm mấy vấn đề nhỏ này rồi. Ồ, xem ra tổ chức đúng là quan tâm tôi, sợ tôi phạm sai lầm. Thế có đến phòng ngủ của tôi tìm sổ sách, hoặc là tìm ra tôi giấu mấy người phụ nữ không? Triệu Quốc Đống cười cười mà nói. Tôi đoán bọn họ rất thất vọng, tiền không tìm ra, phụ nữ thì Mẫu Đan có tính không? Bọn họ nếu nghi ngờ thì tôi cũng trong sạch, Mẫu Đan thì tôi còn chưa động một ngón tay mà. Ha ha, tôi cũng nói như vậy. Bọn họ hỏi tôi nói Chủ tịch Triệu ngoài ăn ở tại đây, bình thường cũng không làm việc ở đây, tôi cũng không tiếp khách ở đây, có việc đều tới văn phòng. Về phần bọn họ nghi ngờ, tôi nói các người không tin thì đưa Mẫu Đan đến bệnh viện huyện xem Mẫu Đan đã có quan hệ với ai chưa. Chủ tịch Triệu mà muốn ngủ với ai đó là phúc của cô ta. Đàn ông nào không ngủ với gái, trừ khi là thằng đó không có. Ồ, bọn họ nói sao? Triệu Quốc Đống có chút tò mò. Mã Bản Quý mà nói thô lỗ như vậy, hắn đoán đám người Ủy ban Kỷ luật chắc chỉ biết há hốc mồm. Bọn họ còn có thể nói gì? Xám xịt mà đi. Cũng không nghĩ xem Chủ tịch Triệu chưa có vợ, dù ngủ với ai cũng là việc người ta. Đàn ông ngủ với gái là tất nhiên, chỉ cần đừng ngủ với vợ người là được. Mã Bản Quý nói như vậy làm Tiêu Mẫu Đan ở bên rất xấu hổ. Tiêu Mẫu Đan mặc dù bình thường quen với tính thô lỗ của Mã Bản Quý, nhưng hôm nay lại có mặt Triệu Quốc Đống, Mã Bản Quý nói như vậy làm cô xấu hổ, mặt đỏ bừng. Được rồi lão Mã, dọn dẹp phòng là được, tối chuẩn bị cho tôi hai món. Ở Ando 2 tháng đúng là nhớ đồ ăn của nhà khách. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Mã Bản Quý vội vàng dừng miệng. Tiêu Mẫu Đan cũng vội vàng kép chặt chân mà đi. Vừa nãy Triệu Quốc Đống liếc nhìn cô nhiều làm cô thấy bị kích thích, cảm thấy mình như buồn đi nhà vệ sinh. Hai người đi rồi, Triệu Quốc Đống bắt đầu suy nghĩ đến biểu hiện của các thường vụ huyện ủy. Bàng Quân đã đứng về phía hắn. Hai người không có xung đột lợi ích thì sao phải đấu nhau? Kiêm chức trưởng phòng công an đối với y cũng không quá quan trọng, lúc trước y muốn làm là do bực Mã Đạo Quân. Bây giờ Trần Lôi tạo quan hệ khá tốt, ít nhất bề ngoài cũng tôn trọng Bàng Quân. Biên phong không cần phải nói, về phần Lỗ Đạt thì người này bắt đầu hiểu ra, tin rằng y sẽ có lựa chọn sáng suốt. Vạn Chiêu Dương bị kéo vào dự án cầu Quế Khê, Quế Toàn Hữu nói cho hắn biết cháu của Vạn Chiêu Dương có đầu tư vào công ty Mạn Thủy. Tào Uyên cùng Miêu Nguyệt Hoa hợp tác trong thời gian ngắn. Nhưng hắn về khiến liên minh này tan biến. Hắn không rõ sau lưng Tào Uyên là ai nhưng có thể khẳng định y và Miêu Nguyệt Hoa là khác phe phái. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng biết mình nên làm như thế nào, chuyện quá khứ để cho nó qua. Huống chi Tào Uyên chỉ là người phụ họa mà thôi. Hà Lương Tài thật ra đáng ghê tởm, nếu như có thể để Quế Toàn Hữu thay y làm tránh văn phòng huyện ủy là tốt nhất. Chẳng qua bây giờ Triệu Quốc Đống biết chưa thể. Một bản thiết kế tuyệt đẹp xuất hiện trước rạp chiếu phim huyện thành Hoa Lâm. Từ bản thiết kế quy hoạch huyện thành đến phía tây, phía đông Quế Khê. Trong bản thiết kế đại lộ Quế Khê là con đường huyết mạch. Bản thiết kế đặt trước quảng trường rạp chiếu phim ngay ngày đầu tiên đã tạo tiếng vang. Quảng trường này vốn là trung tâm của huyện thành Hoa Lâm, bình thường nhiều người thích tới đây đi dạo. Mà bây giờ bản thiết kế này được đưa ra liền được dân chúng toàn thành chú ý. Nếu không phải trước đó phòng xây dựng đề xuất khi đưa bản thiết kế ra sẽ có thể có loạn, cho nên công an huyện đã phái lực lượng cảnh sát đến duy trì trật tự. Bắt đầu từ sáng hôm sau đến tận 10 giờ đêm, chưa lúc nào quảng trường trước rạp chiếu phim lại không có người đến xem. Tin không ngừng truyền từ người này sang người khác, mọi người đến nhìn quy hoạch huyện thành Hoa Lâm mấy năm sau. Mà dân chúng bình thường thấy hứng thú vì những con đường rộng lớn, đèn đường tuyệt đẹp, các lối đi có nhiều cây xanh. Điều này làm cho dân chúng đến xem càng lúc càng đông. Cũng có các công ty xây dựng đang cân nhắc bản thiết kế này đưa ra là có ý nghĩa gì. Quy hoạch lớn như vậy đối với bọn họ là một cơ hội kinh doanh không thể bỏ qua. Mà liên quan tới việc cải tạo, xây dựng khu thành cũ Hoa Lâm càng làm người ta tò mò và hưng phấn. Dù sao dân chúng sống ở đây nhiều đời, sau này hầu hết mọi người đều được quay trở lại khu nhà mới sinh sống.
Buổi tối quảng trường càng đông người hơn, đồn công an thay phiên phái cảnh sát tới quy định mọi người không được chen lấn. Người tới muộn đành phải đứng sau mà nhìn. Dân chúng hỏi nhau không biết đây là thiết kế trên giấy hay quy hoạch chính thức. Dù sao cảnh trong bản quy hoạch hơn xa những gì bọn họ thấy. Nhiều người đi ra ngoài liền túm tụm lại bàn tán. Đề tài chỉ có một, đó là quy hoạch huyện thành mới và cầu Quế Khê có phải sẽ nhanh chóng khởi công hay không. Mà dân chúng cũng được phát bản đóng góp ý kiến nên khá nhiệt tình, bọn họ nghĩ không biết ý kiến của mình có được đưa vào không. Bí thư La, xem ra mọi người rất hứng thú với quy hoạch huyện thành, mấy bản thiết kế tạo tiếng vang rất lớn, đây là điều tôi không nghĩ đến. Triệu Quốc Đống và La Đại Hải đứng cách chỗ đám người 20 mét, đi theo bọn họ còn có Vi Biểu cùng Lữ An Bang, chủ nhiệm ủy ban xây dựng huyện ủy. Quốc Đống, đừng nói là dân chúng, ngay cả tôi mới nhìn cũng bị hấp dẫn. Huyện thành Hoa Lâm nếu có thể hiện đại hóa như vậy, đẹp như vậy thì tôi sống ít mấy năm cũng được. La Đại Hải cười ha hả nói. Chẳng qua muốn được như vậy thì không biết phải đầu tư bao tiền, tài chính huyện 10 năm chắc cũng không đủ. Không biết trước khi tôi lui đã bắt đầu khởi công chưa? Ha ha, Bí Thư La, anh quá bi quan đó. Triệu Quốc Đống cười nói. Bí Thư La, chúng ta đánh cuộc xem, dựa theo kế hoạch của tôi thì 3 năm sau huyện thành Hoa Lâm sẽ thành như vậy. Ồ, La Đại Hải có chút kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, cậu không phải trêu cho tôi vui đó chứ? 3 năm, thu nhập tài chính của huyện năm ngoài là bao nhiêu? Dù tài chính huyện năm nay tăng 20% thì là bao nhiêu? Dựa theo quy hoạch của cậu thì sợ không có 200, 300 triệu là không được. Cậu không phải là thấy mấy ngân hàng do huyện mở, chúng ta muốn vay bao nhiêu cũng được đó chứ? Nếu tài chính huyện dùng hết vào đây thì các cán bộ, giáo viên của huyện ăn bằng gì? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Phát triển xây dựng thành thị có thể dùng hai từ kinh doanh mà hình dung. Nếu kinh doanh tốt thì chẳng những không cần vay mà còn có lãi. La Đại Hải nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy liền cười cười. Y biết đầu óc Triệu Quốc Đống rất linh hoạt, ánh mắt rộng, nhiều con đường. Quốc Đống, nếu thật như vậy thì chúng ta còn đợi gì? Không cần biết khó khăn gì, chỉ cần có thể làm thì, huyện ủy, ủy ban sẽ toàn lực mà làm. Bí thư La, chúng ta nhất định sẽ làm được, nhưng trước đó phải xác định xong cầu Quế Khê cùng với ngày động thổ. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể cải tạo thành cũ, xây dựng huyện thành mới. Cậu định làm như thế nào? La Đại Hải suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi định nói chuyện với công ty Hoành Lâm và công ty Thái Hoa. La Đại Hải thở dài một tiếng mà nói. Tôi ủng hộ cậu, có vấn đề gì hai chúng ta cùng chịu. Bí thư La yên tâm, chúng ta chấp nhận nhường cũng không có nghĩa chúng ta nhường quá nguyên tắc, hơn nữa bọn họ cũng phải bỏ ra mà. La Đại Hải không quá rõ ý đồ của Triệu Quốc Đống. Nhưng Triệu Quốc Đống chấp nhận nhường làm y thở phào nhẹ nhõm. Dù là Kỳ Dư Hồng hay Mạch Gia Huy đều mang tới áp lực lớn cho y. Triệu Quốc Đống là ghé con không sợ hổ, chỉ sợ hắn cứng nhắc không chịu thảo hiệp. Quốc Đống, công việc cụ thể giao cho cậu, chỉ cần đạt mục đích thì nhường một chút cũng được. La Đại Hải cười nói. Tôi chỉ hy vọng việc này cố gắng làm sớm một chút. Tôi còn sốt ruột hơn anh. Triệu Quốc Đống quay đầu lại nói. Lão Lưu, anh nên phái nhiều nhân viên của cơ quan đến nghe ý kiến của dân chúng, thậm chí có thể bố trí hai nhân viên đến giới thiệu. Đây là huyện thành của dân chúng Hoa Lâm, ngoài quy hoạch của chúng ta do chuyên gia lên tiếng, dân chúng đưa ra ý kiến hợp lý thì chúng ta cũng nên tính tới, như vậy có lợi cho việc triển khai công việc.